ta thân phận đại đạo bị muội muội đắc kỳ công khai tập 71 và tập 72, nhà buôn mạnh nhất lịch sử, thiên cơ các, địa bảng thần bí thuyết minh tại kênh youtube di các phim. Chúc các bạn xem video vui vẻ, dương tiễn, tam thánh mẫu, thất tiên nữ, na cha và các thần tướng, toàn bộ đều không tự chủ được mất đi pháp lực, rơi xuống bên trong minh sơn tự, bị hòa thượng minh sơn tự bắt được. Điều này làm cho thực lực của lão tăng quét xác liễu phàm xem như triệt để lộ ra trước mặt một đám hòa thượng, khiến cho một đám hòa thượng mắt chữ O mồm chữ A, bọn họ giờ mới hiểu được thì ra vẫn luôn phù hộ cho minh sơn tự không phải là tây phương phật tổ mà chính là một vị lão tăng quét xác bên trong ngôi chùa của mình nhưng mà vị lão tăng quét xác này lại sở hữu thực lực ngang ngờ phật tổ tình huống ở minh sơn tự lập tức kinh động đến vô số đại năng ở tam giới hồng hoang bất kể là phật môn cũng tốt yêu tộc cũng được hay là thiên đình hoặc là tộc atula đều khiếp sợ một ngôi chùa nho nhỏ vậy mà làm cho mấy vị thần tướng có chiến lược mạnh nhất của thiên đình toàn bộ đều thất bại nặng nề đặc biệt thiên đình là giật mình và phẫn nộ nhất ban đầu tình hình chiến sự bất lợi cho thiên đình đối mặt với ba phương liên thủ tấn công thiên đình chỉ có thể đau khổ chống đỡ miễn cưỡng duy trì cục diện hôm nay bây giờ các đỉnh cấp thần tướng tứ cực đại tướng quân trương ngọc yên huyền diệu nguyên quân tam thánh mẫu tư pháp thiên thần dương tiễn tâm đàn hội hải đại thần na cha đại diện cho chiến lược của thiên đình bị bắt thế cục vốn đã khó khăn cho thiên đình lập tức trở nên càng bất lợi hơn nữa trong khoảng thời gian ngắn thiên đình liền bị mất không ít lãnh thổ bắc câu lô châu chỉ còn lại số ít mấy vị thần tướng chân vũ đại đế tây hải nguyên soái đặng thiền ngọc vẫn còn đang đau khổ chống đỡ nhưng cục diện vô cùng không lạc quan thiên đình trong ngự thư phòng sau lăng tiêu điện hạo thiên giao trì ngọc đế thái bạch kim tinh tứ đại thiên sư các vị quản lý cấp cao quan trọng của thiên đình đang thương thảo chuyện mấy người dương tiễn bị bắt mà trương khai thái cũng yên lặng đứng ở một bên chân mày nhíu chặt giống như đang suy tư điều gì lão tăng quét xác này đến cùng là cao thủ nhảy ra từ nơi nào tại sao trước đây lại không có một chút tiếng gió thổi đến liên quan tới người này trương bách nhẫn cao mày hỏi vẻ mặt buồn rười rượi thái bạch kim tinh cảm thán nói lão tăng quét rác này cứ như xuất hiện từ hư không nội tình của phật môn thật đúng là không thể coi thường được lời nói của thái bạch kim tinh lập tức khiến cho tâm trạng của đám người trong phòng trở nên càng nặng nề hơn thực lực của phật môn càng mạnh tất nhiên là càng bất lợi đối với thiên đình giao trì trầm giọng nói ta cũng đã nhìn thấy lồng phòng ngự trên bầu trời minh sơn tự từ mấy chục loại pháp tắc khác nhau đan lại mà thành giống như một thiên đạo pháp võ loại nhỏ chuẩn thánh bình thường đều không làm gì được trừ phi ta và sư huynh tự mình xuất thủ nếu không toàn bộ thiên đình chỉ sợ không ai có thể phá các thiên sư nói nhưng nếu hạo thiên thượng đế và vương mẫu ra tay như lai của phật môn còn có những phật đà đó và minh hà lão tổ khẳng định cũng sẽ không ngồi yên không để ý đến đến lúc đó thiên đình của chúng ta chỉ sợ sẽ càng trở nên bị động hạo thiên nghe vậy chân mày lập tức nhíu thành một hình chữ xuyên chỉ cảm thấy có một cảm giác vô cùng bất lực thiên đình vẫn quá yếu còn ngươi giao trì chuyển động nói kế trước mắt xem ra chỉ có mau chóng thành công hợp tác với cả huyền môn và tiên đường mới được chỉ có mượn thực lực của tiên đường và huyền môn mới có thể chống lại tấn công của phật môn sau khi nổi lên mâu thuẫn với phật môn thiên đình vẫn luôn âm thầm mượn hơi thế lực của hai phe huyền môn tam giáo và tiên đường muốn liên thủ với huyền môn và tiên đường đối phó liên minh phật môn yêu tộc tộc atula mà huyền môn muốn nhét bắc câu lô châu vào phạm vi thế lực của mình tiên đường cũng có ý mở rộng sức ảnh hưởng ở bắc câu lô châu vì vậy song phương cũng có ý hợp tác cùng thiên đình chỉ là song phương vẫn còn có một chút lợi ích không cách nào đạt được nhận thức chung thế nên đến lúc này vẫn chậm chạp không thể kết làm liên minh chỉ là tình huống bây giờ càng ngày càng bất lợi cho thiên đình Gia chỉ dự định lui một bước, bằng lòng với một ít điều kiện quá đáng của huyền môn và tiên đường, mau chóng nhờ huyền môn và tiên đường ra tay. Trương Thiên Sư lo lắng nói, làm như vậy, chỉ sợ là đưa giải lang đi, dẫn hổ báo tới. Thái Bạch Kim Tinh nói, bác câu lô châu rất nhanh cũng sẽ bị mất, làm gì cần quan tâm có là hổ báo hay không. Hiện nay điều quan trọng nhất vẫn là giữ được bắc câu lô châu, cứu dương tiễn, thất công chúa ra. Các thiên sư gật đầu nói, Thái Bạch Kim Tinh nói rất đúng, tuy biết sẽ tổn thất một phần lợi ích, nhưng dù sao cũng hơn nhiều hoàn toàn đánh mất bắc câu lô châu nếu như có thể hoàn toàn đuổi phật môn ra khỏi bắc câu lô châu chúng ta cũng sẽ không mất đi bao nhiêu lợi ích ngọc đế và hạo thiên giao chỉ liếc nhau một cái dùng ánh mắt trao đổi một phen chỉ thấy hạo thiên lên tiếng nói vậy mau chóng đi ký kết hiệp nghị với tiên đường và huyền môn để cho bọn họ mau mau phái người đến bắc câu lô châu ngăn cản liên quân phật môn tiến công hứa thiên sư hỏi thế còn nhóm dương tiễn thất công chúa nên cứu viện bọn họ như thế nào hạo thiên bình tĩnh nói việc này ta và vương mẫu sẽ đích thân đi một chuyến đến minh sơn tự để cho bọn họ thả nhóm thất công chúa dương tiễn ra từ khi bắt đầu chiến đấu song phương đều ăn ý chuẩn thánh không xuống đài lão tăng quét xác kia đã vượt qua danh giới sao chỉ vương mẫu phân phó nói trương thiên sư hứa thiên sư các người đi bát cảnh cung nói với ba vị thánh nhân thiên đình chúng ta đồng ý đáp ứng điều kiện của bọn họ để cho bọn họ lập tức phái tu sĩ đi trợ giúp bắc câu lô châu các thiên sư tát thiên sư các người đi tiên đường nói cho nữ hoàng tiên đường thiên đình chúng ta đồng ý cho bọn họ thành lập tiên đường học viện ở bắc câu lô châu tiên đường học viện có thể không chịu sự quản thúc của tiên đường tự do truyền giáo thu nhận môn đồ để cho bọn họ mau chóng xuất binh bắc cầu lô châu đúng rồi nàng đột nhiên nghĩ đến cái gì nhắc nhở các thiên sư nói với nữ hoàng tiên đường nói tam thánh mẫu đã bị phật môn bắt lại trình tử chưa rõ việc này nói cho nữ hoàng tiên đường thì có tác dụng gì các thiên sư không rõ ràng cho lắm trong con mắt sao chỉ hiện lên một tia sáng mờ mờ nói nữ hoàng tiên đường đã từng bái tam thánh mẫu làm mẹ nuôi nếu như nàng biết việc này thì chắc chắn sẽ không ngồi yên không quan tâm đến tam thánh mẫu còn có cuộc gặp gỡ như vậy tứ đại thiên sư trương khai thái thái bạch kim tinh tất cả đều lộ ra vẻ mặt kinh ngạc hiển nhiên là bị tin tức này làm cho khép sợ rồi dù sao với địa vị bây giờ của nữ hoàng tiên đường có thể làm mẹ nuôi của nàng mức độ tôn quý có thể tưởng tượng được rồi chứ sao chỉ cũng không có giải thích gì nhiều tứ đại thiên sư từ trong khiếp sợ phục hồi lại tinh thần lập tức lĩnh mạnh rời khỏi ngự thư phòng thân hình của hạo thiên và vương mẫu lóe lên cũng biến mất khỏi chỗ ngồi đi tới minh sơn tự bên trong thư phòng nhất thời cũng chỉ còn lại có ba người ngọc đế thái bạch kim tinh trương khai thái ngọc đế hỏi trương khai thái con ta tại sao trước đây ngươi lại không suy tính được chuyện ở minh sơn tự còn nữa trước đây ngươi nói chỉ cần phái tam thánh mẫu đặng thiền ngọc ngọc yên đi tọa trấn bắc câu lô châu là có thể ngăn cản phật môn tấn công tại sao các nàng không ngăn cản được trương khai thái nghe vậy trên mặt nhất thời lộ ra một tên xấu hổ lại bày ra vẻ mặt bất đắc dĩ không biết nên trả lời nghi vấn của cha như thế nào thực ra trong lòng hắn cũng rất muốn hỏi vì sao tại thế giới cũ của hắn căn bản không có tình tiết ở minh sơn tự càng chưa từng xuất hiện cái gì mà lão tăng quét rác dựa theo kịch bản ban đầu thế lực của thiên đình ở bắc câu lô châu bị phật môn hoàn toàn đổi ra chẳng lẽ ta khiến cho lão cha phái đặng thiền ngọc trương ngọc yên dừng tiễn tọa trấn bắc câu lô châu dẫn đến kịch bản xuất hiện thay đổi khiến cho chiến sự giữa thiên đình và phật môn kéo dài thế nên lúc này mới đưa tới một lão tăng quét xác trước có lý tiền bối thần bí khó lường sao có lão tăng quét xác lấy một địch vạn có phải đại năng ẩn cư ở hồng hoang có hơi nhiều một chút rồi không xem ra về sau vẫn là đừng nên làm ra vẻ mà tiết lộ kịch bản rất có thể khiến cho chính bản thân mình biến thành một tên ngốc Trương Khai Thái cảm khái ở trong lòng, việc này Hài Nhi cũng không biết đã xảy ra chuyện gì, hắn chỉ đành phải giả bộ hồ đồ với lão cha. Trương Bách Nhẫn thấy Nhi Tử cũng không biết, không khỏi âm thầm thở dài. Trước đây hắn còn tưởng Nhi Tử nhà mình không có năng lực đánh hơi biết trước những việc chưa xảy ra, xem ra cũng không phải như vậy. Cái đó, phụ thân à, ta muốn đến thăm Minh Sơn tự một chút. Trương Khai Thái nói với phụ thân mình, hắn muốn gặp tận mắt lão tăng quét xác đó, xem đến cùng là nhân vật phương nào mà lại ghê gớm như vậy. Trương Bách Nhẫn vừa khéo, ta cũng đang chuẩn bị đến thăm một chuyến xem lão tăng quét rác đó rốt cuộc là thần thánh phương nào thế thì đi chung đi minh sơn tự trong khoảng thời gian này hòa thượng minh sơn tự có thể nói là tinh thần phấn khởi bọn họ trông có vẻ vô cùng mừng rỡ không ngờ chùa mình lại có một vị cao tăng tuyệt thế ẩn nấp dễ dàng một mẻ hốt gọn mấy chiến thần cấp bậc đứng đầu thiên đình quan trọng là vị lão tổ này còn rất khiêm tốn nữa mặc dù đã bày ra thần thông khó mà đo lường được nhưng lão tổ vẫn giống như trước đây mỗi ngày vẫn lặng lẽ quét dọn trong ngoài chùa như cũ Khiến cho mọi người được mở mang kiến thức cái gì gọi là vinh nhục bất động chân chính. Ngày hôm nay, Liễu Phàm đang cầm chổi lặng lẽ quét dọn thềm đá ở sân sau Minh Sơn tự, đúng lúc này, có một bóng người đột ngột không hề có dấu hiệu báo trước từ trong hư không hiện ra ở sau lưng Liễu Phàm. Liễu Phàm vẫn im lặng quét thềm đá, mặt không cảm xúc, cũng không quay đầu nhìn lại, giống như không hề phát hiện có người xuất hiện ở sau lưng mình vậy. Như Lai nhìn chằm chằm vào bóng lưng của Liễu Phàm, ánh mắt có vẻ vô cùng ngạc nhiên, bởi vì hắn đã thăm dò ở dưới khoảng cách gần như vậy, thế mà vẫn không thẳng dò ra được tu vi thực sự của vị lão tăng quét xác này đến cùng đang ở cảnh giới nào thân thể của đối phương hệt như một đám sương mù dày đặc không cách nào dò xét cũng không cách nào suy đoán ra được chỉ là tràn đầy khí tức vĩnh cửu bất diệt rõ ràng vĩnh cửu bất tận sâu xa lâu đời thân thể tựa như là hư vô mờ mịt giống như hồng mông vô biên vô hạn vậy điều này khiến cho như lai vô cùng khiếp sợ dù sao tu vi của hắn cũng đã đạt đến cảnh giới chuẩn thánh đại viên mãn rồi vậy mà hắn còn thăm dò không ra thế chẳng phải có nghĩa là thực lực của vị pháp sư lỗ phàm này còn kinh khủng hơn cả dự đoán của hắn nữa sao rốt cuộc người này tu luyện công pháp che giấu khí tức gì vậy hay là thực lực của hắn đã vượt qua ta rồi nếu chẳng qua chỉ là công pháp tu luyện che giấu khí tức thì còn có thể nghĩ thông được nhưng nếu thực lực của đối phương đã vượt qua ta thì như lai nghĩ tới đây cũng không nhịn được cảm giác ra đầu tây dại một hồi dẫu sao vượt qua hắn chính là thánh nhân đấy lẽ nào phật môn lại có nhiều thêm một vị thánh nhân có lẽ không thể nào đâu đúng không dù sao thì sau khi thành thánh chắc chắn sẽ kéo theo dị tượng trời đất vạn tộc tới chúc mừng thế nhưng từ sau khi côn bằng lão tổ thành thánh hồng hoang cũng chưa từng xuất hiện dị tượng long trọng mây tím tới từ phía đông đâu mắt như lai không ngừng chuyển động trong lòng nổi lên vô số suy nghĩ trước đó như lai đã biết được chuyện xảy ra ở minh sơn tự biết có một vị lão tăng quét rác dễ dàng hàng phục dương tiễn Na cha trong lòng có thể nói là vừa mừng vừa sợ mừng vì ở phật mộ lại nhiều thêm một vị tu sĩ có thực lực mạnh mẽ cho nên như lai mấy ngay lập tức đi tới minh sơn tự chuẩn bị gặp vị tân tú phật môn này một lần chẳng qua sau khi đến minh sơn tự rồi hắn mới phát hiện vị lão tăng quét xác này còn bất phàm hơn cả trong tưởng tượng của hắn ngươi ngài ngài là như lai phật tổ giọng nói xen lẫn vẻ mừng rỡ đột nhiên vang lên ở bên cạnh thì ra là trụ trì của minh sơn tự diệu giác đã nhìn thấy như lai lúc này hắn đang phấn khích đến độ khoa tay múa chân mặt đỏ tới tận mang tai dù sao địa vị của như lai ở trong phật môn là không thể nghi ngờ diệu giác có thể tận mắt nhìn thấy như lai đương nhiên là kích động rồi như lai gật đầu với diệu giác nhưng hắn cũng không có mở miệng nói gì với Diệu Giác mà cúi đầu hành lễ nói, như Lai bái kiến Liễu Phàm pháp sư, Diệu Giác chứng kiến thái độ của Như Lai với Liễu Phàm lão tổ, hoàn toàn là dùng lễ ngang hàng xưng hô qua lại, không khỏi sửng sốt đến nỗi hai mắt trợn tròn, phải biết Như Lai là Phật tổ đấy, là tổ của vạn Phật, vậy mà Liễu Phàm lão tổ lại có thể sánh ngang với Phật tổ, thế chẳng phải là nói địa vị của Liễu Phàm lão tổ ngang với Phật hay sao? Điều này, ngay cả hơi thở của Diệu Giác cũng không nhịn được bị kích động đến mức run dày dù trước đó hắn đã đoán được Liễu Phàm lão tổ rất lợi hại, nhưng lại không nghĩ đến liễu phàm lão tổ có thể lợi hại đến như vậy ngang hàng với phật cái này cũng quá trâu bò rồi liễu phàm đối diện với trò hỏi của như lai vẫn như cũng không hề hoang mang tiếp tục quét thềm đá cũng không có bởi vì đối phương là như lai mà lộ ra bất kỳ vài sừng sốt gì chỉ thấy hắn không đáp lễ cũng không quay đầu lại nói không biết các hạ đến đây để làm gì giọng nói không kiêu ngạo không tự ti thái độ còn có vẻ hơi coi thường khiến cho trong lòng như lai không khỏi sinh ra một chút cảm giác khó chịu dù sao hắn cũng đã chủ động hành lễ rồi còn dùng vai vế ngang hàng để kết giao thế mà đối phương lại không thèm nhìn hắn lấy một lần cũng không đáp lễ thế này chẳng phải là coi thường hắn sao tuy người châu bò nhưng điệu bộ này có phải là hơi quá đáng rồi không rượu giác thấy vậy trong lòng cũng không khỏi âm thầm vì liệu phàm lão tổ lao một hôi một lượt khinh thường phật tổ như vậy thế này có có vẻ như hơi bất kính nhỉ nếu như phật tổ trách tôi thì phải làm sao mặc dù trong lòng như lai hơi khó chịu nhưng hắn cũng không có thể hiện ra mà vẫn đúng một trả lời ta biết ở đây có một vị cao nhân của phật môn nên đương nhiên muốn tới thăm một chút thứ hai các hạ đã bắt đám người dương tiễn và na cha thiên đình chắc chắn sẽ không từ bỏ ý đồ cho nên lần này ta đến đây là muốn hỏi pháp sư một chút có chỗ nào cần giúp đỡ hay không liễu phàm hờ hững đáp chỉ là thiên đình thôi mà không đủ gây sợ hãi hơn nữa nếu như ngay cả ta mà cũng không đối phó được thì ngươi đến giúp cũng không làm nên được chuyện gì như lai nghe vậy khóe miệng không khỏi run rẩy có vẻ hết sức cạn lời hắn cảm thấy lão tăng quét rác này cũng quá tự phụ rồi thế mà lại không đặt thiên đình vào mắt bạn đang xem ta thân phận đại đạo bị muội muội đắc kỷ công khai được thuyết minh tại kênh youtube Di các phim phải biết trong thiên hạ ngoài thánh nhân ra còn chưa có ai dám nói thiên đình không đủ gây sợ hãi đâu đấy hơn nữa còn nói trợ giúp của hắn không làm nên được chuyện gì đây cũng quá làm tổn thương người rồi ban đầu như lai muốn tự mình mời liễu phàm đến tây phương linh sơn tu hành bây giờ xem ra trước tiên vẫn đừng nên nói ra ý nghĩ này miễn cho liễu phàm này lại nói ra cái gì làm tổn thương người như lai vốn định hỏi thăm tu vi của liễu phàm một chút nhưng đúng vào lúc này hắn đột nhiên cảm nhận được dòng sông không gian hồng hoang phát ra một hồi biến động khác thường có mấy đạo lưu quang đang từ dòng sông không gian phóng tới hướng về minh sơn tự dòng sông không gian mênh mông cuộn trào mãnh liệt có thể phá hủy vạn vật thế gian gột sạch quá khứ vị lai vậy mà lại không thể phá hủy được mấy đạo lưu quang này như lai cảm nhận được khí tức của mấy đạo lưu quang này khóe miệng không khỏi hơi nhếch lên lộ ra một nụ cười nhạt rất nhanh mấy đạo lưu quang đã đi tới trên không trung minh sơn tự chui ra từ trong dòng sông thời không chính là bốn người hạo thiên giao trì ngọc đế trương khai thái không biết các vị đạo hữu đại giá quang lâm nên không có đón tiếp tử xa như lai nhìn đám hạo thiên giao trì trương bách nhẫn tươi cười chào hỏi Hắn chú ý tới trương khai thái, trong mắt không khỏi ánh lên một thoáng hoài nghi. Người kia là ai? gia nhập thiên đình từ bao giờ? thậm chí còn có tu vi đại la kim tiên. Hơn nữa ta cũng không thể nhìn thấu dòng sông vận mệnh của hắn. Thật là kỳ lạ. Qua nhiều năm chuyên tâm tu luyện, tu vi của trương khai thái đã đạt tới đại la kim tiên sơ kỳ. Thấy như lai cũng ở đây, hạo thiên không khỏi hơi nhíu mày, nhưng rất nhanh đã giãn ra. Đối với hắn, như lai chỉ là một vạn bối. Vì vậy hắn không giả vờ khách sáo với như lai, mà trực tiếp đặt ánh mắt lên người lão phàm hắn đánh giá liễu phàm một lượt từ trên xuống dưới càng quan sát càng kinh ngạc thế mà hắn lại không thể nhìn ra tu vi thực sự của đối phương có vẻ như người kia đã tu luyện thứ công pháp đặc biệt nào đó để che giấu khí tức mặc dù có vô số ý nghĩ lướt qua trong đầu nhưng trên mặt hạo thiên lại chẳng để lộ vẻ ngập ngừng chỉ thấy hắn chắp tay hỏi liễu phàm ngươi là người giam giữ người của thiên đình ta lúc này liễu phàm vẫn đang quét cắt bụi trên thềm đá tỏ ra vô cùng bình tĩnh thong dong nghe thấy câu hỏi của hạo thiên hắn trả lời một cách lãnh đạm ngươi cần gì phải cố hỏi trong khi đã rõ Hảo thiên khoan thai nói vậy mà lại xuống tay với các tiểu bối các hạ không được tinh tế lắm nhỉ liễu phàm bình thản đáp quấy nhiễu ta thanh tu phá hoại đạo tràng của ta dĩ nhiên ta phải ra tay mặc kệ chúng là tiểu bối hay lão bối hạo thiên không rông dài dây dưa với liễu phàm hắn nói thẳng mục đích của mình vì để mâu thuẫn không ầm ĩ thêm ta hy vọng ngươi có thể thả toàn bộ người thiên đình ra ngoài liễu phàm thản nhiên nói đơn giản thôi chỉ cần các ngươi đảm bảo về sau vĩnh viễn không tới minh sơn tự quấy giày ta thanh tu ngoài ra nếu ngươi chịu nhận lỗi trước lão già này đương nhiên ta sẽ bỏ qua cho đám trẻ danh nhà các ngươi nghe vậy ánh mắt hạo thiên lập tức lạnh đi thời không xung quanh cũng trở nên ngưng động. trên hiện trường tràn đầy tiếng gió rít người thiên đình không đến minh sơn tự là một chuyện dễ thực hiện nhưng muốn ta xin lỗi một hòa thượng quét sân ư điều này làm sao có thể và lại còn gọi hắn là trẻ danh hạo thiên hắn sao có thể chịu đựng nỗi nhục này người này rõ ràng là đang cố tình hạ nhục hắn hiển nhiên hạo thiên chẳng thể nhẫn nhịn rượu rác đứng một bên cảm nhận được sát khí nồng nặc trong không khí trái tim nhất thời trở nên căng thẳng lòng thầm than khổ không thôi liễu phàm lão tổ ơi tại sao người lại bắt hạo thiên phải nhận lỗi hạo thiên là ai chính là kẻ đứng đầu tam giới là tuyên cổ đại năng học đạo cùng thánh nhân thánh nhân cũng phải nề mặt hắn đấy trong cả hồng hoang này e rằng chỉ có mình hồng quân mới có thể khiến hắn chịu lỗi cha ôi làm sao để chuyện này kết thúc đây trong lòng rượu rác bồn chồn không yên còn như lai lại tỏ vẻ hà hê ra mặt nếu có thể khiến hạo thiên mất mặt tất nhiên hắn sẽ rất vui cũng phấn khởi khi việc đó thành công bởi vậy hắn im lặng không lên tiếng xem hạo thiên ứng đối kiểu gì nếu hạo thiên định động thủ đương nhiên hắn sẽ không làm ngơ đứng nhìn tâm trạng lúc này của giao trì trương bách nhẫn hiển nhiên cũng giống hạo thiên cực kỳ phẫn nộ nhưng trương khai thái lại vô cùng bình tĩnh hắn một mực âm thầm quan sát như lai và vị tăng quét sân kia thì ra đó chính là như lai lão tăng quét sân kia cũng tự phụ quá thấy cha nuôi mẹ nuôi tới mà vẫn đứng quét sân dường như không thèm ý đến họ chẳng biết tu vi người này rốt cuộc là gì cha nuôi mẹ nuôi có phải là đối thủ của hắn không biết bao suy đoán vụt qua trong đầu trương khai thái muốn ta nói lời xin lỗi vậy phải xem các hạ có bản lĩnh này không Hạo Thiên cố nén cơn giận trong lòng, ngoài cười nhưng trong không cười, giao chỉ lạnh lùng nhìn Liễu Phàm, cũng cất giọng, bản thân ta muốn xem người có bản lĩnh gì mà dám nói năng ngông cuồng như thế. Cuối cùng Liễu Phàm đã dừng tay khua trổi, cũng là lần đầu tiên đưa mắt nhìn Hạo Thiên và Giao Chỉ, hai chỉ thấy hắn thở dài, trong giọng điệu tỏ ra âu sầu và bất đắc dĩ, vốn định cho các ngươi xin lỗi là xong, không ngờ các ngươi lại không biết đúng sai, muốn thấy bản lĩnh của ta, dễ mà, chỉ sợ các ngươi không chịu nổi hậu quả thôi. Nghe thế, trong mắt Hạo Thiên và Giao Chỉ lập tức bùng lửa giận hừng hực lão tăng quét sơn kia thực sự quá cuồng vọng hừ bản thân ta muốn xem có hậu quả gì không vừa mới dứt lời sau lưng hạ thiên và giao chỉ đồng thời hiện ra vô số tinh hà và tinh vân muôn vàn ánh sao lóe sáng rồi chợt tắt khánh vân trên đỉnh đầu hai người sông thẳng lên tầng trời 33, vô vàn pháp tắc ngưng tụ thành lưu ly li, Trân châu mã não chiếu dọi rực rỡ uy áp cùng khiếp tức thì thổi bay sông dài vĩnh cửu tất cả dội hết vào người lỗ phàm chỉ thấy lực thời gian vần vũ trong thiên địa uy áp vĩnh hằng hỗn độn đã bắt đầu sụp đổ thấy thế như lai không khỏi cảm thấy sợ hãi trong lòng hắn cảm thấy nếu mình đối mặt với công kích với cường độ này chắc cũng không dám vận sức trực tiếp địch lại xem ra liễu phàm chọc điên hạo thiên và giao trì thật rồi như lai âm thầm vận pháp quyết chuẩn bị nếu có gì không ổn thì sẽ ra tay ngăn cản đòn tấn công của hạo thiên và giao trì giúp liễu phàm thoát khỏi nguy khốn tuy tên liễu phàm này có hơi tự cao nhưng dù sao cũng là cao thủ phật môn đăng lên đương nhiên như lai sẽ không chưa mắt nhìn liễu phàm bị hạo thiên và giao trì giết chết hạo thiên vừa bắt đầu đã thi triển thần thông riêng đỉnh nhất của bản thân chuẩn bị hợp lực chấn áp liễu phàm bọn họ hiểu rõ đạo lý đạo lý sư tử vồ thỏ nên phải dùng toàn lực chung quy lại thì khẩu khí của liễu phàm khá là ngạo mạn bọn họ cũng lo liễu phàm đang che giấu đường rút lui vì vậy không cho liễu phàm có bất cứ cơ hội phản kháng nào đối mặt với đòn công kích liên thủ kinh khủng từ hạo thiên và gia trì vẻ mặt liễu phàm vẫn bình thản ung dung không hề bối rối chút nào chỉ thấy hắn thong thả giơ cây chổi trong tay lên không khẽ quét qua đám pháp tắc cuồn cuộn đang lao tới nhất thời càn khôn trở lại như cũ thời gian tua ngược hư không trở mình công kích khủng khiếp do hạo thiên và giao trì phát động thoáng chốc lịm tắt trở nên vô hình chỉ trong nháy mắt thiên địa lại khôi phục vẻ êm đềm thấy vậy như lai không khỏi mở to mắt nhìn tỏ vẻ cực kỳ sừng sốt rõ ràng hắn không thể ngờ rằng liễu phàm thực sự lại dễ dàng ngăn chặn đòn liên thủ công kích của hạo thiên và liễu phàm người kia thật sự chỉ là chuẩn thánh ư và lại nhát chùa nhẹ nhàng mà hắn vừa khua nhìn thì đơn giản nhưng ẩn chứa muôn vàn đạo văn pháp tác huyền diệu vô song cách vận dụng pháp tác đã đạt đến cảnh giới xuất thần nhập hóa ta không sánh bằng hạo thiên và giao trì cũng vô cùng kinh ngạc hơn nữa còn có chút hoảng hốt chủ yếu là vì liễu phạm ứng đối quá dễ dàng có cảm giác thực lực đối phương vượt xa họ quá nhiều nhưng làm sao có thể vượt xa bọn họ rất nhiều chẳng phải là thánh nhân ư người kia sao có thể là thánh nhân hay là cây chối trong tay đối phương thật ra lại là một món trí bảo khó lường vậy nên mới nhẹ nhàng chặn công kích từ hai ta tuy rằng hoảng hốt nhưng động tác của hạo thiên và giao chỉ không hề do dự ngay khi hai người bật ra suy nghĩ này xung quanh cơ thể họ lập tức hiện ra vô số phép tắc đạo ấn chuẩn bị tiếp tục tấn công liễu phàm xong những phép tác đạo ấn còn chưa kịp bay đến chỗ liễu phàm thì đối phương đã quay sang nhìn hạo thiên giao trì bình thản nói một câu quỳ xuống đi bụp bụp chưa kịp phản ứng hạo thiên và giao trì đột nhiên kinh hãi phát hiện pháp lực trong cơ thể mình đã đông cứng lại đồng thời thân thể cũng khuỵu xuống một cách mất kiểm soát bất kể họ thôi thúc pháp lực ra sao pháp lực cứ như thể rơi vào đầm lầy thời gian vậy thường phải vận rất nhiều sức lực mới có thể điều động một chút đối mặt với nguy cơ trước mắt căn bản không thể làm gì ầm um, hai tiếng nổ lớn vang lên hai người hạo thiên và giao trì đã bị đánh ngã từ không trung xuống mặt đất mấu chốt là tư thế sau khi hai người rơi xuống quả đúng là bộ dạng quỳ gối còn liễu phàm đứng cách không xa vị trí mà hạo thiên và giao trì cảm giác như hạo thiên và giao trì cùng chủ động quỳ xuống cảnh tượng này lập tức làm tất cả mọi người nhìn đần cả ra như lai không kiềm chế được mà há hốc mồm hắn không ngờ liễu phàm chỉ nói một câu nhưng lại khiến hạo thiên và giao trì không thể không cúi đầu quỳ gục thực lực lớn nhường nào đây dù sao thì chuẩn thánh chắc chắn không thể làm được điều này lẽ nào lão tăng quét sân kia đúng là thánh nhân nghĩ tới khả năng này như lai kích động đến mức ngừng thở nếu đúng thế cũng tức là phật môn lại có thêm một thánh nhân vậy phật môn có thể hoàn toàn đè đầu huyền môn rồi rượu giác đứng một bên cũng kinh ngạc đến mức con người sắp lồi ra cho dù có tận mắt chứng kiến nhưng hắn cũng không dám tin vào hai mắt mình dẫu sao kia cũng là hạo thiên do chỉ chuyên đời thích phán xét và độc đoán đã từng học đạo với thánh nhân nhưng lỗ phàm lão tổ chỉ tỏ vẻ qua loa lại có thể bắt nhân vật có thực lực nhường ấy quỳ xuống vậy thực lực của lỗ phàm mạnh đến đâu chứ minh sơn tự chúng ta đã cho ra một đại năng xuất chúng chẳng phải sắp bay cao hay sao nghĩ tới đây cơ thể dưới lớp tăng bào của rượu rác nhất thời kích động đến mức run lên sau kích động của như lai và rượu rác trương bách nhẫn chỉ thấy tóc gái dựng thẳng vô cùng kinh hãi hắn chẳng ngờ hạo thiên và giao chỉ lại thôi như thế không có chút sức kháng cự nào lẽ nào đối phương là thánh nhân trương khai thái nhìn cha mẹ nuôi quỳ trước mặt liễu phàm hắn cảm thấy da đầu sắp nứt toát ra lão tăng quét sơn kia sao lại mạnh thế chứ đấy là đá lên tấm thép mà chuyện này phải giải quyết hậu quả như thế nào mới ổn thỏa đây tại sao tình tiết càng lúc càng trở nên thay đổi triệt đề vậy hai ta thực sự không nên can thiệp vào diễn biến của nó trong số tất cả nếu muốn nhắc đến người khiếp đảm nhất đương nhiên phải xét tới hai người trong cuộc là hạo thiên và giao trì bọn họ không thể tin bản thân lại thua như thế lại còn quỳ dưới chân kẻ địch cảm giác nhục nhã khổng lồ khiến hạo thiên và giao trì suýt nghiến nát răng lợi mình cảnh tượng này dường như đã làm họ đến khi xưa lúc bị lý tiền bối thao túng trong nỗi sợ hãi lão tăng quét sân mạnh đến đâu hắn là thánh nhân sao tại sao bọn ta luôn là người bị thương mặc dù bị ép quỳ nhưng hạo thiên và giao trì vẫn cố đứng lên đáng tiếc bất luận họ dùng thủ đoạn gì họ cũng bị dao động phép tắc thời gian quật về y như cũ khiến họ không thể phản kháng trong lòng hạo thiên tràn đầy nỗi tuyệt vọng hắn không biết kết cục gì đang đợi chờ mình vì sao hồng hoang có nhiều yêu nghiệt đến vậy mà ta đều gặp phải là sao tại sao gì đây không ngờ chỗ này náo nhiệt thế một giọng điệu đầy tò mò đột nhiên bất thình lình vang lên bên tai mọi người Trương Khai Thái kinh ngạc phát hiện một tiểu cô nương mặc váy bồng minh phủ Hoàng Long đế vương vô cùng hoa lệ đã đứng giữa đám đông từ lúc nào. Tiểu cô nương thoạt nhìn mới chỉ 8, 9 tuổi nhưng trông rất nghiêng nước nghiêng thành, chim sa cá lặn, dung mạo kia dường như có thể khiến cả thế giới muốn cưng chiều. Mặc dù trông có vẻ non nớt dễ thương nhưng Trương Khai Thái vẫn cảm nhận được một thứ khí thế uy nghiêm khó có thể địch lại từ trên người đối phương. Sự uy nghiêm này khiến người ta cảm thấy ngạt thở hơn cả uy nghiêm phát ra từ thiên tử là Trương Bách Nhẫn và Hạo Thiên, khiến người khác không dám nhìn thẳng, thôi thúc họ muốn tôn thờ kết hợp với dáng vẻ non nớt mềm mại của đối phương mang đến cho mọi người cảm giác tương phản mạnh mẽ. Tò mò nàng là ai, nàng đến đây từ bao giờ? Trường Khai Thái vô cùng kinh ngạc và hiếu kỳ, nhìn thấy cô bé nọ, như lai không khỏi để lộ vẻ khiếp sợ. Sao bà cô này lại tới đây? Hắn không kịp ngờ vực, vội vàng tiến lên đứng trước cô bé, chắp tay trước ngực, hành lễ với nàng một cách kích cẩn. Hóa ra là nữ hoàng tiên đường đại giá quang lâm, không tiếp đón từ xa, mong nữ hoàng thứ tội. Nàng chính là nữ hoàng tiên đường, không ngờ nữ hoàng tiên đường trông nhỏ như vậy trương khai thái tỏ vẻ bừng tỉnh đặc biệt là khi hắn thấy thái độ mọi người đối xử với nữ hoàng tiên đường ra sao thái độ cung kính thế nào hắn lại càng cảm khái hăng hơn nữa cùng là cha nhìn người ta rồi nhìn lại mình đúng là không thể so bì tiểu tê tử gật đầu với như lai thì ra đa bảo đạo hữu cũng ở đây nàng nhìn hạo thiên và giao trì tò mò hỏi các ngươi làm sao vậy chẳng lẽ sắp sửa quy y phật môn ư nghe thấy câu hỏi của nữ hoàng tiên đường hạo thiên và giao trì cùng tỏ vẻ xấu hổ ra mặt nói cái gì thế bọn ta sao có thể quy y phật môn bạn đang xem ta thân phận đại đạo bị muội muội đắc kỳ công khai được thuyết minh tại kênh youtube di các phim nhưng họ không kịp ngượng chắp tay hành lễ với tiểu tê tử bái kiến nữ hoàng tiên đường bộ dạng này của bọn ta đã làm nữ hoàng tiên đường chê cười rượu giác bên cạnh thấy liễu phàm đang đánh giá tiểu tê tử rượu giác hoảng hốt dù sao hắn cũng từng nghe nói đến đại danh của nữ hoàng tiên đường về phần liễu phàm sau khi cảm nhận được trong người tiểu tê tử đang ẩn chứa muôn vàn lực pháp tác pháp lực như sông ngân hà ánh mắt hắn không khỏi lóe lên nét kinh ngạc đối phương chính là tu sĩ có thiên phú cao nhất mà hắn từng gặp từ trước đến nay thảo nào lại có thể lập nên uy danh lớn đến thế liễu phàm đánh giá tiểu tây tử tiểu tây tử cũng đánh giá liễu phàm nàng nghĩ đến lúc thức dậy phụ thân đã kể về lai lịch của liễu phàm trên mặt không kìm được mà để lộ nét cười như có như không chẳng hai nữ hoàng tiên đường vì sao lại rảnh rỗi đến đây như lai tò mò hỏi tiểu tây tử tiểu tây tử bình thản đáp chậm nghe nói mẹ nuôi chậm bị người ta bắt giữ không thể không đến xem thử nghe vậy như lai bỗng vô cùng bối rối mẹ nuôi nữ hoàng tiên đường bị bắt đúng là tai họa khủng khiếp suy cho cùng thì trong nữ hoàng tiên đường cũng là đắc tội với lý tiền bối có thể yên ổn được sao đúng rồi mẹ nuôi của nữ hoàng là ai thế sao mà trước giờ chưa bao giờ nghe nói tới vậy ta mẹ nuôi của nàng với lý tiền bối có quan hệ gì không đó trong lòng như lai đầy hoảng loạn ngoài mặt lại không trần chờ hắn vội vàng hỏi tiểu tê tử không biết mẹ nuôi của nữ hoàng là ai tiểu tê tử người khác hay gọi nàng là tam thánh mẫu thì ra là dương thiền không ngờ dương thiền lại leo lên được cành cao cỡ này thôi tào đời rồi như Lai vừa cảm khái vừa vội vàng phân phó rượu giác, người mau chóng mời Tam Thánh mẫu ra đi, không được có bất kỳ chậm trễ nào hết. Rượu giác nghe Như Lai Phật tổ phân phó, mặc dù có chút kỳ quái không biết vì sao Phật tổ lại cung kính với nữ hoàng tiên đường như vậy, đều sắp xếp xỉ với ăn nói khép nép luôn rồi. Có điều nếu Phật tổ đã lên tiếng rồi thì tự nhiên hắn không dám hỏi nhiều. Hắn vội vàng xoay người, chuẩn bị mời Tam Thánh mẫu đi ra, nhưng mà, đúng lúc này, hắn đột nhiên nghe thấy giọng của Liễu Phàm lão tổ vang lên. Từ đã, rượu giác lập tức dừng bước, nhìn Liễu Phàm lão tổ với ánh mắt nghi hoặc liễu phàm thản nhiên nhìn như lai và tiểu tê tử nói tam thánh mộ quấy rối ta thanh tu dễ dàng mang đi như vậy có phải quá không coi ta ra gì rồi không diệu giác nghe vậy vẻ mặt trở trở nên trần trờ hắn không khỏi nhìn như lai trong mắt đầy vẻ khổ sở lại quay sang nhìn liễu phàm lão tổ không biết nên nghe theo ai như lai thấy liễu phàm không muốn thả người trong lòng không khỏi chợt hắng. rõ ràng rằng vị liễu phàm pháp sư này vẫn không hiểu rõ thân phận chân thật của nữ hoàng tiên đường không rõ ở trước mặt nữ hoàng tiên đường căn bản không thể làm màu được nếu không nó sẽ biến thành làm kẻ ngốc hắn nhanh chóng truyền âm nhắc nhở liễu phàm liễu phàm pháp sư bối cảnh của vị nữ hoàng tiên đường này vô cùng không đơn giản thánh nhân đều không thể đắc tội được nàng muốn đón tam thánh mẫu đi thì để nàng đón đi thôi liễu phàm pháp sư không nên vì chút chuyện nhỏ này mà đắc tội nàng nếu không hậu quả khó mà lường được vẻ mặt của liễu phàm không có chút biến hóa nào giống như không nghe thấy như lai truyền âm vậy chỉ là mặt không thay đổi nhìn tiểu tê tử mà diệu giác thấy liễu phàm lão tổ không lên tiếng cũng không dám đi thả tam thánh mẫu ra tiếp như Lai bên cạnh thấy Liễu Phàm thờ ơ với lời nhắc nhở của hắn, trong lòng đều sắp muốn vội muốn chết, rốt cuộc ngươi có nghe thấy lời ta nói không đó hả? Thánh nhân đều không thể đắc tội đó, ngươi còn ở đó là màu với chả là mẹ cái gì? Tiểu Tê tử cười như không cười nhìn Liễu Phàm, nói, vậy ngươi muốn như thế nào mới có thể thả mẹ nuôi ta ra? Liễu Phàm bình tĩnh nói, ta sẽ không làm khó ngươi đâu, chỉ cần nói lời xin lỗi với ta, đồng thời cam đoan về sau không hề tới Minh Sơn tự quấy rối ta tu luyện, ta sẽ thả một đường để mẹ nuôi của ngươi rời đi. U, uh, Như Lai nghe thấy lời Liễu Phàm nói, lập tức kinh hãi đến máu nóng toàn thân lập tức sắp phun ra ngoài từ đỉnh đầu nỗi lòng càng là chìm vào đáy cốc tay chân lạnh lẽo liễu phàm lại muốn nữ hoàng tiên đường xin lỗi đây không phải là muốn chết sao không phải ta đã nhắc nhở hắn rồi à sao hắn không nghe lời khuyên của ta thế loại người tự cho là đúng thế này đúng là đáng ghét nhất mà phỉ nhổ thì phỉ nhổ nhưng như lại lại không thể thấy chết mà không cứu được dù sao sự tồn tại của liễu phàm có thể khiến cho thực lực của phật môn tăng lên một khoảng lớn liễu phàm là người của phật môn để mặc cho liễu phàm đắc tội lý tiền bối nếu như khiến cho lý tiền bối cảm thấy chán ghét phật môn thì không được tốt cho lắm như lai nhịn xuống sự hoảng loạn trong lòng nhanh chóng nói với liễu phàm liễu phàm pháp sư không phải là một chút chuyện nhỏ thôi sao hà tất phải tính toán chi ly như thế cho ta chút mặt mũi thả tam thánh mẫu đi dứt lời hắn cười xòa nói với nữ hoàng tiên đường nữ hoàng bệ hạ vừa nãy liễu phàm pháp sư chỉ vô tâm nói vậy thôi mong ngài không đặt chuyện ấy trong lòng diệu giác ở bên cạnh thấy phật tổ lấy lòng nữ hoàng tiên đường như vậy vẻ mặt càng thêm kỳ quái hơn nếu không phải trước kia hạo thiên đúng là có gọi là như lai phật tổ diệu giác đều hoài nghi có phải mình đã nhận lầm người rồi không có khả năng người trước mắt không phải phật tổ mà là do người khác giả mạo chăng dù sao phật tổ chính là sự tồn tại trí cao vô thượng nhất của phật môn là bản nguyên của vạn pháp là tín ngưỡng trung cực trong lòng hàng ngàn tỷ phật tổ cao cao tại thượng chiếu khắp thế giới cực lạc tây phương phật tổ tôn quý như thế sao lại có thể ăn nói khép nép với nữ hoàng tiên đường như vậy được chứ cảm giác hắn giống như là thuộc hạ của nữ hoàng tiên đường vậy ấy điều này hoàn toàn không phù hợp với lẽ thường nha chỉ có vẻ mặt của hạo thiên giao chỉ, trương bách nhẫn không thể hiện ra bất kỳ sự kinh ngạc nào đương nhiên bọn họ biết vì sao như lai thấp giọng khẽ khàng với nữ hoàng tiên như vậy tất đều là bởi vì nam nhân kia trên mặt ba người lần lượt lộ ra vẻ xem kịch vui chỉ có làm cho lão tăng quét rác này đắc tội nữ hoàng tiên đường chúng ta mới có cơ hội để thoát khốn hạo thiên âm thầm khẽ đảo mắt tuy trương khai thái hiểu thái độ của như lai đối với nữ hoàng tiên đường kia lấy lòng lại lấy lòng như vậy là bởi vì vị lý tiền bối thần vì khó lường ấy nhưng sau khi hắn tận mắt nhìn thấy cảnh như lai hèn mọn như thế nào khi đứng trước mặt nữ hoàng tiên đường vẫn không nhịn được mà vô cùng cảm thán vị lý tiền bối kia đúng là châu bò thật sự hắn còn chưa ra mặt đâu thế mà cũng đã làm tổ của vạn phật sợ hãi khúng núm rồi tương lai ta cũng sẽ như vậy cho coi liễu phàm thấy như lai ăn nói khép nép như thế nhất thời lộ vẻ mặt bất mãn nhìn như lai hắn cười lạnh nói để cho ta nể mặt ngươi thế nhưng biểu hiện đó của ngươi còn có chút mặt mũi nào à như lai nghe vậy mặt đỏ lên như màu gan heo còn có vẻ vô cùng uất ức ta làm như vậy còn không phải là vì ngươi à không ngờ ngươi chẳng những không cảm kích ngược lại còn cười nhạo ta nữa đúng là cất khó ăn người tốt khó xử mà như lai thật sự muốn mặc kệ liễu phàm cho rồi cứ để liễu phàm cảm nhận nỗi sợ gọi là bị lý tiền bối chi phối nhưng hắn cũng không thể mắt mở trừng trừng nhìn liễu phàm dẫn phật môn nhảy xuống vực sâu vạn kiếp bất phục được phải khuyên liễu phàm như thế nào bây giờ xem ra là ngươi không muốn thả mẹ nuôi ta rồi tiểu tây tử mặt không thay đổi nói với liễu phàm lúc này khắp người nàng đều tràn đầy lãnh ý ngay cả vẻ no nớt trên mặt đều biến mất vẻ mặt liễu phàm lại vẫn không chút thay đổi thản nhiên nói ta nói rồi muốn ta thả người trừ phi ngươi chịu xin lỗi với ta trước bằng không thì không bàn gì nữa tiểu tê tử nếu như vậy tiểu tê tử còn chưa nói hết lời chỉ thấy hai bóng người đột nhiên bước ra từ không trung mà không hề có điểm báo trước thế mà lại là hai vị tây phương thánh nhân tiếp dẫn cùng chuẩn đề hai người này là phát hiện liễu phàm có xung đột với nữ hoàng tiên đường cho nên mới vội vàng chạy tới chuẩn bị ngăn cản không khiến xung đột trở nên gay gắt như lai thấy tây phương nghị thánh trong lòng không khỏi vui mừng quá đỗi cuối cùng cũng có người tới cứu chàng, ta giải thoát rồi, hắn nhanh chóng hành lễ với hai thánh nhân rồi nói, như lai bái kiến hai vị giáo chủ, chẳng qua tiếp dẫn cùng chuẩn đề lại bất chấp việc khách sáo với như lai, bọn họ nhanh chóng nói với liễu phàm, liễu phàm đạo hữu, ngươi thả tam thánh mẫu ra đi, miễn cho gây nên hiểu lầm không cần thiết. chuẩn đề nói, đúng vậy, đừng bởi vì một chút việc nhỏ mà làm cho hai bên không thoải mái. rượu giác, trương khai thái ở bên cạnh rất chi là khiếp sợ, kiểu gì bọn họ cũng không ngờ tới, việc này thậm chí còn kinh động đến cả tây phương nhị thánh nữa mặt mũi của nữ hoàng tiên đường đúng là lớn thật liễu phàm thấy tây phương nhị thánh đột nhiên xuất hiện vẻ mặt vẫn bình tĩnh thong dong như cũ cũng không có lộ ra vẻ giật mình hay thay đổi gì cả hắn nghe lời khuyên bảo của tây phương nhị thánh nói thẳng không khách khí chút nào các ngươi không thoải mái thì không thoải mái chỉ cần ta trộm nhanh là được tiếp dẫn chuẩn đề thấy liễu phàm thậm chí ngay cả mặt mũi của bọn họ cũng không cho biểu cảm nhất thời có chút khó coi người này cũng quá gàn bướng quá không dễ trao đổi đi bọn ta là đang giúp người đó đạo hữu nhất định đừng hành động theo cảm tình tiếp dẫn đạo nhân nhẫn nhịn tiếp tục khuyên nhủ Liễu Phàm, giúp người khác làm mất mặt của ta, Liễu Phàm cười lạnh nhìn Tiếp dẫn, vẻ mặt châm chọc, Chuẩn Đề đạo nhân bất mãn nói: "Sao ngươi không biết biến báo gì hết vậy, cứ thích tìm đường chết thế là sao?" "Ha ha," Liễu Phàm cười khẩy nói, "Uổng thay các ngươi vẫn là Tây Phương giáo chủ, không ngờ đến ngay cả một tiểu nha đầu cũng có thể dọa các ngươi được nữa, đúng là chỉ có mỗi cái xanh thánh nhân." Tiếp dẫn và Chuẩn Đề thấy Liễu Phàm cứ mãi không nghe khuyên bảo, hai người không khỏi liếc nhau một cái, sau đó hai người đồng thời xuất thủ, chỉ thấy Tiếp dẫn sử dụng pháp liên thời gian với Liễu Phàm còn chuẩn đề đạo nhân sử dụng một công xiềng không gian hướng về phía liễu phàm nếu không quên nhủ được vậy cũng chỉ có thể buộc lại trước cái đã miễn cho liễu phàm làm ra chuyện phải ôm nỗi hận cả đời tất cả mọi người không nghĩ tới tiếp dẫn và chuẩn đề lại đột nhiên ra tay với liễu phàm ai nấy đều nhìn mà vô cùng kinh ngạc không gì sánh được sau khi bốn người hạo thiên giao trì trương bách nhẫn như lai hết kinh ngạc thì cũng nhanh chóng phản ứng kịp trong lòng không khỏi thầm than hai vị thánh nhân quyết định thật nhanh bởi vì chuyện cho tới bây giờ chỉ có chế trụ được liễu phàm thì mới có thể tránh cho xung đột tăng lên mà vẻ mặt của hai người rượu giác và trương khai thái thì có chút tan vỡ bọn họ không nghĩ tới tây phương nhị thánh vì giúp nữ hoàng tiên đường mà lại vọng động như vậy ra tay với người của mình luôn giúp người ngoài như vậy có tốt không thế có phải không có nguyên tắc thật không vậy rượu giác chỉ cảm thấy tín ngưỡng trong lòng có dấu hiệu sắp sụp đổ liễu phàm thấy tiếp dẫn và chuẩn đề lại thi triển công kích với mình khuôn mặt vốn bình tĩnh không khỏi hiện lên vài giận dữ thế mà lại muốn ra tay với lão phu muốn chết xoẹt xoẹt chỉ thấy hắn giơ cái chuổi trong tay lên xoẹt với hai người tiếp dẫn và chuẩn đề mỗi bên một cái hai tia sáng trắng bắn ra từ cái chổi nơi nó đi qua pháp liên thời gian và gông xiềng không gian đều tiêu tán thành vô hình hơn nữa khi tiếp dẫn và chuẩn đề bị ánh sáng trắng chiếu đến hai người nhất thời phát hiện pháp lực của mình lại bị phong ấn cho dù thúc giục công pháp như thế nào cũng không thể điều động pháp lực được hai người không khỏi sợ hãi cực kỳ trong lòng nảy lên một dấu chấm hỏi khổng lồ tu vi của lão tăng quét sát này mạnh đến cỡ nào thế tại sao chỉ với một kích mà đã phong ấn được pháp lực của chúng ta rồi vậy bốc bốc không đợi hai người phản ứng kịp đột nhiên bọn họ cảm thấy mặt mình đã bị tắt mạnh một cái chỉ cảm thấy hàm răng đều bị đánh cho lòng ra, màng tai toàn tiếng ù ù. Cái tát này chính là cái giá phải trả khi các người mạo phạm lão phu. Liễu Phạm lãnh đạm nói, bốc bốc, nói xong lại là hai cái tát đánh lên mặt của Tiếp Dẫn và Chuẩn Đề. Cái tát này thuần túy là gặp thấy cái người hèn nhát như thế làm cho ta thấy khó chịu. Tiếp Dẫn và Chuẩn Đề đều sắp bật khóc, chỉ cảm giác mình còn oan hơn cả đậu nga nữa. Rõ ràng là bọn ta có lòng tốt tới ngăn cản ngươi tìm đường chết, ngươi không cảm kích thì thôi đi, lại còn tát bọn ta nữa chứ. Đúng là không có thiên lý thật mà, quên đi ngươi muốn tìm chết thì tìm đường chết đi bọn ta mặc kệ ngươi thích làm sao thì làm người xung quanh ngoại trừ tiểu tê tử ra thì tất cả đều xem choáng váng bọn họ không ngờ hai vị thánh nhân cao cao tại thượng chuẩn đề và tiếp dẫn lại bị ăn vả cơ đấy quả là lật đổ nhận thức của mọi người lão tăng quét sát này mạnh đến mức nào thiên đạo hay là đại đạo thánh nhân ở trước mặt hắn thế mà cũng không có chút sức phản kháng nào cả trách không được từ đầu đến cuối hắn đều có vẻ thong dong bình tĩnh như vậy có được thực lực chính là tự tin như thế cũng không biết người này so với lý tiền bối thì ai mạnh hơn nhỉ chắc là lý tiền bối rồi ha dù sao lý tiền bối chính là ngay cả đại đạo đều có thể ung dung trấn áp đấy đám người tây phương nghị thánh hạo thiên vẫn tin tưởng thực lực của lý nguyên càng mạnh hơn có điều rượu giác cùng với hòa thượng của minh sơn tự không biết đến sự tồn tại của lý nguyên bọn họ thấy liễu phàm lão tổ thậm chí ngay cả thánh nhân đều có thể dọn dẹp dễ bảo nỗi kích động trong lòng đã không còn cách nào dùng ngôn ngữ để diễn tả được bọn họ cảm thấy liễu phàm lão tổ chắc là sự tồn tại mạnh nhất hồng hoang rồi cường giả kinh khủng như vậy lại ở trong minh sơn tự minh sơn tự châu bò lên hương rồi chỉ sợ không bao lâu nữa minh sơn tự sẽ trở thành đạo trường tuyệt thế nổi danh cùng với tử tiêu điện cho coi liễu phàm dạy dỗ chuẩn đề và tức dẫn xong lại đưa ánh mắt đặt lên người tiểu tây tử ta vẫn là câu nói kia muốn cứu mẹ nuôi của ngươi thì phải chịu nhận lỗi với ta nếu không ngươi đến từ nơi nào thì trở về nơi đó đi bạn đang xem ta thân phận đại đạo bị muội muội đắc kỳ công khai được thuyết minh tại kênh youtube di các phim tiểu tây tử bình tĩnh nói trẫm nhất định phải mang mẹ nuôi đi và chắc chắn trẫm không nhận lỗi với ngươi đã như vậy hãy để cho ta nhìn xem ngươi có bản lĩnh gì đi liễu phàm thản nhiên nói tiểu tê tử đột nhiên vươn tay cánh tay chỉ vào liễu phàm lạnh giọng nói nhân danh phụ thân cấm pháp lực của ngươi. liễu phàm nghe vậy khuôn mặt vốn bình tĩnh không sợ hãi cũng không khỏi nở nụ cười sao hắn lại không phát hiện ra nữ hoàng tiên đường này lại trung nhị mắc cười đến vậy thế muốn cấm pháp lực của ta chỉ bằng tu vi chuẩn thánh của ngươi chỉ bằng một câu nói của ngươi là có thể cấm được chắc coi như cha ngươi là đại đạo cũng không có khả năng đó đâu nhưng mà trên mặt liễu phàm vừa lộ ra nụ cười tươi đang định chế nhạo tiểu Tê tử trung nhị thì ngay sau đó nụ cười trên mặt hắn động lại vẻ mặt hắn trở nên kinh hãi lòng tràn đầy hoảng loạn, bởi vì hắn thế mà lại phát hiện pháp lực của mình lại thực sự bị một quy luật không biết và đột nhiên toát ra cầm giữ. Pháp lực vốn dâng trào vô biên giống như bị đóng băng, hoàn toàn không cách nào điều động được. Quy luật thiên địa, bản nguyên đại đạo vốn thân mật không hề có ngăn cách, liên lạc không hề có chứng ngại với hắn cũng biến thành không thể câu thông, càng chưa nói đến việc điều động như nhấc tay, hắn vẫn có thể cảm nhận được linh khí không chỗ nào không có mặt trong thiên địa, thế nhưng lại không thể nào hấp thu vận dụng nó được. Hắn cảm thấy, bản nguyên đại đạo của cả thế giới đều đang bài xích hắn. Tại sao lại vậy chứ? Vì sao pháp lực của ta lại bị phong ấn? Lẽ nào nguyên do là bởi vì một câu nói trung nhị của cô bé đó sao? Thế nhưng tu vi của ta rõ ràng đã đạt đến thiên đạo đại viên mãn rồi mà. Tại sao lại bị một câu nói phong ấn được vậy? Coi như là đại đạo cũng không có năng lực đó đi. Rốt cuộc là vấn đề ở nơi đâu? Trong nháy mắt, trên trán liễu phàm đã rơi đầy mồ hôi lạnh, vẻ mặt khó coi tới cực điểm. Phụt, đột nhiên, một chàng cười phá vỡ sự yên tĩnh. Đúng là hòa thượng vây xem xung quanh không nhịn được, bật cười. Ha ha, nữ hoàng tiên đường này không phải điên rồi đấy chứ chỉ bằng một câu nói của nàng mà đã muốn phong ấn liễu phàm lão tổ là đúng là ngu xuẩn cũng không biết tại sao nàng lại làm ra cái hành vi đó nữa hai còn quá trẻ đó các ngươi xem kìa hành vi của nữ hoàng tiên đường làm liễu phàm lão tổ nhìn mà bối rối kìa xem ra liễu phàm lão tổ cũng chưa từng gặp được ai trung nhị như vậy lại còn nhân danh phụ thân thực sự là cười chết ta rồi khi đám hòa thượng trên minh sơn tự thấp giọng cười nhạo tiểu tê tử thì nàng đột nhiên động chỉ thấy nàng liên tục bước lên chậm rãi đi vào bên trong minh sơn tự động tác yêu nhã vẻ mặt lạnh lẽo quần áo bay bay từng cử động của nàng đều tràn đầy vẻ ưu nhã rất nhanh nàng đã đi tới bên cạnh liễu phàm chẳng qua nàng không thèm nhìn liễu phàm lấy một cái trực tiếp lướt qua bên cạnh liễu phàm tiếp tục tiến về phía trước hòa thượng minh sơn tự thay thế đều không khỏi ngây ngần cả người vẻ mặt của anh ấy đều tràn đầy nghi hoặc không rõ tại sao liễu phàm lão tổ lại không ngăn cản nữ hoàng tiên đường vậy vì sao lại mặc cho nữ hoàng tiên đường tiến vào minh sơn tự sẽ không phải là liễu phàm lão tổ còn chưa phục hồi tinh thần lại đấy chứ nhưng nghĩ lại thì không đúng lắm nhỉ rất nhanh tiểu tê tử đã đi đến trước mặt đám hòa thượng vây xem kia nàng dừng bước lại lạnh lùng lướt nhìn mấy hòa thượng mở miệng cười nhạo vừa nãy a à, mấy hòa thượng đột nhiên nhao nhao kêu thảm ai nấy đều che miệng của mình có vẻ vô cùng thống khổ rất nhanh hòa thượng bên cạnh phát hiện mấy hòa thượng che miệng gào thảm có máu tươi chảy ra từ trong miệng trong nháy mắt đã nhiễm đỏ bàn tay che miệng sư huynh sư đệ các ngươi làm sao vậy sao miệng các ngươi lại chảy máu các ngươi nói ai thế ngươi làm gì với mấy sư huynh thế ạ à? hòa thượng không bị gì cả sôi nổi lo lắng dò hỏi mấy hòa thượng che miệng gào thảm mấy người đó ngoại trừ kêu thảm thiết ra thì căn bản không nói được lời nào cả chỉ là chỉ vào cái miệng tràn đầy máu tươi của mình ê ê -a, a a giống như biến thành người câm tiểu tê tử thản nhiên nói nếu không biết ăn nói vậy về sau vĩnh viễn đừng nói nữa nói xong nàng lại bước tiếp đi vào bên trong minh sơn tự về phía giam giữ đám người dương thiền lúc này đám thượng mới phản ứng lại vừa nãy là nữ hoàng tiên đường động tay chân nghe ý trong lời của nữ hoàng tiên đường rõ ràng là biến mấy hòa thượng cười nhạo nàng thành người câm cả đây mà quá ghê tờm diệu giác lập tức xin giúp đỡ từ liễu phàm lão tổ xin lão tổ ra tay làm chủ cho chúng ta những hòa thượng khác nghe vậy cũng không khỏi mở miệng đồng thanh xin liễu phàm lão tổ giúp đỡ xin lão tổ làm chủ cho chúng ta nhưng mà lúc này pháp lực của liễu phàm đã mất hết đều không tự lo cho mình được làm gì còn có năng lực làm chủ cho hòa thượng minh sơn tự chứ mấy hòa thượng diệu giác thấy liễu phàm lão tổ thờ ơ lại còn đầu đầy mồ hôi dáng vẻ đầy hốt hoảng hòa thượng nào hòa thượng nấy đều trở nên mờ mịt tần người ra liễu phàm lão tổ bị sao thế Liễu Hoàng Tiên Đường đều đã đi vào gian phòng giam giữ phạm nhân rồi, vì sao Liễu Phàm lão tổ còn chưa ra tay ngăn cản? Chẳng lẽ Liễu Phàm lão tổ thực sự bị giam cầm pháp lực rồi à? Nhưng điều này sao có thể được chứ? Liễu Phàm lão tổ ngay cả thánh nhân đều thu thập dễ bảo cả đấy, sao lại bị một chuẩn thánh cầm cố pháp lực được chứ? Điều này cũng quá không phù hợp với suy luận đi, nhưng nếu không phải Liễu Phàm lão tổ bị giam cầm pháp lực, vậy mọi chuyện phải giải thích như thế nào giờ? Trong đầu Hòa thượng Minh Sơn tự hiện ra vô số suy nghĩ, đáng tiếc, càng nghĩ thì lại càng hồ đồ, càng nghĩ thì lại càng nghi ngờ hừ không chịu nghe khuyên bảo của bọn ta giờ thì biết lợi hại chưa hả chỉ nghe thấy giọng điệu giễu cợt của chuẩn đề đạo nhân vang lên hắn vừa nhìn thấy vẻ mặt của liễu phàm là biết liễu phàm bị lý tiền bối thu thập rồi trong lòng không khỏi có chút thoải mái cái này gọi là không nghe người xưa nói chịu thiệt ngay trước mắt liễu phàm nghe lời chuẩn đề nói trong lòng khẽ động vội vàng hỏi chuẩn đề ngươi biết đây là chuyện gì xảy ra à một chuẩn thánh như nàng làm sao có thể phong ấn pháp lực của ta được chứ gì sao các hòa thượng minh sơn tự như rượu giáp biết được pháp lực của liễu phàm lão tổ thực sự bị phong ấn ai nấy đều cảm thấy tê cả ra đầu thiên lôi cuồn cuộn đầu óc đều sắp không còn linh động nữa trời ạ à, thì ra lão tổ thực sự bị phong ấn pháp lực rốt cuộc là nữ hoàng tiên đường làm thế nào vậy nàng có lợi hại như vậy sao còn có bây giờ liễu phàm lão tổ bị phong ấn pháp lực thì sẽ có hậu quả gì đây tất cả hòa thượng của minh sơn đều có thêm một tầng bóng ma lớn trong lòng trương khai thái ở bên cạnh một mực yên lặng quan sát hết thảy hắn cũng không nghĩ tới lão tăng quét xác vẫn luôn bằng quan thế mà lại dễ dàng bị nữ hoàng tiên đường đánh bại như vậy trước đó khi hắn nghe nữ hoàng tiên đường nói nhân danh phụ thân cũng cảm thấy nữ hoàng tiên đường trung nhị nhưng bây giờ hắn mới hiểu được trọng lượng của câu nói này đến cùng khủng bố cỡ nào rất nhanh tiểu tây tử đã đi tới nơi giam giữ dương thiền đây là một thiền viện cửa viện bị một trận pháp bao phủ người ở bên trong không ra được người bên ngoài cũng không vào được tiểu tây tử đưa cánh tay ra giơ bàn tay chỉ thẳng về phía trước một màn sáng vàng óng lập tức nổi lên cũng vừa vặn ngăn trước bàn tay của tiểu tây tử trên màn sáng này hiện ra vô số đạo ấn vô số minh văn trôi nổi lơ lửng trên đó có vẻ vô cùng thần thánh trong lòng tiểu tây tử hơi động vô số sóng cuồng quy luật nhất thời điên cuồng tuôn ra từ bàn tay của nàng cọ rửa cắn giết về phía màn sáng màu vàng trong lúc nhất thời chỉ thấy pháp tắc chi lực ngũ quang thập sắc bay lượn bắn ra từ bầu trời của thiền viện tiếng nổ mạnh kinh khủng trực tiếp xuyên thấu thời không uy áp cùng bạo lấy tiểu tây tử làm trung tâm chấn động quá khứ và tương lai rằng coi như vậy khoảng nửa nén nhang theo một tiếng rắc nho nhỏ màn sáng phòng ngự bên ngoài thiền viện cuối cùng cũng vỡ nát tiểu tê tử cũng thu bàn tay về đi vào thiền viện ồ oh, bên ngoài có động tĩnh một phòng khách bên trong thiền viện đám người dương thiền nhị lang thần thất tiên nữ na cha vương linh quan vốn đang chán đến chết ngồi đờ bên trong đại sành đột nhiên mọi người nghe bên ngoài viện truyền đến một hồi động tĩnh to lớn không khỏi tò mò nhìn ra bên ngoài viện nhưng mà bây giờ toàn bộ pháp lực của bọn họ đều bị phong ấn lại rồi chỉ có thể nhìn thấy một màn sáng màu vàng to lớn bao phủ thiền viện căn bản là không cách nào thấy được tình huống bên ngoài màn sáng đây là ai đó đang cứu chúng ta à trương ngọc cầm có chút vui vẻ kêu lên xem động tĩnh này chắc là vậy rồi trương mỹ cũng lộ ra vẻ bông lòng không biết là ai tới cứu chúng ta nhỉ trương ngọc hoàn hiếu kỳ nói na cha cảm khái nói hòa thượng quét Sát kia thật lợi hại sợ rằng chỉ có hạo thiên thượng đế và Gia chỉ vương mẫu tự mình ra tay mới có thể đánh bại hắn mọi người nghe vậy không khỏi gật đầu đồng ý bọn họ nhớ tới lúc giao thủ với lão tăng quét xác vài ngày trước cũng không khỏi có một loại cảm giác bất lực sâu sắc thực lực hai bên chênh lệch quá xa bọn họ còn chưa kịp phản ứng đã bị đối phương chế phục ầm ầm sau một tiếng nổ lớn bức màn ánh sáng cuối cùng cũng vỡ nát mọi người cuối cùng cũng nhìn thấy tình hình bên ngoài chỉ thấy một tiểu cô nương khoảng bảy tám tuổi khuôn mặt xinh đẹp chán đời mặt không cảm xúc đang đứng bên ngoài thiền viện dương thiền nhìn thấy tiểu cô nương không khỏi vui sướng nhảy dựng lên tiểu tê tử sao ngươi lại tới đây tiểu tê tử là ai vậy na cha không biết tiểu tê tử nên tò mò hỏi dương thiền thất tiền nữ cũng hiếu kỳ dương thiền đây là con gái ta Na Cha giật mình há hốc mồm, thất tiên nữ trợn mắt, còn người muốn rớt ra ngoài, bọn họ thế nào cũng không nghĩ tới Dương Thiền vậy mà lại có con, thật bất ngờ, người có cháu gái ngoại à, sao trước giờ không nghe người nhắc tới? Trương Ngọc Mị nhỏ giọng hỏi Nhị Lang Thần ở bên cạnh, đây không phải là cháu gái ngoại ta. Nhị Lang Thần vội lắc đầu nói, chuyện này, đừng nói thất tiên nữ, Na Cha bên này cũng lòng đầy nghi hoặc, hắn khó hiểu hỏi Nhị Lang Thần, con gái của muội muội ngươi, không phải cháu gái ngoại ngươi, thì là cái gì? Dương Tiễn, chuyện đó, lúc này, dương thiền đã nhào tới chỗ của tiểu tê tử nàng giang hai tay muốn ôm lấy tiểu tê tử nhưng tiểu tê tử nhanh chóng tránh qua tiểu tê tử sao lại không cho mẫu thân ôm dương thiền thấy tiểu tê tử tránh mình liền trống hông bất mãn nói với nàng tiểu tê tử bất đắc dĩ nói bây giờ trẫm đã là nữ hoàng rồi ôm như vậy sẽ mất hình tượng đó là nữ hoàng tiên đường dương tiễn nhàn nhạt, nhạt nói soạt cẩm na cha lập tức rơi xuống đất hắn chỉ vào tiểu tê tử lại chỉ vào dương thiền trong lòng có thiên ngôn vạn ngữ nhưng bị sốc đến không nói nên lời thất tiên nữ ở bên cạnh đều ngây ra như phỗng cả đám giống như bị đóng đinh há to miệng bất động tại chỗ lời của dương tiễn nói thật sự khiến họ rất kinh hãi con gái của dương thiền vậy mà lại là nữ hoàng tiên đường mộ thân á đây cũng quá quá bất ngờ rồi bọn họ hoàn toàn không thể tin đây là sự thật na cha là người đầu tiên phục hồi tinh thần hắn cả kinh nhảy dựng lên tức giận hỏi nhị lang thần người nói thật à con của muội muội ngươi thật sự là nữ hoàng tiên đường trương ngọc hoàn cũng gật đầu nói đúng đó ngươi thấy người có khi nào bị điên rồi không trương ngọc cầm hay là nhị ca vẫn chưa tỉnh ngủ dương tiễn hắn bất đắc dĩ nói ta không điên nữ hoàng là nghĩa nữ của muội muội ta hóa ra là nghĩa nữ nhưng mà cũng rất ghê gớm đúng không dù sao đây cũng là nữ hoàng tiên đường có thể là mẹ nuôi của nữ hoàng đúng là vinh hạnh lớn trong lòng thất tiên nữ và na cha không ngừng cảm khái ngươi đánh bại lão tăng quét xác kia rồi à dương thiển hiếu kỳ hỏi tiểu tê tử tiểu tê tử hiện tại ta không đánh bại được hắn tu vi của hắn đã đạt tới cảnh giới thiên đạo đại viên mãn đại đạo kém hắn một bậc mọi người nghe vậy đều không nói nên lời lộ ra vẻ mặt hoảng hốt không thôi trời ạ à thì ra thiên đạo chí cao thảo nào mạnh đến như vậy trương ngọc yên cảm khái trong cái chùa bé xíu này thế mà lại ẩn giấu một vị cường giả thiên đạo thật bất khả tư nghị na cha liên tục cảm thán chúng ta vậy mà lại đánh nhau với một vị cường giả thiên đạo vẫn còn sống quả thật là mạng lớn trương ngọc cầm nghĩ mà sợ cường giả thiên đạo mà hằng ngày đều đi quét rác không biết hắn nghĩ thế nào dưỡng tiễn vẻ mặt nghi hoặc nói thầm trương ngọc mị cao nhân hành sự người bình thường như chúng ta sao mà hiểu được tiểu tê tử thuận miệng giải thích vì đối với hắn quét rác chính là tu luyện quét xác chính là tu luyện mọi người xem như được mở rộng tầm mắt bạn đang xem ta thân phận đại đạo bị muội muội đắc kỳ công khai được thuyết minh tại kênh youtube di cắp phim người không đánh bại được lão tăng quét xác kia vậy làm thế nào hắn chịu để ngươi tới cứu bọn ta dương thiền khó hiểu hỏi con gái tiểu tê tử hắn đương nhiên không chịu rồi là phụ thân âm thầm ra tay cấm cố lại pháp lực của hắn lúc này dương thiền và mọi người mới chợt hiểu ra hóa ra là do lý nguyên ra tay vậy mọi chuyện đã rõ rồi rốt cuộc vẫn là lý nguyên ra tay đội tâm dương thiền và thất tiên nữ đều cảm thấy đắc ý lý nguyên có phải vì ta nên mới ra tay không hi hi xem ra hắn vẫn còn quan tâm đến ta lúc nói chuyện mọi đã rời khỏi thiền viện người biết chuyện này là thế nào không nàng là một chuẩn thánh sao có thể phong ấn pháp lực của ta liễu phàm thấy chuẩn đề dường như biết chuyện gì đó liền vội vàng hỏi chuẩn đề trả buồn diễu cợt chuẩn đề đạo nhân nhìn thấu phàm trần cười nhạt nói ngươi chỉ biết nàng là chuẩn thánh mà không hay biết phụ thân của nàng là đại đạo trí cao ngươi muốn nàng nhận lỗi với ngươi đây không phải là tự rước nhục hay sao phụ thân nàng là đại đạo trí cao liễu phàm lập tức ngây dại hắn chỉ cảm thấy trống rỗng hắn không tin trong hồng hoang thế mà lại có người tu luyện đến đại đạo trí cao trước ngày hôm nay hắn vẫn cho rằng mình là người có thực lực mạnh nhất hồng hoang ngay cả hồng quân cũng không thể so với hắn không những liễu phàm khiếp sợ mà cả Diệu giác và minh sơn hòa thượng nghe xong cũng cảm thấy ra đầu rạn nứt trốn mắt đứng nhìn hoàn toàn không thể tin vào tai mình đại đạo đây là từ ngữ xa xôi và khó thể sánh được đến nhiều nào chứ dương chuẩn thánh và thánh nhân đối với họ đã thật sự muốn gần mà không gần được rồi đại đạo cơ bản không có cách nào về tới chuyện chuẩn đề thánh nhân nói là thật sao hay bọn ta bị ảo giác nghe nhầm rồi đại đạo trí cao chuyện này không thể nào sao có người có thể tu luyện được tới đại đạo trí cao với lại tu vi của lý nhị cùng lắm chỉ là địa tiên hoàn toàn không phải đại đạo trí cao liễu phàm khôi phục tinh thần vẻ mặt đờ đẫn nói hơn nữa tuy liễu phàm luôn ở minh sơn tự quét xác nhưng hắn vẫn biết cha ruột của nữ hoàng tiên đường một tên tu sĩ cả ngày chỉ biết du ngoạn hưởng lạc ham mê tử sắc tu vi địa tiên của hắn cũng là dùng linh đan cưỡng ép đạt tới loại người này làm sao có thể là đại đạo trí cao được lý nhị ơ ờ, tự nhiên bị xúc phạm tiếp dẫn chuẩn đề hạo thiên giao chỉ thấy dáng vẻ thất hồn lạc phách của liễu phàm hoàn toàn không còn vẻ bình tĩnh thong dong vinh nhục không sợ hãi trước đó nữa trong lòng không khỏi cảm thấy khoái trí ai bảo ngươi ra vẻ ai bảo ngươi tự tìm đường chết bây giờ cuối cùng cũng biết mình đá vào tấm sắt rồi đúng không không thể nào chuẩn đề đạo nhân cười khẩy nói trên đời này không có gì là không thể còn nữa đại đạo trí cao là cha nuôi của nữ hoàng tiên đường không phải cha ruột của nàng ra là cha nuôi à vì sao ta hoàn toàn không tra được tin tức của đối phương tâm trạng liễu phàm rất nặng nề tiếp dẫn đạo nhân ngữ khí xa xăm nói trước đó chúng ta đã cố ý nhắc nhở ngươi kêu ngươi đừng tính toán chi ly không nên đắc tội với nữ hoàng tiên đường nhưng ngươi không nghe cậy mình mạnh giờ đã thấy hối hận chưa đáng tiếc đã muộn rồi chuẩn đề đạo nhân thật đúng là cháu cán lữ động tân lòng tốt bị coi là lòng lang dạ thú liễu phàm nghe tiếp dẫn và chuẩn đề của trách sắc mặt lúc trắng lúc đỏ thay đổi liên tục sắc mặt vô cùng phức tạp bây giờ hắn đã tin những lời tiếp dẫn và chuẩn đề nói trước đây thật sự là vì muốn giúp hắn đáng tiếc hắn không hiểu lời của hai người họ nói cách khác là do hắn do quá tự tin về thực lực của mình ai mà có ngờ trên thế giới này thế mà lại có một đại đạo trí cao dị thường đến mức này vốn tưởng rằng ta đã khiêm tốn lắm rồi nào ngờ còn có người khiêm tốn hơn cả hắn ngay lúc này tiểu tiểu tử mang theo nhóm người dương thiền dương tiễn trở về thầy tiên nữ trông thấy nhóm trương bách nhẫn hạo thiên và giao chỉ nhất thời vừa mừng vừa sợ vội đến hành lễ phụ vương đại bá nương nương sao mọi người cũng tới đây sau khi hành lễ trương ngọc yên tò mò hỏi trương bách nhẫn giải thích bọn ta biết các người bị bắt đương nhiên không ngồi yên trơ mắt nhìn cho nên trên mặt ba người trương bách nhẫn hạo thiên và giao chỉ đều hiện lên vẻ bất đắc dĩ tự tin chạy đến cuối cùng lại bị mất mặt nếu không phải nữ hoàng tiên đường đột nhiên xuất hiện bọn họ còn chưa biết phải giải quyết hậu quả như thế nào dù vậy nhưng cho tới bây giờ tu vi của hai người hạo thiên và giao trì vẫn không có cách nào vận động được mặc dù trương bách nhẫn không nói gì thêm sao cho nên nhưng với tu vi của liễu phàm thất tiên nữ đại khái cũng biết được sao cho nên là ý gì đúng là làm khó phụ thân họ rồi lại muốn cứu người từ trong tay một vị đạo năng thiên đạo trí cao sau khi tiểu tê tử ra ngoài ánh mắt của liễu phàm luôn nhìn chằm chằm nàng vẻ mặt cực kỳ phức tạp hắn không biết tiểu tê tử sẽ đối đãi với hắn ra sao rất chi là thấp thỏm ngươi định xử trí hắn như thế nào dương thiền liếc mắt nhìn liễu phàm hỏi tiểu tê tử nội tâm mọi người khẽ động đồng loạt nhìn về phía tiểu tê tử tiểu tê tử bình tĩnh nói phụ thân nói mấy năm nay hắn chỉ quét xác không làm chuyện xấu gì nên chuyện này không trách hắn chỉ cần cứu mẹ nuôi ra những chuyện còn lại hắn sẽ không can thiệp chúng ta tất nhiên cũng không làm khó hắn liễu phàm nghe vậy lập tức thở phào nhẹ nhõm cũng may không nguy hiểm đến tính mạng vẻ mặt của đám người tiếp dẫn chuẩn đề hạo thiên có hơi phức tạp tiểu tê tử nói với liễu phàm bây giờ ta khôi phục lại pháp lực của người sau này cũng sẽ không có ai đến đây quấy dày người thanh tu nữa còn những người này ta sẽ mang đi ý người thế nào liễu phàm cười khổi nói đương nhiên không có ý kiến tiểu tê tử gật đầu nàng búng tay một cái với liễu phàm Tách, sau cái búng tay liễu phàm phát hiện pháp lực của hắn đã khôi phục lại có thể thi triển lại lực bản nguyên thiên địa rồi nội tâm liễu phàm cảm khái không ngừng đối với thực lực của cha nuôi nữ hoàng tiên đường cũng càng kính sợ hơn cho dù là trước đó bị phong ấn pháp lực hay hiện tại hiện đã được giải trừ từ đầu đến cuối hắn đều không cảm nhận được pháp lực có chấn động gì càng không cảm nhận được bất kỳ dấu vết tồn tại gì của vị cha nuôi kia điều này khiến hắn hiểu được rằng hắn đối phương rốt cuộc có bao nhiêu tranh lệch đại đạo trí cao quả nhiên là khủng bố ta là thiên đạo trí cao không cần phải nói, không có chút sức phản kháng nào, thậm chí đối phương ở đâu cũng không cảm nhận được, thật sự có hơi kinh người. Mặc dù hiện tại ta không bằng hắn nhưng chỉ cần đợi một thời gian nữa, ta nhất định sẽ vượt qua được hắn. Nếu ta đã có thể luyện đến thiên đạo trí cao trong vòng 10 vạn năm, thì trong tương lai, ta chắc chắn sẽ luyện được tới đại đạo trí cao, thậm chí là vượt qua thiên đạo trí cao. Đến lúc đó, không ai có thể khiến ta thần phục nữa. Liễu Phàm thầm thề, hắn cũng thật sự có tự tin này, vì hắn có một hệ thống quét xác sẽ trở nên mạnh hơn. Đúng vậy, trong người Liễu Phàm cũng có một hệ thống mười vạn năm trước hồn của hắn xuyên vào một lão hòa thượng quét xác ở minh sơn tự cùng lúc đó kích hoạt hệ thống quét xác sẽ trở nên mạnh hơn trong mười vạn năm này liễu phàm không hề bước chân ra khỏi minh sơn tự trừ việc thỉnh thoảng ra vẻ với mấy tên hòa thượng trước mặt ra mỗi ngày hắn đều chăm chỉ quét xác chẳng qua là xảy ra trận chiến giữa thần phật thiên đình và phật môn công phạt lẫn nhau minh sơn tự lại vừa hay nằm trong phạm vi thế lực của thiên đình liễu phàm vì bảo vệ minh sơn tự không thể không ra tay ngăn cản hành động diệt phật của thiên đình đương nhiên khi đối phó với nhóm dương thiền hắn cũng có ý làm màu nếu không hắn sẽ không gây ra trận chiến lớn như vậy khiến tam giới đều biết trung quy đã quét rác được mười vạn năm hắn cảm thấy dù không luyện tới đại đạo thì cũng đã là người mạnh nhất hồng hoang rồi đã đến lúc xuất quan làm chư thiên chấn động khiến vạn tộc lóa mắt rồi đáng tiếc là còn chưa kịp hoàn thành đã đá phải miếng sắt ai nhớ tới là muốn rớt nước mắt liễu phàm thở dài trong lòng tuy trong đầu liễu phàm đã chạy qua vô số ý nghĩ nhưng trên mặt hắn không biểu lộ ra điều gì hắn nói với tiểu tây tử không biết ta có thể tới bái phòng trang nuôi của ngươi một chút không để được tận mắt nhìn thấy phong thái của một đại đạo trí cao liễu phàm vô cùng hiếu kỳ với vị đại đạo trí cao kia hắn cũng thật sự muốn đến gặp lý nguyên để xem vị đại đạo trí cao thần bí này rốt cuộc có dáng dấp như thế nào thế nên những lời này không phải là lời nói khách sáo mà thật sự là lời tận đáy lòng của hắn tiểu tây tử nếu ngươi muốn gặp hắn thì cứ đến trường an tìm hắn là được chỉ cần đến trường an ngươi tự nhiên sẽ thấy hắn liễu phàm gật đầu được có cơ hội ta sẽ đến bái phòng tiểu tây tử nói với dương thiền nghĩa mâu ngươi về trường an với ta hay muốn tiếp tục ở lại bắc câu lâu châu Dương Thiền bất đắc dĩ nói, ta muốn về nhưng chiến sự ở Bắc Câu Lô Trần vẫn chưa thỏa, ta thân là chủ soát một phương, sao có một mình rời đi. Tiểu Tê tử gật đầu, vậy ta về trước. Nói xong, chỉ thấy thân hình nàng nói lên, trực tiếp hòa vào hư không, biến mất không thấy tâm tích, có điều Trương Khai Thái cảm giác được. Lúc rời đi nữ hoàng tiên đường dường như đã nhìn hắn một cái, ánh mắt thâm sâu, tựa như đã nhìn thấu hết tất cả bí mật của hắn khiến hắn lạnh cả sống lưng. Nhưng có lẽ đây chỉ là ảo giác của hắn mà thôi. Sao nàng có thể nhìn thấu được bí mật của ta? Trương Khai Thái tự an ủi chính mình hạo thiên vẻ mặt cung kính nói với liễu phàm sau này thiên đình sẽ không chủ động tiến vào minh sơn tự quấy giày tiền bối thanh tu nữa liễu phàm mặt không biểu tình thế nhưng hạo thiên và giao chỉ phát hiện pháp lực của bản thân đã khôi phục lại bọn họ lập tức hiểu ra liễu phàm đã bỏ qua cho họ rồi trong lòng hạo thiên vui mừng khôn xiết hắn vội cảm tạ đa tạ tiền báo khoan hồng đại lượng vậy chúng ta xin cáo tử nói xong hạo thiên và giao chỉ trước tiên lùi về sau hai bước sau đó quay người cùng nhóm thất tiên nữ dương thiền rời khỏi minh sơn tự trong nháy mắt hiện trường chỉ còn lại mấy người tây phương nhị thánh như lai và liễu phàm Diệu giác cũng đã đuổi những hòa thượng xung quanh đi tiếp dẫn vào chuẩn đề lúc này nhìn liễu phàm mà thấy chột dạ vừa rồi vì giận mà mở miệng chế giễu liễu phàm vài câu bây giờ pháp lực của liễu phàm đã khôi phục lại không biết có trả thù họ không đây ai sớm biết như vậy đã không lắm lời rồi phải biết họa từ miệng mà ra chuyện kia tiền bối chuẩn đề đạo nhân vẻ mặt cẩn trọng nhìn liễu phàm thử tham dò nói bọn ta không quấy dày thanh tu của tiền bối nữa cái tử chậm đã các người khoan hãy đi liễu phàm mở miệng ngăn lại ý định rời đi của chuẩn đề và tiếp dẫn tiếp dẫn và chuẩn đề nghe vậy càng trồ dạ hơn tiếp dẫn vẻ mặt đưa đám nói tiền bối vừa bọn ta đúng là miệng xấu mong tiền bối có thể đại nhân đại lượng không chấp nhất với tiểu nhân bép chuẩn đề đạo nhân chủ động đánh vào miệng mình đều tại ta miệng thối không thì để ta tự vào miệng mấy cái vừa nói hắn vừa đánh mình mấy bạt tai lúc này liễu phàm mở miệng không cần khẩn trương ta chỉ có vài việc muốn hỏi các ngươi các ngươi thôi phu tiếp dẫn và chuẩn đề nghe vậy lập tức thở phào nhẹ nhõm hóa ra chỉ muốn hỏi chuyện nhưng hai người họ vẫn khẩn trương như cũ. Chịu thôi, ở chung một chỗ với đại lão, muốn không khẩn trương cũng khó, không biết tiền bối muốn hỏi chuyện gì. Tiếp dẫn đạo nhân không dám trần chờ, vội hỏi, liễu phàm, ta muốn biết một vài chuyện của vị đại đạo trí cao kia, các người quen hắn từ khi nào, chuẩn đề đạo nhân, quen từ rất lâu rồi, từ lúc lượng kiếp phong thần bọn ta đã kết giao với lý tiền bối, liễu phàm, hắn là người như thế nào, chuẩn đề đạo nhân bật thốt, lý tiền bối khôi ngô tuấn tú, xuất chúng hơn người, nho nhã tiêu sái, toán vô dĩ sách, bình dị gần gũi, không nghỉ mạnh hiếp yếu chuẩn đề đạo nhân nói một mạch hết một canh giờ vẫn chưa nói hết tiếp dẫn đạo nhân dành chủ đề nói tiếp lý tiền bối là người xuất chúng nhất mà ta từng gặp bất kể là phẩm hạnh tướng mạo tu vi không ai có thể sánh được hắn cao lãnh kiêu ngạo trứng chạc tự chủ lại còn trạch tâm nhân hậu hắn ít khi xuất xa hoa nhưng khiến vạn người ái mộ tiếp dẫn đạo nhân cũng nói hết một canh giờ và cũng chưa nói hết liễu phàm nghe đến choáng hết cả đầu sự tâng bốc này thật khiến người ta buồn nôn thầy tiếp dẫn còn muốn nói tiếp nữa liễu phàm nhanh chóng bảo hắn dừng lại này đừng ý của các người đã được biểu đạt vô cùng rõ ràng không cần nói nữa tiếp dẫn nghe vậy lúc này mới dừng lại có điều nhìn vẻ mặt của hắn hình như còn nói chưa đã liễu phàm hỏi tiếp các ngươi có rõ thực lực của lý tiền bối mạnh như thế nào không chuẩn đề đạo nhân lắc đầu cơ bản là không thể đo lường được tiếp dẫn đạo nhân ngay cả khi ra tay với đại đạo thì lý tiền bối cũng chỉ cần búng tay một cái là có thể chấn áp được ra tay với đại đạo liễu phàm không khỏi cao giọng sắc mặt vô cùng khiếp sợ hắn đã từng giao thủ với đại đạo sao chuẩn đề đạo nhân kia hoàn toàn không thể gọi là giao thủ vì lý tiền bối chỉ vừa động ý niệm và giơ tay ngón tay lên thì đại đạo đã mất hết sức phản kháng rồi liễu phàm thấy như mình đang nghe thiên thư vậy nội tâm đầu rung động và khó tin nếu thật như chuẩn đề nói thì vị lý tiền bối kia cũng quá thần đi chỉ mới giơ ngón tay lên mà đại đạo đã hoàn toàn mất sức phản kháng rồi thực lực của hắn sao có thể vượt xa đại đạo vậy chứ muốn vượt qua hắn xem ra có hơi khó bạn đang xem ta thân phận đại đạo bị muội muội đắc kỷ công khai được thuyết minh tại kênh youtube di các phim với lại trong lời nói của chuẩn đề còn tiết lộ thêm một tin nữa chính là trong hồng hoang thật ra còn có đại đạo ta lại tưởng rằng mình đã là vô địch ở hồng hoang hóa ra chỉ là ếch ngồi đáy giếng mà thôi liễu phàm đảo mắt trong mắt hiện lên tinh quang tựa như một ngôi sao liễu phàm nhíu mày hắn nghe thấy từ xa có người nhắc đến tên của mình trong tâm khẽ động thần thức của liễu phàm liền xuyên qua thời gian và không gian trực tiếp lao đến nơi đầu nguồn phát ra tin tức kia đây là đoàn người của hạo thiên bọn họ đang trên đường quay về thiên đình mọi người đang câu được câu trang nói về chuyện của liễu phàm may mà hôm nay có nữ hoàng tiên đường không thì e rằng chúng ta sẽ vĩnh viễn bị vây ở minh sơn tự rồi trương ngọc cầm cảm khái nói đúng vậy pháp sư liễu phàm kia vậy mà lại là thiên đạo đại viên mãn cực phách chạc nếu không phải lý tiền bối ra tay thì còn ai có thể làm đối thủ của hắn na cha phụ họa nói trương bách nhẫn kinh ngạc nói vị pháp sư liễu phàm kia là thiên đạo đạo viễn mãn sao người chắc chứ hạo thiên giao trì trương khai thái bên này tất cả đều trợn tròn hai mắt lộ ra biểu cảm kinh ngạc trương ngọc yên đây là nữ hoàng tiên đường nói đương nhiên không thể giả rồi không ngờ tu vi lại cao như vậy hạo thiên lẩm bẩm còn hơn cả tu vi của sư phụ giao trì bùi ngùi nói tu vi cao như thế mà mỗi ngày đều đi quét rác không biết đây là cái sở thích gì trương bách nhẫn vừa xúc động vừa cảm thấy kỳ quái trương ngọc mỹ giải thích nữ hoàng tiên đừng nói sở dĩ liễu phàm pháp sư quét rác là vì thông qua quét rác hắn có thể tu luyện quét rác tu luyện hai cái này liên quan tới nhau à trương bách nhẫn vẻ mặt ngơ ngác hạo thiên và giao trì cũng ngơ luôn chỉ có trương khai thái là trong mắt hiện lên tinh quang quét rác tu luyện sao có chút giống năng lực của ta vậy không lẽ lão tăng quét xác kia cũng có hệ thống nghĩ đến khả năng này trương khai thái không khỏi dùng mình liễu phàm nghe được trò chuyện của họ trong lòng không khỏi khiếp sợ ra đầu như muốn nứt ra hắn không ngờ rằng đám người kia vậy mà lại biết rõ chuyện hắn có thể thông qua quét xác mà tu luyện bọn họ nói rằng là nữ hoàng tiên đường cho họ biết chuyện này nữ hoàng tiên đường chắc chắn là do nghe phụ thân của nàng nói nếu lý tiền bối biến rõ chuyện hắn quét xác tu luyện vậy hắn có biết trong người ta có hệ thống không hắn có biết hồn ta xuyên qua thế giới này không nghĩ tới việc bí mật mình giấu kín nhất có khả năng bị phát hiện liễu phàm không khỏi sinh ra một cảm giác sợ hãi sâu sắc hắn vốt cuộc có biết những bí mật này của ta không xem ra ta phải nhanh chóng đến trường an bái phòng lý tiền bối thăm dò một chút trong lòng liễu phàm âm thầm hạ quyết tâm tiếp dẫn và chuẩn đề bỗng nhiên thấy sắc mặt của liễu phàm biến đổi liên tục không nhịn được âm thầm liếc nhau một cái ai cũng lộ ra vẻ nghi hoặc hắn bị làm sao thế thành đông thành trường an nơi có một quán trọ cách đó không xa có một quán trà ba tầng bên trong quán trà Lý Nguyên và một lão giả hơn 70 tuổi ngồi ở vị trí cửa sổ lầu 2, vừa nghe người dưới lầu kể chuyện, vừa xem cờ vây. Người kể chuyện nói về câu chuyện hào hán hàng yêu bắt ma, còn có tài tử giai nhân, nói thăng trầm, hấp dẫn, giống như đúc, khiến khách thưởng trà xung quanh nghe đến say sưa, nhìn không chớp mắt. Lý Nguyên vừa nhàn nhã uống trà, vừa nghe kể chuyện dưới lầu, ngẫu nhiên hạ xuống một quân cờ, mà bạn chơi cờ ngồi đối diện Lý Nguyên lại không nhàn nhã như vậy, chỉ thấy hắn tập trung tinh thần nhìn chăm chăm bàn cờ trên bàn, trong mày hoàn toàn bất chấp náo nhiệt bên ngoài lão già này tên là tô mạc già là bạn cơ gần đây lúc lý nguyên thưởng trà ở cự hâm trà lâu gặp được bình thường là người phàm không có gì đặc biệt tô mạc già tự xưng là kỳ vương thắng khắp cự hâm trà lâu không có địch thủ kết quả thời gian trước hắn chơi một ván với lý nguyên sau đó không buông lý nguyên rảnh rỗi thì tới tìm lý nguyên chơi cờ nói nhất định phải thắng lại đương nhiên kết quả không có gì thay đổi cho đến nay tô mạc già vẫn chưa thể thắng lý nguyên một ván tục ngữ nói nói khoác chính là nói tô mạc già đắn đo mấy phút tô mạc già bất đắc dĩ phát hiện bản thân không cách nào xoay chuyển được nữa hắn buông quân cờ xuống vẻ mặt cảm khái nói với lý nguyên đúng là kỳ lạ sao ta không thắng được ngươi vậy cái này thì có gì mà kỳ lạ kỹ thuật không bằng người thôi tống lão đầu ngồi xe bên cạnh cười nói hắn là bạn cờ trước đây của tô mạc già bởi vì kỹ thuật chơi cờ không bằng tô mạc già kết quả thường xuyên bị tô mạc già cười nhạo hiện tại thấy tô mạc già chơi cờ với lý nguyên trăm trận trăm thua đương nhiên là hắn rất vui vẻ thủ hạ bại tướng cũng không biết xấu hổ mà nói kỹ năng của ta không bằng người tô mạc già khó chịu nhìn tống lão đầu một cái tống lão đầu phản bác kỹ thuật của ta không bằng ngươi ở chỗ nào ta đánh với ngươi vẫn là có thắng có thua tô mạc già khinh thường nói mười lần ngươi chỉ thắng một lần cũng không biết xấu hổ nói có thắng có thua tống lão đầu không phục nói cái gì mà mười lần thắng một lần mười lần như thế nào cũng phải thắng ngươi hai lần lý nguyên điều này hình như không có gì khác biệt cả mới thắng hai lần ngươi cũng không biết xấu hổ mà nói ra tô mạc già cười nói tống lão đầu vậy cũng tốt hơn ngươi chẳng thắng được ván nào tô mạc già ngươi đánh với lý tiểu hữu càng không thắng nổi tống lão đầu bình tĩnh nói ta không thắng được lý tiểu hữu ngươi cũng không thắng được lý tiểu hữu vậy chứng tỏ kỹ thuật chơi cờ của hai chúng ta tương đương cho nên ngươi đừng xem thường người ta tô mạc giả suýt chút nữa tức giận đến lòi mắt cái này cũng có thể gọi là kỹ năng chơi cờ tương đương sao tống lão đầu nhún vai đương nhiên là được hai lão già cãi nhau một lúc tô mạc giả lại bắt đầu khởi đầu lại vẻ mặt hắn không phục nói với lý nguyên ta không tin không thể thắng ngươi một lần lý nguyên uống một ngụm trà thản nhiên cười nói nói với ngươi như vậy nhé Chơi cờ vây, trước giờ ta chưa từng thua ai, Tô Mạc già xoa bàn tay, kích động nói, nghe ngươi nói như vậy, sao ta càng hưng phấn rồi. Phụt, Lý Nguyên không nhịn được, trực tiếp phun nước trà trong miệng ra ngoài, đúng lúc phun lên mặt của Tô Mạc già. Tô Mạc già cảm nhận được mái tóc ướt đẫm, mặt không chút biểu cảm, nhưng Tống lão đầu ở bên cạnh thấy dáng vẻ chật vật của Tô lão đầu, lập tức chỉ vào Tô Mạc già cười ha ha, chỉ là, hắn quên mất trong miệng cũng vừa uống một ngụm trà, kết quả, toàn bộ nước trà đều phun vào mặt Tô lão đầu. Tô lão đầu, hắn sắp sụp đổ rồi hai người các ngươi đừng phản ứng kích động như vậy được không tô mạc già lau vết nước trên mặt khóc không ra nước mắt nói hắn nhìn lòng bàn tay mình đủ, sao còn có rau hẹ vậy oẻ tô mạc già muốn nôn lý nguyên nhịn cười nói điều này cũng không thể trách bọn ta ai bảo ngươi nói hèn mọn như vậy tống lão đầu cũng không thể trách ta tô mạc già ấm ức nói lão phu đâu có hèn mọn ngươi nói ngươi chưa từng thua ta nghĩ đến nếu ta thắng ngươi một lần thì đương nhiên vui mừng rồi lý nguyên được rồi đừng ấm ức nữa để ta lau nước giúp ngươi là được cái này có thể lau sạch sao tô mạc già bất đắc dĩ nói lý nguyên không nói thêm gì hắn búng một cái về phía tô mạc già một cơn gió mát thổi qua vết nước trên người tô mạc già lập tức biến mất cả người đều trở nên sảng khoái tô mạc già lộ ra vẻ kinh ngạc nói không ngờ lý lão đệ còn biết pháp thuật lý nguyên bình tĩnh nói trừ trần thuật nho nhỏ không đáng nhắc tới tô mạc già cũng không nghĩ nhiều thế giới này chư pháp hiển thánh thần tiên đầy đất tu sĩ nhiều như chó nên lý nguyên biết pháp thuật cũng không có gì phải ngạc nhiên dù sao thì chỉ là một trừ trần thuật mà thôi tu sĩ bình thường đều biết hay trừ chân thuật này của lý lão đệ không tồi trông tô lão đầu còn trẻ hơn mấy phần đốm nổi mồi cũng sắp nhìn không ra rồi tống lão đầu ở bên cạnh nhìn chằm chằm tô mạc già một lúc lập tức khen ngợi tô mạc già trợn tống lão đầu một cái đừng tưởng ngươi nịnh nọt mấy câu thì có thể bù đắp lỗi lầm ngươi phun nước bọt ta tống lão đầu bất đắc dĩ nói ta nói thật không có nịnh nọt ngươi quả thật trông ngươi trẻ đi mấy tuổi tô mạc già cứ xem như ngươi nói là thật đi nhưng muốn ta tha thứ cho ngươi lần này đại hôn cháu gái ta ngươi phải tặng một phần quà lớn mới được nếu món quà không khiến ta hài lòng thì cẩn thận ta cũng phun sao hẹn lên mặt ngươi tống lão đầu đây không phải là bắt trẻ sao đúng rồi tô mạc già nhớ tới cái gì đó hắn lấy ra một phần thiệp mời vàng nóng bỏng từ trong ống tay áo đưa cho lý nguyên ngày 18 chính là ngày đại hôn của cháu gái lão phu lý lão đệ đừng quên đến uống rượu đương nhiên nếu như không thể đến thì đừng quên quà lý nguyên đón nhận thiệp mời nói nhất định phải đến rồi nhất định phải ăn lại phần tiền biếu vẻ mà tô mạc già đáng tiếc nói với lý nguyên đáng tiếc người đã kết hôn nếu không ta sẽ gả cháu gái cho ngươi lý nguyên cười bình tĩnh nói chứng tỏ không có duyên phận tống lão đầu đà kích tô mạc già ngươi đừng nằm mơ giữa ban ngày nữa cho dù lý lão đệ chưa kết hôn thì cũng không thể ở rể tô mạc già nếu là lý lão đệ đương nhiên có thể không ở rể tống lão đầu hỏi tô mạc già nghe nói cháu gái của ngươi là một tay kinh doanh giỏi còn lợi hại hơn cả nam tử ngươi đồng ý nàng tuyển rể lẽ nào là chuẩn bị giao sản nghiệp tô ra cho cháu gái kinh doanh tô mạc già hàm hồ nói cái này đến lúc đó hăng xem chơi cờ chơi cờ hắn thúc giục lý nguyên tiếp theo Lý Nguyên chơi cờ với Tô Mạc Già, còn Tống lão đầu thì ngồi xem ở bên cạnh. Tất nhiên, thay vì nói là đang chơi cờ, nói Lý Nguyên đang nghe bình thư thì đúng hơn. Kỹ năng chơi cờ của Tô lão đầu rất dở, căn bản không hề khởi dậy nổi chút hứng thú nào của Lý Nguyên. Tô lão đầu thua đến tận trưa, đầu tóc suýt nữa thì bị vò trụi. Phụ thân, trở về nấu cơm, một âm thanh trong trẻo dễ nghe vang lên, đánh thức Tô Mạc Già đang vò đầu. Hắn vừa ngẩng đầu thì nhìn thấy một tiểu cô nương khoảng chừng 8 tuổi, dáng vẻ vô cùng đáng yêu. Hắn biết, đây chính là khuê nữ của Lý Nguyên trong khoảng thời gian mà hắn ở trà lâu chơi cờ với lý nguyên vào lúc gần đến giờ cơm tiểu cô nương này sẽ đến gọi lý nguyên về nấu cơm đó cũng là nguyên do vì sao hắn lại nói lý nguyên thành thân có khuê nữ hiển nhiên là đã thành thân điều này còn khiến tô mạc già tức nuối trong khoảng thời gian dài từ tận đáy lòng hắn cảm thấy lý nguyên thật sự không tồi lý nguyên thấy tiểu tây tử lập tức thả lại quân cờ vào trong hồ cờ sau đó đứng lên phủi tay nói với tô mạc già không nói nữa ta phải trở về nấu cơm rồi tuy rằng tô mạc già vẫn chưa chơi đã ghiền nhưng hắn biết một khi lý nguyên đã quyết định việc gì cho dù hắn có khuyên cỡ nào cũng không thể khiến lý nguyên thay đổi chủ ý hắn cố ý trêu đổi lý nguyên người nói xem đường đường là một đại nam nhân thế nào lại có chuyện xuống phòng bếp loại chuyện này sao cho đầu bếp nữ làm là được rồi cần gì đến ngươi cơ chứ lý nguyên lơ đánh nói làm ra mỹ thực hưởng thụ mỹ thực đều là một loại thú vui hơn nữa tiểu tây tử chỉ thích đồ ăn do ta làm tống lão đầu cười nói xem xem lý lão đệ còn không phải là một người nữ nhi nô hay sao tô mạc già gật đầu phụ họa đúng thật là nữ nhi nô lý nguyên nhún vai hắn không cảm thấy mình là nữ nhi nô đi tới bên cạnh tiểu tê tử tiểu tê tử thuần thục nắm lấy tay của phụ thân lý nguyên dắt tay tiểu tê tử rời khỏi trà lâu tại sao phụ thân lại tán gẫu với mấy phạm nhân kia vậy tiểu tê tử tò mò hỏi phụ thân lý nguyên bất đắc dĩ nói trong mắt ta làm gì có ai không phải là phạm nhân chứ tiểu tê tử nàng cảm thấy mình đang bị đả kích ta ở trong mắt phụ thân cũng là phạm nhân nàng thờ hồn hển bĩu môi nói với lý nguyên lý nhi ta tuy rằng có chút đáng ghét nhưng làm sao có thể là phạm nhân được tiểu tê tử lật mặt xem thường ta không hề đáng ghét nhá ba ngày sau thành đông tô ra tổ chức hôn lễ tô ra cũng được xem như là một nhà phú hào trong nhà có không ít sản nghiệp từ kinh doanh tiệm vải từ lâu rồi đến tiệm bạc tiệm son chẳng qua khi tô ra chủ tô mạc già càng dần lớn tuổi khối sản nghiệp khổng lồ của tô ra bắt đầu gặp vào tình thế khó xử không người nối dõi tô mạc già chỉ có một đứa con tên là tô trường dương mà đứa con này lại một lòng si mê tu đạo luyện đan thuật từ nhỏ đã khao khát cuộc sống của một tên nhân thoát khỏi trần tục đối với sản nghiệp của tô gia không chút hứng thú chỉ tiếc thiên phú tu luyện của tô trường dương có hạn đi phiêu bạt nhiều năm vẫn không thể bái nhập tiên môn cuối cùng lại phải tự mình tìm ra một ít pháp môn tu luyện rồi lại tự mày mò tìm hiểu nhiều năm trôi qua hắn cũng chỉ tu luyện đến giai đoạn sơ cấp của luyện tinh hóa khí nhưng hắn vẫn không từ bỏ việc theo đuổi tiên đạo suốt ngày tự nhốt mình trong tiểu viện hấp thụ linh khí mài rỗi gần cốt đối với ý nghĩ muốn cho hắn kế thừa sản nghiệp của tô lão gia tử hắn căn bản không thức quan tâm. Trước đó, tô lão già tử cưới cho đứa con một người vợ, sau đó hạ sinh một cháu gái, thấy con trai không muốn kế thừa gia nghiệp, không còn cách nào khác chỉ đành bồi dưỡng cháu gái của mình. Đứa cháu này ngoại trừ việc là nữ tử gia, thì trên mọi phương diện đều khiến cho tô mạc già vô cùng hài lòng, tính sổ sách, việc làm ăn đều rất chuyên nghiệp. Bạn đang xem ta thân phận đại đạo bị muội muội đắc kỷ công khai được thuyết minh tại kênh YouTube gì các phim, không thể trông cậy gì vào con trai, Tô Mạc già chỉ có thể từ từ để cháu gái mình gánh vác công việc kinh doanh của Tô gia lại bắt đầu kén rể đến tô gia ở rể cho cháu gái như vậy sản nghiệp của tô gia sẽ không dễ cho người ngoài chiếm lợi hôm nay chính là ngày mà cháu gái tô mạc giả thành thân lý nguyên cầm quạt giấy khoan thái đi đến trước cửa tô gia chỉ thấy bên ngoài cửa lớn ngựa xe người qua người lại tấp nập ngoài tường viện treo đầy đèn lồng dán đầy chữ hỉ vũ công gõ trống hát hí vô cùng náo nhiệt lý nguyên đi theo đám người vào cửa thấy tô mạc giả dẫn một đôi nam nữ nhỏ tuổi mặc phục đứng ở trước cửa nghênh đón tân khách đến chúc mừng bên cạnh còn có một vị quản gia trung niên đang ghi chép lại quà tặng của các tân khách, tương lai sẽ lấy làm quà đáp lễ. Nhìn thấy Lý Nguyên, Tô Mạc Giả vội vàng thân thiết vẫy tay, "Lý lão đệ, hoan nghênh, hoan nghênh." Hắn bắt đầu nói giỡn, "Ta còn nghĩ ngươi sợ tặng lễ nên không đến." Tô Thiền Ngữ cùng Tống Tân Dương đứng một bên, chứng kiến ông nội gọi một thiếu niên 20 tuổi là lão đệ, trên một đều lộ ra vẻ kinh ngạc cùng khó xử, kinh ngạc vì diện mạo và khí chất của Lý Nguyên, vừa nhìn đã biết hạc trong bầy gà, mấu chốt là, trông trẻ tuổi như vậy, thế mà ông nội lại gọi là Lý lão đệ, vậy chúng ta gọi là gì? Lý Gia Gia, có phải hơi quá rồi không? Thật là lời nói không thể ra khỏi miệng mà. Lý Nguyên chắp tay với Tô Mạc Già, cười nói, ngươi nói tống lão đầu sợ tặng lễ, báo đáp ân tình còn được, chứ ta có cái gì mà phải sợ? Được lắm, ta không ở đây các ngươi liền nói xấu sau lưng ta. Một âm thanh quen thuộc từ phía sau truyền đến, Lý Nguyên quay đầu nhìn lại, chính là Tống lão đầu. Tống lão đầu mang theo mấy người hầu đi tới, Lý Nguyên cười với Tống lão đầu, người nói xấu còn nói trước mặt sao? Tô Mạc Già vội vàng gật đầu, đúng đúng, phải giáp mặt rồi nói. Tống lão đầu nghe vậy, không khỏi tức giận xem thường hôm nay là ngày hỉ của cháu gái ngươi ta không thèm sao đo tô mạc già lại nói với lý nguyên này tên nữ nhi nô sao hôm nay lại không mang nữ nhi của ngươi cùng đến lý nguyên nàng có chuyện riêng phải vội trừ việc ăn cơm ta căn bản không hề thấy nàng chỉ là một tiểu hài tử mà lại có cuộc sống bận rộn như vậy sao tống lão đầu phỉ nhổ ha ha tô mạc già nghe vậy không nhịn được mà cười ha hả lý nguyên không giải thích nhiều từ trong ống tay áo hắn lấy ra một chiếc hộp điêu khắc bằng san hô đưa cho tô mạc già sau đó nói với cháu gái cùng cháu rể của tô mạc già chúc tân lang tân nương tân hôn vui vẻ sớm sinh quý tử lúc này tô thiền ngữ cùng tống tân dương vốn nên hoàn lễ nhưng hai người nhìn lý nguyên lại không biết nên xưng hô thế nào cũng không thể nào lại gọi lý gia gia đúng không quá khó xử rồi tô thiền ngữ nhìn thoáng qua ông nội mong ông có thể nhắc nhở một chút nhưng ông nội lại nhìn chằm chằm chiếc hộp trong tay đến xuất thần không còn cách nào khác tô thiền ngữ chỉ đành lên tiếng nhắc nhở gia gia ngươi còn chưa giới thiệu với bọn ta nữa tô mạc già nghe tiếng gọi của cháu gái cuối cùng mới định thần lại hắn nhìn chiếc hộp san hô một cách thích thú cảm khái nói chiếc hộp này điêu khắc rất tinh xảo cho nên hơi xuất thần khiến lý tiểu hữu chê cười rồi cái hộp này là lý nguyên tự tay điêu khắc sáng sớm hôm nay chân châu mã não san hô mà đông hải long vương đưa hắn trước đó còn dư lại không ít vì vậy lý nguyên chuẩn bị chọn mấy viên chân châu tới tặng lễ bởi vì không có hộp để đựng chân châu cho nên hắn dùng san hô thuận tay điêu khắc một cái hộp cho dù là thuận tay điêu khắc nhưng nó vẫn xinh đẹp vô cùng lại còn ẩn chứa đạo văn ở trong đó giá trị của nó thật ra đã sớm vượt xa mấy viên chân trâu màu hồng nhạt trong hộp cho nên tô mạc già nhìn nhập thần thì cũng không kỳ quái tô mạc già phản ứng lại vội vàng cười giới thiệu với cháu gái và cháu rể các ngươi gọi hắn lý công tử là được hắn là bạn đánh cờ của ta bọn ta là bạn vong niên hai người tô thiền ngữ và tống tân dương thở phào nhẹ nhõm cuối cùng cũng biết nên gọi lý nguyên là gì rồi hai người lập tức hành lễ với lý nguyên và nói bài kiến lý công tử đa tạ lý công tử có thể tới tham gia hôn lễ của bọn ta lý nguyên gật đầu lúc này Tống lão đầu lấy ra một danh sách quà tặng và đưa cho tô mạc già. Đây là lễ vật của ta. Tô mạc già tiếp nhận danh sách quà tặng, nói đùa, lễ vật phong phú không. Nếu không thì cẩn thận ta chê cười ngươi đấy nhá. Tống lão đầu liền vội vàng nói, yên tâm, bao ngươi thỏa mãn. Lúc này đằng sau lại có không ít tân khách đến. Lý nguyên và Tống lão đầu không tiện đứng chán ở cửa nữa, bèn chuẩn bị vào nhà. Tống Tân Dương thấy thế thì vội vàng nói, Lý công tử, Tống thái công, mời hai vị vào trong ngồi. Nếu có nơi nào chiêu đãi không thỏa đáng thì xin hai vị hiểu cho. Tô Thiển ngữ tô trưởng quỹ ngươi mang lý công tử và tống thái công vào nhà đi một người trong số những trưởng quỹ của tiệm tô ra đứng ở một bên cung kính nói với lý nguyên và tống lão đầu lý công tử mời sang bên này lý nguyên gật đầu đi theo vị tôn trưởng quỹ vào bên trong tô phủ cùng với tống lão đầu chỉ là còn chưa đi được mấy bước hai người nghe thấy phía sau chuyển đến một chàng tiếng thốt thì ra là tô mạc ra đưa món quà của lý nguyên cho người quản sổ sách ở bên cạnh ghi chép lại sau khi người quản sổ sách mở hộp ra chỉ thấy hai bảo châu hồng nhà to bằng quả trứng gà an tĩnh nằm trong hộp mặc dù lúc này là ban ngày nhưng viên chân châu hồng vẫn tỏa ra ánh sáng hồng óng ánh nhìn sáng lạn lóa mắt đẹp không sao tả xiết giống như là ảo mộng tất cả mọi người xung quanh đều bị hào quang ấy thu hút ai nấy nhìn chằm chằm vào chân châu hồng đẹp đẽ không khỏi mở to hai mắt không kiềm chế được phát ra tiếng thán phục trời ạ à, thế mà lại là hai viên chân châu hồng lại còn lớn như vậy nữa lớn chừng này rồi đây vẫn là lần đầu tiên ta nhìn thấy chân châu xinh đẹp như vậy đấy chật chật thế thì cần bao nhiêu tiền cơ chứ tiền á đây cũng không phải là tiền có thể mua được đâu tô mạc già cũng tràn đầy khiếp sợ hắn không ngờ lý nguyên lại ra tay hào phóng như vậy hắn tự nhận mình cũng xem như là phú giáp một phương rồi thế nhưng xưa nay hắn chưa thấy qua viên châu châu hồng nào lớn như vậy chỉ sợ tất cả gia tài của mình cũng chẳng mua được mấy viên đi hai tân nương tân lang tô thiển ngữ và tống tân dương ở bên cạnh cũng khiếp sợ không ngờ lý công tử kia lại giàu có như thế tống tân dương thầm nhủ trong lòng xem ra về sau có thể tìm hắn hợp tác rồi lý lão đệ người ra tay hào phóng thật đấy đây vẫn là lần đầu tiên ta nhìn thấy chân châu hồng lớn như vậy tống lão đầu không khỏi cảm khái nói với lý nguyên lý nguyên ọc à, cũng tạm thôi trong nhà hắn không còn thứ gì rẻ hai hai viên chân châu đó nữa tống lão đầu lần sau cháu của ta kết hôn ngươi nhất định phải tới uống rượu lý nguyên nghi ngờ nói không phải cháu trai của ngươi đã sớm kết hôn rồi à tống lão đầu hơi khó hiểu sao lý nguyên biết cháu của ta đã kết hôn rồi vậy hình như ta có nói với hắn về chuyện trong nhà của ta đâu chẳng qua hắn cũng không nghĩ nhiều thuận miệng nói vì lễ vật của ngươi ta chuẩn bị làm hôn lễ lại cho hắn một lần nữa lý nguyên tống lão đầu này con mẹ nó đúng là một nhân tài quảng chữ ti lý đại nhân đến đúng lúc này một tiếng kêu to rõ ràng đột nhiên vang lên đánh thức mọi người đang trợn mắt hốc mồm chỉ thấy một chiếc xe ngựa dừng ở trước đại môn tô phủ một tùy tùng dốc rèm cửa chiếc xe ngựa lên chỉ thấy một nam tử phú quý trung niên mặc hoa phục màu đỏ eo buộc đai mãng chân đi giày lộc bước xuống từ trong xe ngựa tô mạc già thấy nam tử trung niên vội vàng đứng dậy nghênh đón vẻ mặt cung kính ôm quyền hành lễ nói bài kiến lý đại nhân lý đại nhân có thể tới tham gia hôn lễ của cháu gái thật sự là rồng tới nhà tôm tô lão đầu đúng là nịnh nọt tống lão đầu nhỏ giọng phỉ nhổ với lý nguyên lý nguyên cười nhạt dù sao cũng là có việc cầu người có thể không nịnh nào sao tống lão đầu kinh ngạc nhìn thoáng qua lý nguyên nói lý lão đệ thế mà lại biết thân phận của vị lý đại nhân này lý nguyên không cần biết thân phận nhìn thái độ của tô lão đầu là hiểu ngay tống lão đầu gật đầu nhỏ giọng giải thích cho lý nguyên lý đại nhân này là chủ sự của phủ nội vụ trong triều đình trông coi việc mua bán vải vóc cho hoàng thất nghe nói còn đi gần với hoàng thất nợ cơ mặc dù vải của tô lão đầu có thể bán vào hoàng cung nhưng phải thông qua quan hệ của người này đương nhiên hắn phải nịnh bợ mới được lúc đầu lý đại nhân đang chuẩn bị nói chuyện với tô mạc già thì đột nhiên hắn chú ý tới một nguồn năng phát sáng nhìn thấy đó là hai viên chân trâu màu hồng to bằng quả trứng gà trên mặt hắn không khỏi lộ ra một tiêu kinh diễm hắn vội vã đi tới không chút khách khí cầm viên chân trâu hồng lên quan sát càng xem kim quang trong mắt hắn càng nồng nặc hắn không hề che giấu lòng yêu thích của mình hai viên chân trâu này đúng là chân phẩm hiếm thấy đó ta ở trong phủ nội vụ cũng không tìm ra được mấy viên chân châu có thể sánh ngang với nó vẻ mặt hắn kích động cảm khái nói với tô mạc già tô mạc già thấy lý đại nhân thích sắc mặt không khỏi lộ ra một tên xấu hổ nếu như lý đại nhân thích thứ khác hắn sẽ đưa cho đối phương liền nhưng hai viên chân châu hồng này là hạ lễ người khác đưa cho chính chủ còn đang ở trước mắt đấy đương nhiên hắn không thể thuận thế đưa cho lý đại nhân được lý đại nhân hỏi tô mạc già đây là ai đưa lễ thế ra tay cũng hào phóng thật đấy không đợi tô mạc già trả lời hắn đã nhìn thấy một tên trên danh sách lý nguyên không nghe nói trong thành trường An có phù hào nào tên là lý nguyên cả nhỉ tô mạc già đào mắt cẩn thận giải thích lý nguyên là nhân sĩ tu luyện không phải là người phàm tục lý đại nhân không biết cũng không kỳ quái hắn cũng không có nói cho lý đại nhân lý nguyên ở ngay phía trước hắn sợ sẽ mang đến phiền toái không cần thiết cho lý nguyên mà sở dĩ hắn nói lý nguyên là nhân sĩ tu luyện là để khiến cho lý đại nhân có chút đắn đo dù sao ai cũng hiểu một đạo lý đắc tội ai cũng nhất định không được đắc tội tu sĩ thì ra là tu sĩ lý đại nhân vẫn đánh giá chân châu hồng cũng không có vẻ đặc biệt giật mình cho lắm dù sao ở trước mặt vương triều tiên đường tu sĩ gì cũng phải nằm xuống cả nhưng lại tân lang ở bên cạnh tống tân dương nghe nói lý nguyên là tu sĩ thì trên mặt hiện lên vẻ khác lạ tống tân dương không nhịn được quan sát lý nguyên một chút có điều hắn bỗng nhiên phát hiện lý nguyên thế mà cũng nhìn hắn vẻ mặt cười như không cười hai mắt sáng sủa thâm thúy dường như có thể xem thấu tất cả bí mật vậy tống tân dương không khỏi cho dạng nghiêng đầu tránh đi ánh mắt của lý nguyên định mệnh ánh mắt đó của hắn có chút ghê người đấy cảm giác giống như là biết bí mật của ta vậy chẳng qua bí mật của ta ẩn giấu sâu như vậy lại khó tin nữa chứ hẳn là chắc chắn sẽ không bị người thứ hai biết được đâu chắc là ta đa nghi rồi có điều vị lý công tử này thế mà lại là tu sĩ ta ngược lại thật sự muốn tìm cơ hội tiếp cận hắn nhiều hơn thông qua hắn tìm hiểu về tình huống tu luyện của thế giới này nếu như có thể học được thuật trường sinh thông qua hắn vậy thì thoải mái đến cỡ nào chứ trong đầu tống tân dương sạch qua vô số suy nghĩ thông qua hoạt động ở trong lòng tống tân dương là có thể hiểu được thật ra hắn không phải người của thế giới này hắn chính là người xuyên việt đồng thời mới xuyên qua chưa được mấy ngày mấy ngày trước hắn bất ngờ xuyên hồn đến thư sinh nghèo túng của thế giới này tống tân dương biết mình thế mà lại xuyên đến một thế giới chư pháp hiển thánh hắn rất chi là hưng phấn hắn xoa tay bẻ quyền nghĩ mình phải tu luyện thật trường sinh tương lai độc đoán chư thiên vạn cổ gạo thế quần hùng là một trận lớn chẳng qua hiện thực lại làm cho hắn nhanh chóng tỉnh táo lại thông qua việc tiêu hóa ký ức của tống tân dương nguyên bản hắn biết được thân thể mà mình xuyên đến không có thiên phú tu luyện gì cả trong nhà cũng không có giàu đến nứt đố đổ vách càng không phải là thế gia tu luyện ngược lại gia đạo xa sút thiếu một đống nợ ở bên ngoài nếu không nguyên chủ nhân của thân thể này cũng sẽ không đến tô ra làm rể dù sao người ở rể là không có địa vị nhất trong xã hội điều duy nhất làm cho tống tân dương dễ chịu hơn chút là bộ dạng thê tử tương lai của hắn trông cũng được được đặt ở thế giới cũ của hắn kiểu gì cũng là một mỹ nhân cấp nữ thần hơn nữa hắn phát hiện mình có thêm một cái bàn tay vàng đó chính là hắn có thể tùy ý xuyên qua xuyên lại giữa hồng hoang và thế giới ban đầu của hắn tống tân dương đã nghĩ xong cả rồi tương lai hắn muốn trở thành nhà buôn mạnh nhất trong lịch sử mang mấy thứ vui vui thú vị từ mẫu tinh sang hồng hoang để dân bản xứ nơi này mở rộng tầm mắt biết cái gì gọi là sản phẩm công nghiệp hóa sau đó sẽ đem bán đặc sản của hồng hoang ở mẫu tinh thu hoạch tài phú mà lý nguyên dựa vào chân châu hồng mà hắn lấy ra vừa nãy thân phận tu sĩ đã trở thành nhóm hộ khách đầu tiên trong lòng tống tân dương lúc này trong lòng tống tân dương đang nghĩ phải lấy ra thứ ngạc nhiên bất ngờ ở mẫu tinh làm cho lý nguyên mở rộng tầm mắt trợn mắt hám mồm từ đó khiến lý nguyên chủ động đưa ra đề nghị trao đổi với hắn dựa vào khoa học kỹ thuật của mẫu tinh không tin người không động lòng Tống Tân Dương tự tin nghĩ, hắn lại quay đầu nhìn về phía Lý Nguyên theo bản năng, kết quả hắn phát hiện, Lý Nguyên cũng nhìn về phía hắn, vẻ mặt vẫn cười như không cười, giống như là biết được suy nghĩ của hắn, mẹ nó, tu sĩ thật là thần, Tống Tân Dương phỉ nhổ trong lòng, Lý lão đệ, chúng ta mau vào đi thôi, miễn cho bị Lý đại nhân quấn lên, ảnh hưởng tâm trạng, Tống lão đầu nhỏ giọng nhắc nhở Lý Nguyên, mặc dù Lý Nguyên không sợ, nhưng mà hắn vẫn tiếp nhận ý tốt của Tống lão đầu, cùng Tống lão đầu đi vào phòng khách, chỉ là Lý Nguyên ngồi trong phòng khách chưa được bao lâu thì đã có người chủ động tìm hắn. Nghe nói, hai viên châu châu hồng kia là hạ lễ ngươi đưa hà, một giọng nói vang lên từ phía sau Lý Nguyên. Lý Nguyên quay đầu nhìn lại, chính là vị lý đại nhân của phủ nội vụ, Lý Tự Nhiên. Tống lão đầu thấy Lý Tự Nhiên tìm tới Lý Nguyên, không khỏi lo lắng nhìn sang Lý Nguyên, nhưng sắc mặt Lý Nguyên lại như thường. Có việc à? Lý Nguyên mặt không thay đổi hỏi một câu. Lý Tự Nhiên nhíu mày, chỉ cảm thấy Lý Nguyên như vậy không phải là biết còn cố hỏi sao? Chẳng qua hắn là người có lòng dạ, tuy hơi không vui nhưng cũng không tức giận cho lắm, mà là lặp lại câu hỏi của mình một lần nữa ta nghe nói hai viên châu châu hồng kia là của ngươi à lý nguyên gật đầu nói không sai bạn đang xem ta thân phận đại đạo bị muội muội đắc kỷ công khai được thuyết minh tại kênh youtube di các phim lý tự nhiên hiếu kỳ bảo vật chân quý sao ngươi lại cam lòng tặng cho người khác thế lý nguyên thành thật nói bởi vì ở trong nhà của ta không tìm thấy được thứ nào rẻ hơn nó nữa tống lão đầu lý tự nhiên cái lời chém gió này sắp thành gió bão luôn rồi đó ai mà biết tiếp lời thế nào chứ lý tự nhiên ổn định tâm thần hiếu kỳ hỏi nói như vậy trong nhà lý lão đệ có rất nhiều bảo vật à lý nguyên có tí xíu thôi ngược lại cũng không khách khí lý tự nhiên nhịn xuống xúc động phỉ nhổ hắn nhìn tống lão đầu bên cạnh nói ta muốn nói chuyện một mình với lý lão đệ tống lão đầu nghe vậy thức thời nói các ngươi trò chuyện đi ta sang bên cạnh chờ sau khi tống lão đầu rời đi lý tự nhiên lập tức nhỏ giọng nói với lý nguyên ta muốn trao đổi mấy viên có cấp bậc tương đương với chân châu mà lý lão đệ đưa cho tô mạc già không biết ý của người thế nào lý nguyên mỉm cười nói ngươi chuẩn bị dùng vật gì để trao đổi Lý Tự Nhiên nhìn chằm chằm Lý Nguyên mắt, thần bí nói: "Tiên đan có thể tăng tu vi, hoặc là tăng tuổi thọ." Lý Nguyên không có hứng thú, Lý Tự Nhiên thấy Lý Nguyên nói không có hứng thú, vẻ mặt không khỏi sửng sốt, có vẻ rất chỉ là bất ngờ, dù sao, chỉ cần là tu sĩ, nào có ai không có hứng thú với đan dược chứ? Hắn nhắc nhở, những đan dược này đều là vật ngự dụng của hoàng thất, phẩm cấp căn bản không phải là đan dược hay lưu thông trên thị trường có thể sánh bằng được, bình thường cho dù có tiền cũng không mua được đâu. Lý Nguyên thản nhiên nói, vẫn không có hứng thú, Lý Tự Nhiên hắn cảm thấy chính lãng phí nhiều nước bọt quá rồi sao người này vẫn ngoan cố thế đan dược cao cấp mà còn nói không có hứng thú hắn vẫn tính là tu sĩ sao sắc mặt lý tự nhiên thay đổi một hồi hai mắt lập tức lạnh lùng đi ta khuyên ngươi đừng có rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt hắn trực tiếp uy hiếp lý nguyên luôn lý nguyên cười nhạt rượu mời thì ta uống không ít rượu phạt cho tới bây giờ còn chưa hưởng qua ngược lại là muốn nếm thử mùi của rượu phạt lý tự nhiên cười lạnh nói ngươi muốn nếm à ta sẽ để cho ngươi nếm đủ đối phó với một tiểu tu sĩ lý tự nhiên hắn có thừa thủ đoạn nói xong hắn vung tay bỏ đi rất nhanh tống lão đầu đã đi tới bên cạnh lý nguyên hắn có chút bận tâm hỏi lý nguyên lý tự nhiên nói với ngươi cái gì thế ta nhìn sắc mặt hắn cảm giác khó coi như là muốn ăn thịt người ấy lý nguyên nói thẳng ý tưởng của lý tự nhiên cho tống lão đầu tống lão đầu nghe vậy vẻ mặt nghi ngờ nói sao ngươi không đồng ý với yêu cầu trao đổi của hắn ta nghe người ta đồn rằng đám quan viên phủ nội vụ ấy đúng là có lén lút trộm tiên đan trong cung ra ngoài buôn bán bình thường những phú thương thân hào giống bọn ta muốn mua còn mua không được nếu ngươi là tu sĩ có thể trao đổi đến tiên đan thì tại sao lại không làm chứ lại còn đắc tội hắn nữa lý nguyên bình tĩnh nhún vai nói chủ yếu là đan dược đối với ta không có tác dụng gì còn có ta không thích tính tình hắn cho lắm không có hứng thú giao dịch với hắn tống lão đầu ngươi hơi bị khoác lác quá rồi đấy tiên đan trong hoàng cung đều là hàng cao cấp có tác dụng với tiên nhân luôn sao lại không có tác dụng với ngươi được chứ lý nguyên tùy ý nói người thân quen với ta đều biết không phải ta khoác lác ha ha tống lão đầu cười ha ha trong lòng lại không tin trên đời này còn có người không khoác lác chắc, hắn nhắc nhở Lý Nguyên, về sau ngươi phải cẩn thận một chút, con người Lý tự nhiên vô cùng bụng dạ hẹp hòi, lại là quan lớn của phủ nội vụ, nếu như hắn muốn gây bất lợi cho ngươi thì cũng khó xử lắm đấy. Lý Nguyên bình tĩnh nói, hắn, chẳng qua là một con kiến hôi mà thôi, không làm ra được bọt sóng gì. Tống lão đầu thấy dáng vẻ Lý Nguyên không cho là đúng, trong lòng không khỏi âm thầm lắc đầu, cảm thấy Lý Nguyên vô cùng chủ quan. Cách đó không xa, ánh mắt của Lý tự nhiên thỉnh thoảng ném về phía Lý Nguyên, âm u lạnh lẽo cực kỳ, mặc dù tu vi của hắn không cao có điều hắn vẫn có thể nghe được cuộc trò chuyện của Lý Nguyên và Tống lão đầu, thế mà lại nói hắn là con kiến hôi, ta sẽ khiến ngươi phải hối hận vì sự tự đại đáng ghét ngày hôm nay, không có chờ bao lâu, hôn lễ chính thức bắt đầu, sau hôn lễ chính là tiệc cưới, Tô gia là phú thương nổi danh, không thiếu tiền, tiệc cưới đương nhiên bày đầy sơn chân hài vị, chân tu mỹ soạn, chỉ là vị của những món này đối với Lý Nguyên lại hơi thô, có vẻ không tinh xảo cho lắm, nhưng Lý Nguyên là người ăn được Michelin, cũng có thể tiếp thu món ven đường, vì vậy hắn cũng không có ghét bỏ mùi vị tiệc cưới thô giáp chỉ là ăn không nhiều lắm. Cấp mỗi vài ba đỗ sau khi tiệc cưới kết thúc thì có tân khách lục tục cáo tử hai người lý nguyên và tống lão đầu cũng cùng nhau cáo tử với tô mạc già tô mạc già mang theo tân lang tân nương tự mình đứng ở cửa đưa tiễn ở cửa chính của tô phủ lý nguyên lại đụng phải lý tự nhiên lý tự nhiên lúc đầu cũng chuẩn bị rời đi nhưng hắn thấy lý nguyên thì lập tức chủ động đi tới bên cạnh lý nguyên chắp tay hỏi đề nghị trước đó của ta ngươi thấy được không lý nguyên thản nhiên nói không phải ta đã trả lời ngươi sao lý tự nhiên nói như vậy ngươi thật sự muốn đối nghịch với ta lý nguyên khinh mệt nói đối nghịch với ta ngươi còn chưa xứng lý tự nhiên thấy lý nguyên khinh thị hắn như vậy chỉ cảm giác mình bị làm nhục sắc mặt lập tức đỏ bừng lên hai mắt tràn đầy vẻ giận dữ ánh mắt hắn nhìn chằm chằm lý nguyên có vẻ phá lệ âm lãnh tô mạc già chú ý tới tình huống của lý nguyên và lý tự nhiên trên mặt nhất thời tràn đầy lo lắng hắn vội vã đi lên hòa giải nói hai vị đều là bạn của tô mỗ bạn của bạn cũng là bạn mọi người hòa khí xanh tài hòa khí xanh tài lý tự nhiên cười lạnh nói ta không xứng làm bạn hắn cơ lý nguyên gật đầu nói ngươi ngược lại còn có chút tự mình biết mình tô mạc già hắn bất đắc dĩ nhìn lý nguyên ngươi nghe không ra lý tự nhiên đây là đang nói mát sao hai thanh niên chính là dễ dàng kích động làm việc không để ý đến hậu quả lý tự nhiên thấy lý nguyên liên tục khiêu khích hắn cơn tức giận trong lòng càng tăng lên hắn âm thầm thề trong lòng hắn nhất định phải dạy dỗ cái tên cuồng vọng này làm cho lý nguyên hiểu được ai là không thể chọc vào mắt thấy mâu thuẫn sắp trở nên gay gắt tô mạc già nhanh chóng lôi kéo lý tự nhiên nhỏ giọng nói lý đại nhân xin bớt giận lý nguyên cũng không phải là cố ý không phải người thích hai viên chân châu hồng sao chốc nữa ta sẽ đưa chân châu hồng đến phủ để lý đại nhân giám định và thưởng thức cũng xin lý đại nhân đừng chấp nhặt với lý nguyên lý tự nhiên thấy tô mạc già chuẩn bị đưa chân châu hồng cho hắn trong lòng vui vẻ vẻ giận dữ trên mặt nhất thời tiêu mất hai phần hắn vội vàng xác nhận với tô mạc già người nói thật không đấy tô mạc già trần thành khẩn nói tự nhiên không dám lừa gạt lý đại nhân hắn chuẩn bị có đi thay người vì lý nguyên dù sao hai viên chân châu hồng cũng là lý nguyên đưa dùng nó để giúp lý nguyên hóa giải xung đột với lý tự nhiên hắn cũng coi như không làm lý nguyên thất vọng rồi lý tự nhiên nghe vậy không khỏi đắc ý nhìn lý nguyên tiểu tử nếu không phải tôi lão cầu tình giúp ngươi ta chắc chắn sẽ khiến ngươi không sống nổi ở cái thành trường an này nưa cha nên trở về nấu cơm thôi lý nguyên đang chuẩn bị nói gì thì đúng lúc này một giọng nói no nớt vang lên ở cách đó không xa chỉ thấy một tiểu cô nương chừng 8 tuổi mặc một bộ váy công chúa màu xanh nước vô cùng đáng yêu đang vẫy tay với lý nguyên tiểu cô nương này đương nhiên là tiểu tê tử nàng xử lý chuyện triều chính xong bèn tới tìm lý nguyên lý tự nhiên thấy tiểu tê tử vẻ mặt ngây ra như phỗng sao tiểu cô nương này trông quen quen vậy dung mạo của nàng thật sự rất giống nữ hoàng bệ hạ lý tự nhiên thân làm quan lớn của phủ nội vụ tự nhiên đã từng thấy tiểu tử mấy lần chỉ là hình tượng của nữ hoàng bệ hạ mà hắn nhìn thấy là mặc kim phượng long bào thần thái uy nghiêm túc mục không nói không cười dáng vẻ của nàng ép đến người xung quanh cũng không dám thở mạnh so với tiểu cô nương gọi cha nấu cơm đáng yêu trước mắt khí chất tranh lệch quá lớn chẳng qua tuy khí chất tranh lệch một trời một vực với nhau nhưng bộ dáng này cũng quá giống đi nhất định là giống nhau như cùng đúc ra từ một khuôn mẫu lẽ nào người này thật sự là nữ hoàng bệ hạ thế nhưng cha của nữ hoàng không phải lý nhị thái thượng hoàng sao sao lại gọi một nam từ trẻ tuổi là cha chứ đột nhiên lý tự nhiên nhớ tới một truyền thuyết truyền lưu đã lâu ở phủ nội vụ nói nữ hoàng bệ hạ có một cha nuôi lúc đầu lý tự nhiên không có coi truyền thuyết đó là thật nhưng giờ đây thấy một màn này lại àm cho hắn không khỏi chần chờ lẽ nào truyền thuyết là thật hoặc là đối phương chỉ có bề ngoài giống nhau mà thôi dù sao thế giới lớn như vậy tìm được hai người có bề ngoài tương tự cũng không phải là không có khả năng đúng không trong lòng lý tự nhiên loạn như ma suy đoán các loại khả năng tô mạc già thấy tiểu tây tử không khỏi nói với lý nguyên nói ta bảo ngươi mang khuê nữ của mình theo ngươi lại không nghe bây giờ còn phải đi về nấu cơm nữa vậy phiền phức chưa lý nguyên giải đối với tô mạc già chủ yếu là nàng chỉ ăn cơm ta làm lúc nói chuyện lý nguyên đã chạy tới bên cạnh tiểu tây tử thuần thục nắm bàn tay nhỏ bé của tiểu tây tử hắn phất tay với tô mạc già sau đó dắt tiểu tây tử rời đi Lúc tiểu tê tử xoay người thì nhìn Lý Tự nhiên một cái thật sâu, ánh mắt thờ ơ, không chút tình cảm nào, tràn đầy uy nghiêm vô tận, giống như là chúng thần bao quát chúng sinh. Lý Tự nhiên chú ý tới ánh mắt của tiểu tê tử, chỉ cảm thấy hai chân mềm nhũn, không chịu khống chế ngã ngồi ở trên mặt đất, trái tim đập nhanh đến sắp nhảy ra khỏi lồng ngực, bởi vì ánh mắt này quả thực giống nhau như đúc với ánh mắt của nữ hoàng bệ hạ. Hiện tại hắn có thể khẳng định, tiểu cô nương gọi cha nấu cơm ấy chính là nữ hoàng tiên đường bệ hạ Cửu Cửu Chí Tôn, người thống trị cao nhất của hoàng thất tiên đường là sự tồn tại vô thường mà tất cả quan viên tiên đường như lý tự nhiên chỉ có thể ngưỡng mộ bởi vì dung mạo thì có thể giống được nhưng cái ánh mắt bễ ngẽ thiên hạ kia không phải là một tiểu cô nương như nàng có thể có được chỉ là sự phát hiện này khiến lý tự nhiên tràn đầy sợ hãi vô biên vô tận mẹ ơi ta thế mà lại uy hiếp cha của nữ hoàng bệ hạ nhớ tới lời uy hiếp của mình đối với lý nguyên trước đó lý tự nhiên không khỏi cảm thấy sợ hãi và tuyệt vọng vô cùng toàn thân không ngừng run rẩy liên tục dùng mình bất luận làm gì cũng không thể khống chế được tại sao ta lại xui xẻo như vậy sao lại đắc tội với thái thượng hoàng thế nỗi lòng lý tự nhiên bị sự hối hận tràn đầy hắn thật sự hy vọng mình có thể trở về quá khứ như vậy thì hắn sẽ không đắc tội lý nguyên mà là sẽ tiến hành quỳ liếm toàn phương vị không góc chết với lý nguyên lúc này sự dị thường của lý tự nhiên dẫn đến sự chú ý của mọi người tất cả mọi người đều có vẻ mặt nghi hoặc nhìn lý tự nhiên co quắp trên mặt đất không rõ đối phương đang bị làm sao thế sao lại nằm ra đó rồi run rẩy cái gì chứ tô mạc già càng khó hiểu hơn không rõ tại sao lý tự nhiên đột nhiên co quắp trên mặt đất rồi hắn đang phát bệnh à bất chấp suy nghĩ nhiều tô mạc già vội vã nâng lý tự nhiên dậy quan tâm hỏi lý đại nhân người làm sao thế có nặng lắm không lúc này lý tự nhiên bằng lòng vốn là nói không ra lời thân thể vẫn như cũ không ngừng run rẩy phía sau mồ hôi lạnh chảy ròng ròng còn phải dựa vào tô mạc già nâng dậy mới có thể đứng ổn tô mạc già hơi thả lòng ra một ít cơ thể lý tự nhiên lập tức chảy xuống đất khiến cho tô mạc già không thể không vẫn luôn dùng sức đỡ lý tự nhiên tô mạc già có chút nóng này cao giọng nói với người hầu bên cạnh lang trung đâu mau đi gọi lang trung Đi lấy một cái ghế tới đây, hắn cảm thấy, có thể là Lý Tự Nhiên đã bị bệnh gì đó, có điều nghe nói Lý Tự Nhiên đã tăng tu vi của mình lên cảnh giới Địa Tiên thông qua việc dùng đan dược, bách độc bất xâm, bệnh không vào người, sao lại có thể bị bệnh được chứ? Tô Mạc Già cảm thấy khó hiểu cực kỳ, một lát sau, cuối cùng Lý Tự Nhiên cũng khôi phục một chút khí lực, nỗi lòng loạn là cũng trở nên tỉnh táo hơn chút, được rồi, việc cấp bách là mau chóng cầu xin tha thứ với nữ hoàng bệ hạ và thái thượng hoàng mới đúng, nếu thái độ của mình thành khẩn nói không chừng nữ hoàng bệ hạ và thái thượng hoàng sẽ tha cho mình không tính toán với mình cho dù có xử phạt cũng sẽ xử phạt nhẹ một tí nghĩ tới đây lý tự nhiên giật mình lập tức bắn dậy từ trên ghế hắn vội vàng nhìn hướng phía lý nguyên và tiểu tê tử may quá hai người còn chưa đi xa lúc này đuổi theo còn kịp xin chờ một chút hắn hô lên rồi muốn đuổi theo nhưng mà đúng lúc này hắn phát hiện tay của mình bị tô mạc già kéo lại người kéo ta làm gì tô mạc già thấy lý tự nhiên đột nhiên tự đứng dậy không khỏi vui mừng quá đỗi chỉ là hắn nghe lý tự nhiên nói lý nguyên và tiểu tê tử đừng đi lo lắng lý tự nhiên muốn gây bất lợi cho lý nguyên nên theo bản năng kéo tay lý tự nhiên lại vẻ mà tô mạc già nịnh nọt nói với lý tự nhiên để ta mang hai viên chân châu hồng đến cho lý đại nhân thưởng thức luôn nhé lý đại nhân theo ta vào nhà không cần phải chấp nhặt với lý nguyên nữa đâu lý tự nhiên nghe tô mạc già muốn đưa chân châu hồng cho hắn nhất thời nhảy dựng từ dưới đất giống như bị điện giật chỉ thấy hắn vội vàng khoát tay nói ta không thưởng thức hai viên chân châu hồng kia nữa chính ngươi giữ đi nếu biết thân phận của lý nguyên rồi hắn làm gì dám lấy chân châu hồng của tô mạc già kia chứ đây không phải là ngại mạng mình quá lớn sao tô mạc giả thấy lý tự nhiên thậm chí ngay cả chân châu hồng cũng không cần cho rằng đối phương đã hạ quyết tâm muốn dạy dỗ lý nguyên trong lòng nhất thời gấp đến độ không được hắn vẫn kéo tay lý tự nhiên không thả nói như vậy sao được hôm nay cho dù thế nào lý đại nhân cũng phải nhận lấy nó lý tự nhiên cũng sắp khóc ta thật sự không thể nhận mà hắn thấy nữ hoàng bệ hạ sắp đi xa bất chấp việc lôi kéo dây dưa với tô mạc già nhanh chóng tránh thoát tô mạc già vội vàng đuổi theo lý nguyên tô mạc già thấy thế cấp đến độ sắp nổi bọt nước bên miệng xem ra lý lão đệ quả thực đã đắc tội lý tự nhiên quắc ác thế cho nên khiến lý tự nhiên vội vàng đi dạy dỗ lý nguyên như vậy phải làm sao mới ổn đây lý lão đệ tốt bụng tới tham gia hôn lễ kết quả lại vì vậy mà chọc tai họa sao ta có thể yên tâm được tống tân dương ở bên cạnh yên lặng nhìn hết thảy bạn đang xem ta thân phận đại đạo bị muội muội đắc kỷ công khai được thuyết minh tại kênh youtube di các phim tuy hắn mới xuyên đến hồng hoang chưa được vài ngày nhưng hắn đã biết được sự khủng bố của vương triều tiên đường đây là một vương triều có thể chấn áp mãi mãi đến nỗi thần tiên đều thần phục lý tự nhiên thân làm cao quản phủ nội vụ của vương triều tiên đường năng lượng mà hắn có có thể tưởng tượng được lý nguyên kia đắc tội người này chỉ sợ là giữ nhiều lành ít xem ra chỉ sợ phải phải xem xét lại đối tượng giao dịch rồi trong lòng tống tân dương âm thầm hiện lên một tia tiếc nuối cái tên cầu nô tài này đúng là đáng chết cũng dám đắc tội cha trên đường trở về tiểu tê tử rất tức tối nói với cha tuy nàng mới đến tô phủ không lâu nhưng chuyện xảy ra giữa lý tự nhiên và lý nguyên bởi vì lý nguyên không có che đậy nên đương nhiên không gạt được cảm giác của tiểu tê tử nếu không lúc rời đi nàng sẽ không dùng loại ánh mắt đó nhìn lý tự nhiên lý nguyên thấy dáng vẻ thở phì phò của con gái không khỏi an ủi chẳng qua là một con run dế nhe răng trợn mắt ở trước mặt ta mà thôi hà tất để ở trong lòng theo cái nhìn của lý nguyên sự uy hiếp của lý tự nhiên đối với hắn giống như một con kiến đang giơ tay muốn uy hiếp thần linh vậy có vẻ ngây thơ mà được cười sao thần linh có thể bận tâm về sự uy hiếp của con kiến cơ chứ tiểu tê tử tuy hắn là con kiến hôi thế nhưng đắc tội cha thì vẫn không được sau khi trở về ta sẽ an bài một kết cục tốt cho hắn lý nguyên nhún vai vẻ mặt không sao cả bởi vì ngoại trừ số ít mấy người ra cái khác hắn không quan tâm vận mệnh của những người khác cho lắm bịch đúng lúc này lý tự nhiên cuối cùng cũng đuổi kịp sau đó không chút do dự quỳ xuống trước mặt lý nguyên và tiểu tây tử còn chưa mở miệng cũng đã đổ mồ hôi đầm đìa sợ hãi hầu như muốn tôn ra con người của hắn soạt đám người tô mạc ra tống tân dương tống lão đầu thấy sau khi lý tự nhiên đuổi kịp lý nguyên rồi vẫn không có động thủ công kích mà là trực tiếp quỳ xuống trước mặt lý nguyên ai nấy đều cả kinh đến rất cả trong mắt xuống đất mọi người há hốc miệng rất lâu sau vẫn chưa thể khép lại được nét mặt tràn đầy vẻ khó tin thật lâu vẫn không thể hoàn hồn thật sự là cảnh nên quá nằm ngoài dự đoán của mọi người đại gia nằm mơ cũng không nghĩ tới trước một giây còn hùng hổ nói muốn nghiêm khắc giáo huấn lý nguyên lý tự nhiên đảo mắt liền cho lý nguyên quỳ xuống a à, quá đột ngột rồi một chút điểm báo trước cũng không có đây là có chuyện gì xảy ra thế không phải lý đại nhân muốn đi dạy dỗ lý lão đệ sao đúng vậy cho dù không dạy dỗ thì cũng không cần quỳ xuống vậy đi đây rốt cuộc là sao vậy lý đại nhân là bị hóa điên à tiểu nhân có mắt không chồng mạo phạm hai vị lão tổ tông xin hai vị lão tổ tông thứ tội vẻ mặt lý tự nhiên cầu xin khẩn khoản nói với lý nguyên và tiểu tây tử nói xong lý tự nhiên dập đầu không ngừng cái chán đập trên nền đất làm nát cả phiến đá xanh rêu hắn cũng coi như là con cháu hoàng thất nếu không đã không có tư cách tiến vào phủ nội vụ cho nên mới phải gọi tiểu tây tử là lão tổ tông chẳng qua hắn là đời sau rất xa rất xa nữa của lý nhị hơn nữa còn là dòng thứ chi thứ đám người tô mạc già tống tân dương nghe lý tự nhiên gọi lý nguyên và tiểu tê tử là lão tổ tông còn mở miệng cầu xin tha thứ vẻ mặt càng thêm nghệt ra với cái dáng vẻ non nớt đó của tiểu tê tử mà lại gọi là lão tổ tông mọi người càng khẳng định chỉ sợ lý tự nhiên đã thực sự hóa điên cái này cũng quá đột nhiên đi tiểu tê tử nhìn lý tự nhiên cầu xin tha thứ vẻ tức giận trên mặt không có vì vậy mà biến mất nàng cười lạnh nói ngươi đúng là giỏi thật đấy trước đây những người các ngươi len lén buôn bán linh đan trong cung ta mặc kệ các ngươi không ngờ ngươi thậm chí ngay cả cha ta cũng dám uy hiếp cảm nhận được lãnh ý của nữ hoàng bệ hạ lý tự nhiên sợ đến cơ thể run như cây sấy mồ hôi đã sớm làm ướt tóc hắn tiểu nhân biết sai rồi tiểu nhân cũng không dám nữa xin lão tổ tông nể tình tiểu nhân là huyết mạch của lý thị có thể cho tiểu nhân cơ hội sửa đổi làm lại cuộc đời lần nữa lúc này lý tự nhiên đã kinh hoàng đến mức mất hết hồn vía chỉ biết không ngừng cầu xin tha thứ dập đầu muốn dập tắt lửa giận của nữ hoàng bệ hạ tiểu tê tử lãnh đạm nói đừng ở đó làm xấu hổ thêm cho hoàng thất nữa chính ngươi trở về tự sát đi bên trong cơ thể ngươi không xứng chảy xuôi huyết mạch của lý thị nói xong nàng không để ý tới lý tự nhiên nữa kéo bàn tay dài rộng của cha rời đi chỉ để lại lý tự nhiên quỳ trên mặt đất rất lâu sau vẫn không đứng dậy giống như là mất hồn lại không đứng lên được nữa mà lý nguyên từ đầu đến cuối đều có vẻ bình tĩnh như nước ánh mắt nhìn lý tự nhiên giống như nhìn một người xa lạ không có chút quan hệ nào đám người tô mạc già tống tân dương nghe xong phương đối thoại đột nhiên hiểu ra hình như không phải lý tự nhiên bị hóa điên đâu mà là thật sự rất sợ tiểu tây tử hơn nữa nghe giọng điệu của tiểu tây tử có vẻ nàng là người trong hoàng thất đại đường đồng thời có địa vị cực cao trong hoàng thất nếu không thì nàng sẽ không nói đã sớm biết đám người lý tự nhiên đang len lén bắn linh đan của hoàng thất mà lý nguyên là cha của tiểu tây tử nói như vậy lý nguyên cũng là thành viên của hoàng thất à hơn nữa địa vị còn cao vô cùng hèn gì hắn có thể tùy ý lấy ra hai viên châu châu hồng lớn bằng quả trứng gà làm quà tặng hèn gì hắn không đặt lời uy hiếp của lý tự nhiên ở trong lòng thì ra hắn là thành viên hoàng thất tô mạc già đột nhiên cảm thấy mọi chuyện đều có thể nghĩ thông suốt hắn không ngờ mình thế mà lại vô tình kết giao với một vị thành viên hoàng thất có địa vị tôn quý như thế còn xưng huynh gọi đệ với đối phương nữa mình cũng quá may mắn đi tống tân dương ở một bên trong mắt càng thêm lập lòe hắn đã không kịp chờ đợi muốn kết giao với lý nguyên còn có tiểu cô nương kia thực sự rất cun cool, rất ngầu bệ nghệ thiên hạ quyền xanh sát trong tay kết ngôn cửu đỉnh giống như là nữ vương So với dáng vẻ ngoan ngoãn đáng yêu gọi cha nấu cơm lúc bình thường hoàn toàn là hai thái cực, vào lúc ban đêm, Lý Tự Nhiên tự bạo nguyên thần mà chết ở trong nhà mình. Hôm sau, phủ Nội vụ Hoàng thất đại đường bắt đầu điều tra chuyện Lý Tự Nhiên trộm bán linh đan trong cung, vì thế liên lụy ra không ít quan viên của phủ Nội vụ. Tiểu Tê Tử coi như là nhờ vào đó được vỡ tình huống mục nát của phủ Nội vụ. Thật ra phủ Nội vụ chủ yếu phụ trách Lý Nhị, Trưởng Tôn vô cấu cùng với đích hệ tử Tôn hoàng tộc bên ngoài. Tình huống trong hoàng cung Tiểu Tê Tử không thuộc về chức trách của phủ Nội vụ nguyên nhân Lý Tự Nhiên tự sát cũng được tuyên bố là bởi vì chuyện trộm bán linh đàn bại lộ cho nên sợ tội tự sát đương nhiên những người trong cuộc giống như tô mạc già tống lão đầu tống tân dương biết rõ ràng nguyên nhân thực sự hơn nữa sau khi bọn họ phát hiện rất nhiều quan viên của phủ nội vụ đều bị hỏi tội thì không khỏi trở nên càng thêm kính nể và hiếu kỳ đối với địa vị trong hoàng thất của cha con lý nguyên thế mà có thể tạo thành ảnh hưởng to lớn như vậy đối với phủ nội vụ toàn bộ được cấu thành từ thành viên hoàng thất cái này e là chỉ có người ở địa vị cao mới có thể làm được đi lý lão đệ châu bò ngày thứ năm sau hôn lễ Tô Mạc già xử lý xong hôn lễ xong bèn không kịp chờ đợi mang theo cháu gái cháu rời đến trà lâu tìm Lý Nguyên chơi cờ. Lý Nguyên đã đang xem hí ở trà lâu, Tống lão đầu tự nhiên cũng ở một bên. Tô Mạc già nhìn Lý Nguyên, rất là cảm khái, "Lý lão đệ, người lừa ta khổ thật đấy." Vẻ mặt Lý Nguyên khó hiểu, "Ta lừa ngươi cái gì?" Tô Mạc già, "Ngươi rõ ràng là thành viên hoàng thất, sao lại không nói trước tiếng nào cả vậy, để cho mọi người chuẩn bị tâm lý trước cũng được mà." Lý Nguyên lắc đầu nói, "Ta không phải thành viên hoàng thất." Tống lão đầu không nhịn được chen lời, "Ngươi đừng có mà chối nữa." ta chính tai nghe được lý tự nhiên gọi các ngươi là lão tổ tông còn nói là huyết mạch hoàng thất điều này có thể giả được chắc lý nguyên giải thích ta không có phủ nhận ta thật sự không phải chẳng qua là con gái nuôi của ta là người trong hoàng thất mọi người vô cùng kinh ngạc tô mạc giả bất ngờ nói thì ra tiểu tây tử là con gái nuôi của ngươi à lý nguyên gật đầu nói ừ vẻ mà tô mạc giả có chút dại ra không ngờ sự thật lại là thế này có điều như vậy cũng giải thích nghi ngờ trong lòng hắn đó chính là vì sao lý tự nhiên biết tiểu tây tử lại không biết lý nguyên nếu như nói lý nguyên chỉ là cha nuôi của một thành viên hoàng thất thì có thể hiểu được có điều nếu tiểu Tê tử là thành viên hoàng thất vậy thì tại sao lại nhận một người ngoài làm cha nuôi thế chỉ là vấn đề này liên quan đến việc tư tô mạc già không tiện hỏi kỹ đáng tiếc lý tự nhiên đã tự sát vải vân xa của tô gia không bán vào hoàng thất được sẽ tạo thành tổn thất cách dù hay là lý tiểu hữu dẫn tiến cho tô mạc già dùng giọng điệu đùa dẫn thử dò xét lý nguyên lý nguyên cười nhạt ta không can thiệp chuyện của hoàng thất tô mạc già đỏ mắt nói nếu hôm nay ta chơi cờ thắng ngươi ngươi dẫn tiến cho ta nhé lý nguyên còn chưa mở miệng tống lão đầu đã cười nói với tô mạc già tô lão đầu ngươi xác định người có thể thắng được lý tiểu hữu à tô mạc già tự tin cười ta không thắng được có điều con rể ta là một cao thủ cờ vây đấy ta có lòng tin với con rể của ta thật hay giả thế tống lão đầu có chút hoài nghi nhìn tống tân dương tống tân dương mỉm cười vẻ mặt chấn định tự nhiên không hề có chút trở dạ nào tô mạc già tự tin nói thật hay giả kế tiếp sẽ biết thôi hắn đúng là vô cùng tin tưởng với tài chơi cờ của con rể mình ngay ngày hôm qua hắn chơi cờ với tống tân dương kết quả chưa hai mươi mấy ván hắn đều thua liên tiếp hơn nữa bị bại vô cùng triệt để hoàn toàn phong cách chơi cờ của tống tân dương quỷ dị mới lạ không thể tưởng tượng nổi kịch bản vô cùng nằm ngoài dự đoán mọi người rồi lại có thể phát huy ra kỳ công không thể tưởng tượng được tô mạc già hoàn toàn không thể ngăn cản lúc này đã bị tài đánh cờ của con rể mình thuyết phục ngày hôm nay sở dĩ hắn mang tống tân dương đến đây chính là muốn cho tống tân dương đánh cờ cùng với lý nguyên nhìn xem tài đánh cờ của ai cao hơn ngon mà không ngấy nhạt mà lâu dài dư vị vô cùng hình như tâm tư đều trở nên nhạy bén mấy phần tống tân dương cũng được xem là đã uống không ít loại trà nổi tiếng mấy ngày trước bởi vì giải quyết nguy cơ cho tô gia nên tô mạc già còn tặng hắn mấy lượng linh trà vô cùng quý giá nếu như có thể từ đó mà khiến cho lý nguyên nói với hoàng thất dùm khiến cho tô gia tiếp tục cung ứng thương nghiệp cho hoàng thất thì càng hoàn mỹ tống lão đầu thấy tô mạc già tự tin cũng không khỏi bị gợi lên lòng hiếu kỳ hắn kích động nói với lý nguyên lý lão đệ mau đồng ý với hắn đi xem hắn đến cùng có bản lãnh gì tô mạc già cũng kích tướng lý lão đệ người có dám không Lý Nguyên nhún vai, cái này có gì mà không dám. Thấy Lý Nguyên đáp ứng, Tô Mạc già không khỏi vui mừng quá đỗi, hắn vội vã đẩy Tống Tân Dương tới chỗ ngồi, vỗ vai cháu rể khích lệ, "Tân Dương, cố chơi đi nha, chơi thắng rồi ra ra có phần thưởng trong người." Vẻ mặt Tống Tân Dương ung dung nói với Lý Nguyên, "Lý công tử, mời chọn quân cờ." Lý Nguyên chọn cờ trắng, để Tống Tân Dương hạ cờ trước, hạ cờ trước thì có ưu thế hơn. Tống Tân Dương lại không có nóng lòng hạ cờ, chỉ thấy hắn lấy ra một chiếc kính mắt từ trong tay áo, đeo trên sống mũi cặp mắt kính này khác với kính mắt phổ thông tràn đầy cảm giác công nghệ cao còn có mấy sợi dây nữa đây là sản phẩm công nghệ cao tống tân dương mang đến từ thế giới của hắn cặp mắt kính này thật ra là một chiếc kính mắt trí năng kết nối được với mạng có công năng lướt video gọi thoại vân vân có thể khống chế màn hình thông qua việc cảm ứng đồng tử mà thấu kính của mắt kính thật ra là một màn hình sở dĩ tống tân dương có thể đánh cờ thắng tô mạc giả chính là dựa vào sự trợ giúp của chiếc mắt kính trí năng này trong chiếc mắt kính này hắn tải một phần mềm trò chơi cờ vây Trung tâm của phần mềm trò chơi cờ vây này do hệ thống trí năng thao tác, gần như bao trùm tất cả bố cục kịch bản trong cờ vây. Nhân loại căn bản không phải là đối thủ của phần mềm trò chơi này. Lý Nguyên thấy thao tác của Tống Tân Dương, suýt chút nữa bật cười thành tiếng. Ăn gian một cách trắng trợn luôn ấy nhỉ? Lại còn coi hắn là đồ nhà quê cái gì cũng không hiểu à? Tống lão đầu thấy kính mắt của Tống Tân Dương, tức khắc cảm thấy rất chi là kỳ quái. Hắn tò mò hỏi, người lấy cái gì ra thế? Đeo lên mặt làm gì? Tống Tân Dương mặt không đổi sắc nói, cái này gọi là kính mắt, bởi vì trước đây hay thức đêm đọc sách, cho nên mắt ta có hơi cận thị đây là một vật nhỏ mà ta phát minh ra có thể làm tăng thị lực của ta tống lão đầu gật đầu hắn có chút không hiểu nói mặc dù phát minh này không tệ nhưng mà bị tật ở mắt thì đi tìm bác sĩ trị liệu là được rồi sao phải đeo cặp kính này ảnh hưởng đến mỹ quan thế tống tân dương hắn nghe thấy lời nghi hoặc của tống lão đầu cũng không biết nên giải thích thế nào đúng vậy phát minh tu tiên của thế giới này vô cùng phát triển thần tiên có mặt ở khắp nơi tu sĩ quá nhiều trị liệu tật cận thị hẳn là rất đơn giản đi tại sao còn phải cố sức phát minh ra chiếc kính mắt thế tống tân dương đều sắp đổ mồ hôi lạnh luôn hắn mỉm cười xấu hổ cái khó ló cái khôn nói bởi vì ta vô tình phát hiện chiếc mắt kính này có thể chữa được cận thị với lại vãn bối nhà nghèo cho nên mới không mời bác sĩ trị liệu bệnh vạch mắt lão đầu gật đầu hắn cũng chỉ tùy tiện hỏi thôi cũng không có suy nghĩ nhiều tống tân dương thấy tống lão đầu tin không khỏi âm thầm thở phào nhẹ nhõm chỉ là hắn đột nhiên chú ý tới vẻ mặt của lý nguyên cứ cười như không cười trông có chút kỳ quái chơi cờ chính thức bắt đầu tống tân dương hạ cờ trước sau đó hắn căn cứ vào nước cờ mà trí não trò chơi cờ vây bày ra để đánh cờ với lý nguyên tốc độ đặt cờ của hai người đều rất nhanh giống như là không suy nghĩ vậy tô mạc già và tống lão đầu nhìn mà không chuyển mắt hô to đặc sắc lúc mới bắt đầu vẻ mặt tống tân dương tràn đầy tự tin có vẻ như định liệu trước dù sao trí não cờ vây đã là trải qua vô số năm thực tiễn ở mẫu tinh mới mấy năm sau khi trí não cờ vây sinh ra thì đã không có ai có thể đánh thắng được trí não cờ vây rồi bây giờ trải qua mấy chục năm tiến hóa kỹ thuật của trí não cờ vây không biết mạnh hơn nhân loại gấp bao nhiêu lần thắng được lý nguyên đây không phải là chuyện dễ như trở bàn tay sao mọi người xem ta là màu là được nhưng mà chỉ mới qua hơn khoảng 40 giây vẻ tự tin trên mặt tống tân dương đã biến mất trở nên cao mày vẻ mặt nghiêm túc bởi vì hắn phát hiện cục diện trên bàn cờ thế mà lại trở nên có chút bất lợi với hắn cờ trắng mà lý nguyên chấp trường đã hơi chiếm cứ ưu thế lẽ nào đây là bố cục đặc biệt gì mà trí não bày ra à bạn đang xem ta thân phận đại đạo bị muội muội đắc kỷ công khai được thuyết minh tại kênh youtube di các phim đúng thế nhất định là như vậy tống tân dương tự an ủi bản thân trước đây cũng không phải không có xuất hiện tình huống nhân loại tạm thời vượt lên đầu nhưng thật ra đây chỉ là trí não đang bố trí mà thôi hai người tiếp tục hạ cờ một phút sau trên trán tống tân dương đổ một tầng mồ hôi lạnh thật mỏng cũng không tự biết lúc này thế cục của cờ đen mà hắn chấp trưởng càng thêm nguy hiểm trên bàn cờ phần lớn đã là thiên hạ của cờ trắng ưu thế của cờ trắng bắt đầu đã hết sức rõ ràng rồi lòng tin của tống tân dương đối với trí não cờ vây không khỏi bắt đầu sinh ra dao động đều có thế cục này rồi trí não cờ vây thực sự còn có thể lật bàn được sao chẳng lẽ trí não muốn thua a à? hai người tô mạc già và tống lão đầu đứng xem chiến ở một bên lại cảm thấy ván này đã không còn bất ngờ gì nữa tống tân dương bại cục đã định không thể cứu vãn điều này làm cho tô mạc già rất chi là thất vọng không ngờ ngay cả tống tân dương cũng không phải đối thủ của lý nguyên lại còn bị bại nhanh như vậy tống tân dương lại kéo dài hơi tàn trong chốc lát cuối cùng không còn nước đi nào nữa chỉ đành phải đầu hàng điều này làm cho tống tân dương rất là ngớ người chỉ cảm thấy phi thường không chân thật hắn không ngờ mình lại là màu thất bại trí não thế mà lại bại bởi lý nguyên phải biết rằng coi như là mẫu tinh lên các giới cờ vây quán quân cũng không phải trí não đối thủ từ sau khi phép tính của trí não cờ vây thành thục tất cả khoa học gia đều công nhận không ai có thể chiến thắng trí não cờ vây không nghĩ tới ngày hôm nay quy luật này thế mà lại bị đánh vỡ lý nguyên trở thành người thứ nhất chiến thắng trí não cờ vây trong mấy chục năm gần đây hơn nữa vẫn là chiến thắng trí não cờ vây trong thời gian cực ngắn tại sao tài đánh cờ của lý nguyên lại kinh khủng như vậy chứ hay là bởi vì trí não cờ vây không thích ứng với đặc điểm chơi cờ của lý nguyên cho nên mới làm cho lý nguyên may mắn chiến thắng có phải chỉ cần làm cho trí não cờ vây thích ứng với đặc điểm của lý nguyên là có thể chiến thắng lý nguyên không? đầu óc tống tân dương loạn cao cao, trong lúc nhất thời không thể nào chấp nhận được kết quả thất bại, tống lão đầu cười nói với tô mạc già: xem ra tài đánh cờ của cháu rể ngươi còn bằng lý lão đệ nữa, ngươi đánh cược thua rồi. tô mạc già có chút chưa từ bỏ ý định nói là trạng thái của tân dương không tốt, ảnh hưởng phát huy, chỉ cần đánh mấy lần là hắn nhất định có thể chiến thắng lý nguyên. hắn nhắc nhở cháu rể: ngươi đừng đánh nhanh như vậy, làm cho lý nguyên băng nghiệp. trước khi hạ cờ hẳn là phải suy tính nhiều chút nhưng tống tân dương lại không tiện giải thích phản ứng của trí não cờ vây nhanh như vậy hắn có suy nghĩ hay không thật ra cũng không có gì khác biệt ngược lại hắn hạ cờ nhanh còn có thể giảm bớt thời gian suy nghĩ của lý nguyên điều này càng có lợi cho hắn đáng tiếc vẫn là thua sau đó tống tân dương lại đánh thêm mấy ván với lý nguyên kết quả điều khiến tống tân dương sụp đổ là hắn vẫn bại hơn nữa còn bại không có chút sức chống cự nào từ đầu đến cuối hắn đều không chiếm được chút ưu thế nào trí não cờ vây cũng không thể cải thiện phép tính có thêm tiến bộ khi đánh máy ván với lý nguyên Tống Tân Dương thật lòng không phục kỳ nghệ của Lý Nguyên, nếu đặt người này ở mẫu tinh thì sẽ là thánh cờ, không biết sẽ gây ra bao nhiêu chấn động. Tô Mạc Già ở bên cạnh thấy cháu rể không phải là đối thủ của Lý Nguyên thì có vẻ rất thất vọng, xem ra không cách nào đánh bại Lý Nguyên trên mặt cờ vây, xem ra Tô gia không thể tiếp tục cung cấp vải vóc cho phủ nội vụ nữa, lại đánh thêm mấy ván, Tống Tân Dương hoàn toàn từ bỏ ý định tiếp tục chơi cờ với Lý Nguyên, hắn cảm thấy không phải bản thân đang chơi cờ, mà là đang chúc khổ, hy vọng chiến thắng Lý Nguyên, hắn không nhìn thấy một chút nào, thua đến mức tuyệt vọng, tống tân dương suy nghĩ một lúc lập tức đề nghị lý nguyên kỳ nghệ của lý công tử vô song tại hạ không phải là đối thủ chẳng qua hiện tại chúng ta có bốn người mà cơ vây chỉ dành cho hai người chơi hai người còn lại chỉ có thể nhìn hay là chúng ta chơi lại lần nữa chúng ta có thể chơi bốn người cùng lúc trò chơi gì lý nguyên uống một ngụm trà khổ đinh trong trà lâu cười hỏi tống tân dương tô mạc già cũng tò mò nhìn cháu rể không biết cháu rể muốn làm cái gì tống tân dương nói trò chơi này tên là bài tú lơ khơ khóe miệng của lý nguyên co giật không nói nên lời Tống Tân Dương vốn không biết tâm trạng lúc này của Lý Nguyên, hắn tiếp tục giới thiệu cách chơi bài Tú Lơ Khơ. Nghe hắn giới thiệu xong, Tô Mạc già và Tống lão đầu đều rất vui mừng, có vẻ mặt nóng lòng muốn thử. Trò chơi này nghe cũng có chút thú vị, còn có thể cho nhiều người chơi một lúc, hay là chúng ta thử xem sao? Tống lão đầu nói. Tô Mạc già gật đầu, có thể thử xem sao. Ý của Lý công tử thế nào? Tống Tân Dương hỏi Lý Nguyên. Lý Nguyên gật đầu, dù sao đều là giết thời gian, chơi cái gì cũng giống nhau thôi. Tô Mạc già thấy Lý Nguyên đồng ý thì không khỏi mừng thầm. Cầu vây không phải là đối thủ của ngươi thì bài tú lơ khơ ngươi không phải là đối thủ của ta tống tân dương lấy ra một bộ bài hỏi mọi người đã nhớ rõ hết quy tắc chưa rõ rồi tô mạc già và tống lão đầu vội vàng nói lý nguyên cũng gật đầu cho nên trò chơi chính thức bắt đầu tống tân dương tìm một người hầu đến chưa bài đáng tiếc là nam nhân nên không có chút gợi cảm nào cả nhưng sau nhiều vòng bài tú lơ khơ tống tân dương lại lần nữa tự ti bạc trên người hắn và tô mạc già tống lão đầu đều bị lý nguyên thắng sạch lý nguyên hoàn toàn không giống người mới chơi trong quá trình đánh bài hắn điêu luyện như một thánh cờ bạc sao lại như vậy chứ tống tân dương nghĩ không ra rõ ràng bài tú lơ khơ là thế mạnh của hắn lý công tử có phải bộ não của tu sĩ mạnh hơn người bình thường không bỗng nhiên tống tân dương mở miệng hỏi lý nguyên hắn suy đoán sở dĩ lý nguyên có thể hoàn toàn thắng trí não cờ vây cùng với bài tú lơ khơ có phải có liên quan đến việc thân phận của lý nguyên là tu sĩ liệu có phải chỉ số thông minh của tu sĩ sắp vượt qua người bình thường lý nguyên gật đầu nói đương nhiên sau khi tu luyện thì trí nhớ dung lượng não tốc độ tư duy đều sẽ được nâng cao tương ứng chắc chắn không phải người bình thường có thể so sánh được tống tân dương nghe vậy trong lòng không khỏi hướng về tu luyện xem ra phải nhanh chóng kéo gần quan hệ với lý nguyên để đạt được ít tài nguyên tu luyện từ trong tay lý nguyên thôi tống tân dương không khỏi nhớ đến kế hoạch kinh doanh của mình mấy ngày kế tiếp tống tân dương thường xuyên đi gặp lý nguyên với tô mạc già chuẩn bị làm thân với lý nguyên cùng lúc này hắn vẫn âm thầm quan sát lý nguyên đoán sở thích của lý nguyên để nhằm vào sở thích của lý nguyên trở về mẫu tinh mua nguyên liệu tương ứng trải qua một phen quan sát và nói bóng nói gió, Tống Tân Dương đã tổng kết mấy sở thích của Lý Nguyên ở trong lòng: thích hưởng thụ, thích giải trí, thích món ngon, thích uống trà, thích đọc tiểu thuyết, thương con gái. Chỉ cần có sở thích, vậy thì dễ làm rồi. Tống Tân Dương vui vẻ suy nghĩ. Ngoại trừ tiếp xúc với Lý Nguyên thì Tống Tân Dương còn ra tay giải quyết nguy cơ Tô Gia cho thê tử mấy lần. Bởi vì lúc trước Tô Gia tích chữ một lượng lớn vải vóc, nhưng Lý tự nhiên tự sát, vải vóc của Tô Gia không thể tiếp tục cung ứng cho Hoàng thất nữa, nên những vải vóc này bị kẹt lại trong tay hơn nữa sau khi mất đi tư cách là nhà cung cấp vải danh tiếng vải vóc của tô gia cũng bị ảnh hưởng việc kinh doanh của tiệm vải bởi vậy mà giảm xuống tô thiền ngữ là người nắm giữ thương nghiệp tô gia bởi vậy rất sốt ruột nhưng lại không có cách nào ổn thỏa lúc này tống tân dương lập tức đứng ra cho tô thiền ngữ một chủ ý đó là làm y phục thành phẩm với phong cách trang trí hiện đại mở cửa tiệm y phục xây dựng thương hiệu riêng cho bọn họ huấn luyện người bán hàng thói quen của đám người thế giới này vẫn là mua vải sau đó mời tú nương hoặc là tự may y phục cửa tiệm chuyên bán y phục may sẵn vốn không nhiều hơn nữa phong cách thiết kế cũng rất đơn giản không đẹp tô thiền ngữ vừa mới bắt đầu vốn không đồng ý với đề nghị của tống tân dương cảm thấy người có thân phận địa vị sẽ không mua y phục may sẵn nhưng sau khi tống tân dương lấy ra mấy bộ trang phục tự thiết kế thật ra là mấy bộ y phục nam nữ cổ trang tinh xảo mà hắn mua ở mẫu tinh hơn nữa còn quy mô hóa thương hiệu hóa lợi ích của trang phục may sẵn cho tô thiền ngữ nghe khiến nàng không khỏi động lòng nên đã quyết định thử không ngờ sau khi cửa tiệm y phục may sẵn mở ra bởi vì trang trí mới lạ phục vụ đặc biệt trải nghiệm thử y phục trực quan nên đã thu hút ánh mắt của vô số nữ nhân trong thành trường an mỗi ngày khách hàng nữ của cửa tiệm y phục tô ra đều không ngừng đến có thể nói là khiến thành trường an sôi trào mà tống tân dương cũng dựa vào hành động này đứng vững gót chân ở tô ra được mọi người nhìn với cặp mắt khác vốn không phân biệt đối xử vì thân phận con rể chỉ là thành công cực lớn của cửa tiệm y phục tô ra đã nhanh chóng tạo nên làn gió mới trên thị trường nhà buôn vải khác cũng bắt chước phong cách của tô Gia, bắt đầu mở tiệm y phục trong số nhà buôn vải bắt trước cửa tiệm của tô gia không thiếu những đại gia có thực lực hùng hậu mở cửa tiệm y phục trang trí còn xa hoa hơn cả cửa tiệm của tô gia thiết kế kiểu dáng y phục còn đẹp hơn cả tô gia do đó khiến việc làm ăn của tô gia bị ảnh hưởng không nhỏ tô Thiển ngữ bất lực trước chuyện này chỉ có thể lo lắng không thôi thấy thê tử có khó khăn tống tân dương lần nữa ra tay hắn chỉ điểm thê tử thiết kế y phục victoria secret tiên đường hơn nữa còn mời nữ tử thanh lâu đi biểu diễn thời trang hành động này lập tức tạo thành chấn động kịch liệt ở thành trường an Thương hiệu nổi tiếng Victoria's Secret tiên đường một lần đã thành công, trong thời gian dài đều cung không đủ cầu, hơn nữa còn trở thành đề tài nói chuyện sai xưa của mọi người sau bữa cơm. Năng lực thương mại của Tống Tân Dương lần nữa được tô ra tán thành. Hơn nữa, Tống Tân Dương chẳng những giả vờ trên mặt thương mại, hắn còn dùng đủ loại đồ chơi từ mẫu tinh đến lấy lòng nịnh nọt đám người tô thiền ngữ, tô mạc già, từ đó dần chiếm được trái tim tô thiền ngữ. Hơn nữa còn được tô mạc già tán thành, cung cấp lợi ích rất lớn cho sinh hoạt của tô gia. Mà tất cả những điều này, Tống Tân Dương chỉ tiện tay làm, vốn không hao phí quá nhiều tinh lực của hắn tinh lực chủ yếu của hắn vẫn là đặt trên việc làm thế nào để công lực lý nguyên theo hắn thấy vẫn là tu luyện thành tiên trường sinh bất lão mới là chuyện chính những việc buôn bán khác chỉ là con đường nhỏ trải qua khoảng thời gian tiếp xúc này tống tân dương và lý nguyên đã rất thân thiết tống tân dương cảm thấy đã đến lúc tiến hành thăm dò lý nguyên bước đầu tiên vì thế hôm nay hắn mang theo mấy món đồ đặc biệt mua cho lý nguyên từ mẫu tinh đi đến một khách điếm đây là lần đầu tiên hắn đến thăm lý nguyên hắn không ngờ lý nguyên lại mở khách điếm còn hẻo lánh như vậy sở thích này cũng khá đặc biệt đó tống tân dương đi vào khách điếm hắn nhìn thấy lý nguyên ở vị trí quầy chỉ thấy lý nguyên đang ngồi trên ghế chăm chú xem một quyển sách tuy chỉ là đọc sách đơn giản nhưng dựa vào dung mạo tuấn lãng khí chất bất phàm của lý nguyên khiến cho cảnh tượng hắn đọc sách trông rất đẹp siêu phàm xuất trần giống như tiên hạ phàm tống tân dương là nam nhân nhưng trong lòng cũng không khỏi ngưỡng mộ diện mạo và khí chất của lý nguyên nếu ta có diện mạo và khí chất này vậy thì đã quá hoàn toàn không cần lấy lòng tô thiền ngữ chỉ sợ tô thiền ngữ muốn ngừng mà không được hắn nhẫn nhịn cảm khái nhanh chóng nhìn lướt qua hoàn cảnh bên trong khách điếm ừm tuy trông bình thường cũng không xa hoa nhưng quét dọn lại rất sạch sẽ lý công tử ta đến tìm ngươi đây mạo muội đến thăm không làm phiền ngươi chứ tống tân dương bất chấp đánh giá khách điếm vội vàng vẫy tay nói với lý nguyên lý nguyên nhìn thấy tống tân dương không khỏi cười nhạt đặt tiểu thuyết trong tay xuống dù sao thì ngày ngày ta đều rảnh rỗi nên không tính là quấy giày hắn chỉ vào ghế trước quầy chào hỏi một câu ngồi đi tống tân dương ngồi trên ghế Đặt cái hộp mật mã trong tay ở bên cạnh chân, hộp mật mã này cũng là hắn mang đến từ mẫu tinh, bên trong chứa đựng mấy thứ dùng để dụ dỗ Lý Nguyên. "Ngươi không đi thiết kế Victoria Secret tiền đường của ngươi, sao lại rảnh rỗi tới tìm ta?" Lý Nguyên biết rõ còn hỏi. Tống Tân Dương kinh ngạc nói, "Sao ngươi biết Victoria Secret là do ta thiết kế? Chuyện hắn tạo ra Victoria Secret chỉ có Tô Thiền Ngữ và mấy người Tô gia biết, người ngoài luôn cho rằng y phục Victoria Secret là do Tô Thiền Ngữ thiết kế, dù sao nếu truyền ra ngoài Victoria Secret là do một đại nam nhân như hắn thiết kế, thì ảnh hưởng sẽ không tốt đúng không? bởi vậy dù là tô mạc già cũng sẽ không nói chuyện này cho lý nguyên. nhưng hắn không ngờ lý nguyên lại biết, lẽ nào ngươi cũng đi xem show Victoria Secret? về mà tống tân dương xấu xa nhìn lý nguyên, người cùng lý tưởng, lý nguyên thản nhiên nói, ta không đi xem, nhưng ta là tu sĩ, chút chuyện này đương nhiên không giấu được ta. tống tân dương nghe lý nguyên giải thích, trong lòng không khỏi kinh ngạc, vậy mà suy đoán ra được sao? vậy hắn còn biết suy đoán cái gì nữa? không lẽ ngay cả thân phận người xuyên không của ta cũng có thể đoán ra? nghĩ đến đây, tống tân dương không khỏi hoảng sợ, hắn vội vàng an ủi bản thân nói đừng tự mình dọa mình, chắc chắn lý công tử không tính toán được, nếu không chỉ sợ hắn đã sớm vạch trần thân phận của ta. sau khi tự an ủi bản thân một phen, cuối cùng tống tân dương cũng khôi phục lại bình tĩnh, hắn ổn định tinh thần, lộ ra nụ cười mà nam nhân đều hiểu, nói với lý nguyên, không ngờ lý công tử cũng chú ý đến buổi biểu diễn Victoria Secret tiên đường, có muốn ta tặng ngươi mấy chục bộ y phục Victoria Secret không? nói xong hắn còn chớp mắt có dáng vẻ hèn mọn lý nguyên mỉm cười lắc đầu từ chối không cần không có hứng thú không có hứng thú tống tân dương nghe vậy vẻ mặt lập tức hiện lên sự kinh ngạc hắn dùng giọng điệu đùa giỡn khoa trương hỏi lý nguyên đừng nói với ta là ngươi không có hứng thú với nữ nhân đó lý nguyên cười nói chỉ là không hứng thú với y phục victoria secret người thiết kế không thưởng thức nổi bạn đang xem ta thân phận đại đạo bị muội muội đắc kỳ công khai được thuyết minh tại kênh youtube di các phim tống tân dương hắn bất đắc dĩ nói ta bị đà kích rồi Lý Nguyên thật sự không cảm thấy y phục Victoria Secret có cái gì đẹp mắt, ngược lại, hắn càng thích trang phục nữ hầu do thực sửa thiết kế, với váy lô ly muội muội thiết kế, tay áo nghe thường mà hàng Nga thiết kế. Lý Nguyên uống một ngụm trà thơm, hắn chỉ vào bộ dụng cụ uống trà trên quầy, nói với Tống Tân Dương, muốn uống thì tự rót. Tống Tân Dương cũng không khách sáo với Lý Nguyên, lập tức rót một chén trà, uống một ngụm cạn sạch, sau đó kinh ngạc mở to hai mắt, không thể tưởng tượng nổi nói, đây là trà gì vậy? Thơm quá, nói là có thể cải thiện thể chất, tăng cường gân cốt, hương vị lưu lại lâu, cả người thoải mái, nhưng so sánh với nước trà lúc này thì hương vị của linh trà hoàn toàn không đáng nhắc tới, trà thơm ngon như vậy là lần đầu tiên hắn được uống, chỉ sợ trà này không phải là loại trà bình thường đúng không? Tống Tân Dương lại thưởng thức một ngụm trà thơm, tò mò hỏi Lý Nguyên, Lý Nguyên, nó được gọi là trà ngộ đạo, có bình thường hay không thì mỗi người có một cách cảm nhận, trà ngộ đạo, Tống Tân Dương không quen với chuyện tu luyện, bởi vậy cũng không biết rốt của trà ngộ đạo quý giá bao nhiêu, nhưng chắc chắn là bất phàm, Tống Tân Dương lại uống thêm mấy ngụm, vẻ mà thần bí nói với lý nguyên, thật ra hôm nay ta đến thăm lý công tử, cũng mang đến cho lý công tử mấy món đồ chơi mới lạ. lý nguyên thản nhiên cười nói, không biết là cái gì. tống tân dương lập tức mở hộp mật mã, lấy ra mấy thứ đặt trên quầy, trên mặt tràn ngập đắc ý. chỉ là lý nguyên nhìn mấy thứ này, khóe miệng không khỏi co giật. cô là lẩu tự sôi, máy chơi game, một chiếc xe điều khiển từ xa cùng với một cuốn tiểu thuyết trinh thám, bên dưới cũng có một cuốn sách playboy màu sắc hd. tống tân dương mở hai chai coca ra, đưa cho lý nguyên một chai, nói thức uống này tên là nước uống vui vẻ là ta phát minh ra tuy hương vị không bằng trà ngộ đạo của ngươi nhưng lại có màu sắc ngoại vực ta biết lý công tử thích món ngon cho nên đặc biệt tạo ra mang đến cho lý công tử nếm thử đồ uống kinh điển như vậy ta không tin không chinh phục được vị giác của ngươi trong lòng tống tân dương thầm suy nghĩ tràn đầy tự tin khó hiểu lý nguyên nhìn cô ca trước mắt cùng với biểu cảm đắc ý của tống tân dương không biết nên nói cái gì mới ổn mấy năm nay hắn uống cô ca đến sắp ói ra rồi cũng chỉ uống một chút lúc ăn lẩu với mấy người nữ oa hậu thổ hơn nữa coca mà bọn họ uống còn do lý nguyên đích thân tạo ra tuy nguyên liệu bình thường nhưng ẩn chứa đạo vận ở bên trong có thể kích phát hoàn mỹ vị giác của người dùng mùi vị hoàn toàn không phải coca bình thường có thể so sánh tống tân dương muốn dùng cái này chinh phục vị giác của lý nguyên đơn thuần là suy nghĩ nhiều rồi đừng nói chinh phục vị giác của lý nguyên cho dù là vị giác của mấy người thích uống coca như nữ oa hậu thổ tam tiêu đều không chinh phục được bởi vì những người này có muốn uống cũng chỉ uống coca ẩn chứa đạo vẫn đặc thù mà lý nguyên làm ra vốn không phải coca nào cũng thích Tống Tân Dương thấy Lý Nguyên nhìn cô ca với vẻ mặt trần trời thì không khỏi khích lệ. Người nếm thử xem, bảo đảm mùi vị khiến người khắc cốt ghi tâm, dư vị vô cùng. Lý Nguyên cố uống một ngụm, Tống Tân Dương không thể chờ đợi được hỏi, sao sao, mùi vị đặc biệt chứ? Lý Nguyên, nói thật à? Tống Tân Dương, nói thật, Lý Nguyên, bình thường, Tống Tân Dương. Câu trả lời của Lý Nguyên rõ ràng nằm ngoài dự liệu của hắn, bình thường, sao cô ca có thể bình thường được? Đây không phải là một trong tam đại pháp bảo tuyệt thế có mùi vị chinh phục dị giới sao? hai pháp bảo tuyệt thế có mùi vị chinh phục dị giới khác là lẩu và đồ nướng tại sao lý nguyên lại không thích hay là ngươi nếm thử lại uống lần đầu có thể chưa có cảm giác gì cả tống tân dương vẫn chưa chết tâm nói trước đây hắn đưa coca cho mấy người tô thiền ngữ tô mạc già thưởng thức mấy người họ đều cảm thấy hương vị của coca rất đặc biệt tuy mới nếm thử không kinh diễm nhưng lại khiến người ta không ngừng được càng uống càng muốn uống nhưng lý nguyên không uống chỉ thấy hắn lấy xuống một bình thủy tinh trên giá đựng đồ ở phía sau đặt trên quầy sau đó nói với tống tân dương ngươi thử cái này xem Tống Tân Dương nhìn bình thủy tinh trước mắt, biểu cảm hơi mơ màng, hình dáng này sao giống với hình dáng của chai Coca vậy? Tạch, hắn theo bản năng mở nắp bình ra, lập tức nghe thấy tiếng khí gas, sao tiếng này lại giống như vậy? Không lẽ thứ được chứa trong bình này là Coca? Nhưng không thể nào, sao thế giới này lại có Coca? Trong lòng Tống Tân Dương có chút hoảng hốt, hắn vội vàng uống một ngụm để thăm dò, lúc khí gas quen thuộc lan tỏa khắp vị giác của hắn thì Tống Tân Dương trực tiếp ngây ra, chỉ cảm thấy đầu óc là một mảng trống rỗng, chóng mặt, có cảm giác không biết bản thân đang ở nơi nào. Đây không phải là hương vị của Coca sao? Hơn nữa hương vị còn đã miệng, dư vị vô cùng, khiến người ta muốn ngừng mà không được. Sao Lý Nguyên lại có Coca? Lẽ nào, thật ra thế giới này có loại đồ uống là Coca sao? Nếu thật sự là như vậy, vậy thì mẹ nó xong rồi, dù sao thì ta đã nói nước vui vẻ là do ta phát minh ra. Tống Tân Dương ngây ra một lúc, mới lấy lại vẻ bình tĩnh, hắn nhìn Coca trong tay, lại nhìn Lý Nguyên, lắp bắp hỏi Lý Nguyên, "Đây, đây là, đây là gì?" Lý Nguyên thấy dáng vẻ mơ màng của Tống Tân Dương, trong lòng muốn bật cười, hắn nhịn cười. Trả lời, đây được gọi là Coca, có phải hương vị rất giống nước vui vẻ của ngươi không? Vậy mà lại là Coca, cái tên đều giống nhau, Tống Tân Dương cảm thấy đầu óc choáng váng, sao lại có chuyện trùng hợp như vậy? Đây không phải là khoa học mà, Coca này là ai phát minh vậy? Tống Tân Dương vội vàng hỏi, Lý Nguyên, ta tự làm ra, vậy mà lại là hắn, sao hắn biết làm Coca? Lẽ nào hắn cũng là người xuyên không? Tinh thần của Tống Tân Dương chấn động, ánh mắt nhìn Lý Nguyên lập tức tràn đầy nghi hoặc, hắn suy nghĩ, rồi cầm máy chơi trò chơi trên quầy lên thăm dò hỏi Lý Nguyên. Lý Huynh, ngươi biết đây là đồ gì không? Lý Nguyên, máy chơi game. Đồ, thật sự biết kìa, vậy cái này thì sao? Hắn lại chỉ về phía xe điều khiển từ xa, thứ này vốn là chuẩn bị tặng cho con gái của Lý Nguyên. Lý Nguyên, đây là ô tô điều khiển từ xa. Nghe thấy Lý Nguyên nói ra hai chữ ô tô, trong lòng Tống Tân Dương đã chắc chắn trăm phần trăm Lý Nguyên chính là người xuyên không. Hắn nhìn biểu cảm của Lý Nguyên, có chút ngượng ngùng, nhưng cũng tràn ngập kích động. Ngượng ngùng là hắn muốn dùng Coca, máy chơi game, xe điều khiển đến giả vờ ở trước mặt Lý Nguyên, nhưng không ngờ lại biến thành kẻ ngốc kích động là vì lý nguyên có khả năng là người xuyên không nếu mọi người đều là người xuyên không vậy chẳng phải là có chung lời nói sao duyên phận hắn đang muốn nói cái gì đó chính ngay lúc này đột nhiên hắn nghe thấy tiếng chuông gió truyền đến từ phía cửa lang keng lang keng hắn quay đầu nhìn lại chỉ thấy một hòa thượng đội mũ tăng mặc trang phục nhà tăng trầm dâu hoa dầm đi vào khách điếm hòa thượng cho người ta cảm giác đã qua tuổi thất tuần nhưng khuôn mặt của hắn lại hồng nhuận bóng loáng không có chút nếp nhăn nào cả hai mắt hắn sáng người có thần còn sáng người thâm sâu hơn cả tinh thần tống tân dương chú ý sau khi hòa thượng vào phòng thì biểu cảm của hắn tràn ngập kinh ngạc chỉ thấy đối phương chừng to hai mắt không ngừng dò xét xung quanh khách điếm này càng nhìn càng hưng phấn càng lộ vẻ xúc động dường như khách điếm này rất ghê gớm vậy nhưng khách điếm này có gì mà ghê gớm chứ tóm lại hành vi của hòa thượng này khiến tống tân dương cảm thấy rất kỳ lạ lý huynh người có khách hắn nhắc nhở lý nguyên lý nguyên thản nhiên nói hắn không phải là khách tống tân dương lẽ nào hắn đến hóa duyên người đến thật ra là liễu phàm tăng quét giác của minh sơn tự sau khi hắn xử lý xong chuyện của minh sơn tự thì một mình đi đến trường an chuẩn bị gặp mặt đại đạo trí cao thần bí này chứng thực nghi hoặc trong lòng với đại đạo vừa đến trường an bởi vì không biết nơi ở của lý nguyên nên hắn chuẩn bị đi tìm tiểu tê tử hỏi vị trí của lý nguyên nhưng ngay lúc này hắn nghe thấy tiếng chuông gió đặc biệt vang lên em thanh trước đó tống tân dương vào khách điếm tạo ra tiếng chuông gió này ẩn chứa bản nguyên pháp tắc tràn ngập lực lượng khó tưởng tượng vào tai của liễu phàm cứ như đại đạo đang ngâm sướng thoáng cái đã hấp dẫn sự chú ý của liễu phàm Hắn nhớ đến ban đầu nữ hoàng tiên đường từng nói, chỉ cần hắn đến Trường An thì có thể nhìn thấy phụ thân của nữ hoàng, lại kết hợp với tiếng chuông gió đặc biệt này, Liễu Phàm thoáng cái phản ứng lại, bởi vậy, hắn đi đến khách điếm không chút do dự, sau khi hắn đi đến khách điếm thì càng tin tưởng người bản thân muốn tìm đang ở nơi này, bởi vì trên bầu trời của khách điếm này lại là lưới pháp đại đạo, màn cửa của khách điếm lại được bệnh từ vô số tiên thiên chí bảo, biển hiệu của khách điếm lại dùng hỗn độn kiến mục điêu khắc thành, và chữ to trên biển hiệu lại là do Minh Văn Đại Đạo hiện ra trong pho tượng đón khách ở cửa khách điếm lại có một thánh nhân bị giam cầm tất cả đều tràn đầy những điều không bình thường ngoài đại đạo trí cao liễu phàm không biết còn có ai có năng lực như thế cho nên hắn vén mở cửa mành đi vào có gian khách điếm sau khi hắn nhìn thấy bày trí trong khách điếm vẻ mặt càng kinh hãi hắn không ngờ từng cọng cây ngọn cỏ trong khách điếm lại đều là hỗn độn trí bảo từng viên gạch từng viên ngói đều tàn ra huyền quang đại đạo tinh thuần những năm này liễu phàm nhận được không ít phần thưởng hệ thống do đó tích lũy lượng thiên tài địa bảo trước kia hắn cảm giác bảo vật bản thân sở hữu tự nói xếp thứ hai thì không ai dám nói thứ nhất nhưng giờ phút này hắn mới biết được tất cả thiên tài địa bảo của hắn cộng dồn lại còn không mua nổi một mét vuông của khách điếm này sợ rằng khách điếm này là nơi có giá phòng cao nhất trong cả vũ trụ hồng mông đại đạo trí cao thì ra kinh khủng như vậy như vậy trong lòng liễu phàm cảm khái không thôi đi qua huyền quan liễu phàm lập tức nhìn thấy lý nguyên và tống tân dương cùng với mấy thứ đồ như lon coca máy chơi game điều khiển xe hơi tạp chí playboy trên quầy bar vừa quen thuộc vừa xa lạ liễu phàm lộ ra vẻ rất bất ngờ tại sao thế giới này có thể có đồ vật hiện đại thế có điều hắn lại nghĩ nếu thực lực lý tiền bối là đại đạo trí cao có thể tùy ý xuyên qua chư thiên vạn giới đại dương hồng mông có vài món vật phẩm hiện đại hình như cũng không có gì là không thể chấp nhận sau khi chuyển lực chú ý khỏi tạp chí playboy hai mắt thâm thúy của liễu phàm đã đặt toàn bộ ở trên người lý nguyên tuy hắn chỉ cảm nhận được pháp lực địa tiên kỳ ở trên người lý nguyên nhưng chỉ dựa vào khí chất đặc biệt diện mạo siêu phàm xuất trần của lý nguyên hắn hiểu được người này có 90% chính là đại đạo chí cao hắn muốn tìm. Liễu Phàm vội vàng đi tới trước mặt Lý Nguyên, chắp tay trước ngực, cung kính hỏi, xin hỏi, ngươi chính là Lý Tiền Bối Lý Nguyên sao? Lý Tiền Bối, con mắt của Tống Tân Dương bên cạnh quay lòng vòng, một lão già lại gọi một người trẻ tuổi là Tiền Bối, mắc cười thật đấy, có phải bối phận của Lý Nguyên ở trong tu sĩ rất cao hay không? Lý Nguyên gật đầu với Liễu Phàm, đúng, ta chính là Lý Nguyên. Liễu Phàm nhận được trả lời khẳng định, lập tức không người hành lễ với Lý Nguyên một cái, bần tăng tên Liễu Phàm, đa tạ ơn huệ không giết của Lý Tiền Bối không giết hai người này có chuyện xưa tâm tư tống tân dương chuyển động lý nguyên bình tĩnh nói không có gì đáng để tạ ơn sau khi ngươi xuyên qua vẫn luôn quét sân ở minh sơn tự ầm um, liễu phàm tống tân dương nghe thấy hai chữ xuyên qua tâm thần nhất thời dung mạnh trong lòng thật lâu vẫn không thể bình ổn như núi gầm biển cuộn hắn thật sự biết ta là người xuyên không đến đấy không biết là hắn có biết ta có hệ thống không trong lòng liễu phàm chuyển động vô số ý niệm trong đầu nhưng trên mặt lại đang cực lực duy trì bình tĩnh tống tân dương nhìn chăm chăm liễu phàm đồng tử linh lợi truyền không ngừng tràn ngập vẻ tò mò hòa thượng này thật sự là người xuyên không sao không biết hắn xuyên tới thế giới này đã bao lâu thế giới hắn xuyên qua trước là thuộc về văn minh nào còn nữa lý nguyên có biết ta là người xuyên không hay không lý nguyên không để ý đến vẻ mặt phức tạp của liễu phàm và tống tân dương tiếp tục nói cũng không có làm rằng làm bậy như những người xuyên không khác hơn nữa sau khi ngươi bắt mấy người dương thiền nhị lăng thần lại không trực tiếp giết chết bọn họ đương nhiên ta không cần đối xử với ngươi như vậy những người xuyên không khác sao tống tân dương vừa bắt được một tin tức quan trọng chẳng lẽ nói thế giới này còn có người xuyên không khác sao lý nguyên rõ ràng chuyện này như thế rốt cuộc tu vi của hắn cao bao nhiêu tống tân dương phát hiện hắn càng ngày càng không hiểu lý nguyên mà liễu phàm âm thầm cảm khái trong lòng bạn đang xem ta thân phận đại đạo bị muội muội đắc kỷ công khai được thuyết minh tại kênh youtube di các phim đại đạo trí cao quả nhiên kinh khủng không biết tiền bối biết ta là người xuyên không từ lúc nào liễu phàm tò mò rất hỏi lý nguyên lý nguyên mười vạn năm trước ngay khi người thức tỉnh trên người người phàm kia mười vạn năm nói như vậy hòa thượng này đã sống mười vạn năm rồi mà lý nguyên biết chuyện này chẳng phải là nói thời gian hắn sống lâu hơn 10 vạn năm sao nghĩ tới đây trong lòng tống tân dương âm thầm chật lưỡi không dứt tràn đầy hâm mộ sau khi xuyên tới thế giới này nguyện vọng lớn nhất của tống tân dương chính là trường sinh bất tử rõ ràng hai người lý nguyên liễu phàm đã làm được vẻ mặt liễu phàm tràn đầy phức tạp hắn không ngờ mình vừa mới xuyên tới thế giới này đã bị lý nguyên phát hiện mà bản thân vẫn cho là mình giấu giếm rất tốt thật sự là buồn cười liễu phàm càng kính sợ đối với thực lực của lý nguyên đồng thời hắn lại không khỏi có mấy phần bội phục phong cách xử sự của lý nguyên nếu như mình biết được có người là người xuyên không chắc chắn sẽ không để 10 vạn năm cũng không quan tâm một chút sao cũng phải đi hỏi một câu thế giới trước kia đối phương sống là dạng gì nếu như gặp phải vài người có tâm tư hẹp hòi sợ rằng sẽ trực tiếp ra tay chém giết người xuyên không có thể không quản không hỏi giống như lý nguyên quả thật khó có được lúc trước tiền bối nói những người xuyên không khác chẳng lẽ thế giới này còn những người xuyên không khác sao liễu phàm tiếp tục hỏi lý nguyên gật đầu nói đúng là có hơn nữa còn không ít Tống Tân Dương nghe vậy, trái tim không khỏi cuồng loạn bùm bùm không ngừng, lộ vẻ vô cùng trầu dạ, suy cho cùng, hắn chính là người xuyên không. Lý Nguyên tiếp tục nói, lúc trước người có gặp rồi, người trẻ tuổi đứng bên cạnh Trương Bách Nhẫn cũng là một người xuyên không. Hắn sao? Trong lòng Liễu Phàm lập tức hiện ra bóng dáng một nam từ trẻ tuổi, sau đó chợt hiểu ra gật đầu, chẳng trách ta không thấy rõ dòng sông vận mệnh, quá khứ tương lai của hắn, thì ra hắn cũng là người xuyên không. Nói đến chỗ này, hắn không khỏi lướt mắt nhìn Tống Tân Dương, người này, hắn cũng không nhìn thấu dòng sông vận mệnh của đối phương, tống tân dương chú ý tới ánh mắt của liễu phàm trái tim không khỏi đập thình thịch có vẻ chột dạ không dứt chẳng lẽ hắn phát hiện cái gì hắn lại có thể nhìn thấu dòng sông vận mệnh của người khác không biết có phải là cũng xem thấu vận mệnh của ta hay không thực lực của hắn mạnh như thế nào liễu phàm chỉ là nhìn thoáng qua tống tân dương rồi đưa ánh mắt rời khỏi tống tân dương hắn tiếp tục thử dò xét lý nguyên lý tiền bối không chuẩn bị can thiệp những người xuyên không bọn ta sao lý nguyên bình tĩnh nói chỉ cần các người không đụng vào nguyên tắc của ta không trắng trợn phá hoại thế giới này khiến sinh linh đổ thán ảnh hưởng đến cuộc sống của ta đương nhiên ta không cần phải can thiệp trong lòng liễu phàm và tống tân dương đồng thời vui mừng cũng âm thầm thở phào nhẹ nhõm lời nói của lý nguyên cho thấy hắn không có đích ý và thành kiến đối với người xuyên không liễu phàm và tống tân dương là người xuyên không dĩ nhiên phải vui mừng rồi đặc biệt là liễu phàm hắn rõ ràng biết rốt cuộc lý nguyên có bao nhiêu kinh khủng nếu như lý nguyên muốn gây bất lợi đối với người xuyên không vậy liễu phàm thật sự chỉ có nước quỳ với thực lực trước mắt của hắn không có chút sức phản kháng nào cả sao lý tiền bối làm sao biết ta dựa vào quét xác là có thể tăng tu vi hiểu được lực lượng đại đạo liễu phàm quay về phía lý nguyên hỏi một câu mấu chốt vấn đề này đã nghẹn ở trong lòng liễu phàm lâu rồi khiến tinh thần hắn không yên ngồi không vững bởi vì vấn đề này có nghĩa là dò xem lý nguyên có biết chuyện liễu phàm có hệ thống hay không mà hệ thống thì lại là bí mật lớn nhất của liễu phàm ở trong lòng hắn vĩnh viễn không hy vọng người khác phát hiện ra bí mật của hắn còn nữa hắn không biết một khi bí mật hệ thống bị bại lộ lý nguyên có thể ghen tị hay không do đó muốn chiếm hệ thống của hắn thành của riêng suy cho cùng đây là hệ thống đó ai có thể không động lòng chứ thế nên không phải hắn không lo lắng quét sân tu luyện tống tân dương ở một bên yên lặng nghe liễu phàm và lý nguyên đối thoại vẻ mặt lộ ra vẻ rất kỳ quái tại sao quét sân có thể tu luyện hai thứ này căn bản chả liên quan gì đến nhau cả trừ khi ngươi giống như mấy nhân vật chính trong tiểu thuyết có hệ thống còn không khác biệt lắm chẳng qua ta còn không có hệ thống sao ngươi có thể có hệ thống lý nguyên nghe vậy không khỏi cười nhạt ngươi không cần cố dò xét ta nếu ta đã nói ta sẽ không can thiệp vào người xuyên không đương nhiên sẽ không nhớ thương hệ thống của ngươi mé nó liễu phàm giật mình trong lòng lộ vẻ rất khiếp sợ thì ra hắn thật sự biết ta có hệ thống ta ở trước mặt lý nguyên quả thực không có bí mật gì điều duy nhất khiến liễu phàm dễ chịu chút là lý nguyên nói sẽ không nhớ thương hệ thống của hắn cũng đúng thực lực của lý nguyên mạnh hơn hắn quá nhiều nếu như lý nguyên muốn hệ thống liễu phàm gần như không thể phản kháng chẳng qua cùng với việc thở phào trong lòng liễu phàm lại có chút mất mát lý nguyên thậm chí ngay cả hệ thống cũng không động lòng là hệ thống vô dụng đối với hắn hay là hắn thật sự có đạo đức tốt, thấy hơi tiền mà không nổi máu tham, Liễu Phàm hiểu rất rõ tính cách con người, hắn cảm thấy, hơn phân nửa là một loại khả năng, điều này nói rõ, chênh lệch giữa ta và Lý Tiền Bối lớn hơn trong tưởng tượng. Liễu Phàm nhớ lúc trước, vẫn luôn lo lắng sau khi Lý Nguyên biết hắn có hệ thống sẽ sinh ra lòng ham muốn đối với hệ thống, giờ phút này hắn mới hiểu được, mình vẫn là cách cục quá nhỏ, căn bản không hiểu được độ cao của Lý Nguyên. Tống Tân Dương ở bên cạnh, vẻ mặt lại có phần ngốc nghếch, hắn không ngờ Lý Nguyên lại biết hệ thống, hơn nữa Liễu Phàm có hệ thống thì ra trên thế giới này thật sự có hệ thống liễu phàm quá may mắn đi mọi người cùng là người xuyên không sao hắn có hệ thống mà ta cũng chỉ có thể đi tới đi lui giữa hai thế giới là một nhà buôn chứ tranh lệch này quá lớn rất muốn khóc còn nữa lý nguyên lại không có chút lòng mơ ước nào đối với hệ thống khí độ như này khiến người ta không bội phục cũng không được liễu phà cảm khái một lúc lúc này mới hơi khôi phục một chút bình tĩnh hắn tò mò hỏi lý nguyên tu vi lý tiền bối cao thâm không gì không làm được không biết lý tiền bối có biết lai lịch hệ thống không hệ thống là ai sáng tạo tại sao phải lựa chọn ta làm ký chủ đây là nghi vấn cứ vướng mắc ở trong lòng liễu phàm từ sau khi kích hoạt hệ thống cho dù tu vi hiện tại của hắn đã tu luyện tới thiên đạo trí cao nhưng vẫn không thể tìm tòi nghiên cứu lai lịch của hệ thống nếu lý nguyên là đại đạo trí cao có lẽ có thể biết lai lịch hệ thống tống tân dương tò mò nhìn lý nguyên hắn cảm thấy hôm nay mình thật sự là tới đúng dịp rồi bí tân tìm hiểu được còn nhiều hơn nửa đời trước cộng lại lý nguyên uống ngụm trà thuận miệng đáp lại hệ thống là do một cường giả đại đạo trí cao dùng bản nguyên chi lực sáng tạo nó giải rác ở các không gian thời gian của vũ trụ hồng mông để có được nó thuần tùy dựa vào cơ duyên liễu phàm không ngờ lý nguyên thật sự biết lai lịch của hệ thống cường giả đại đạo trí cao dùng bản nguyên chi lực sáng tạo mà lý nguyên chính là đại đạo trí cao nói như vậy lý nguyên cũng có thể là người sáng tạo hệ thống mé nó điều này cũng quá trâu bò đi chẳng trách hắn thờ ơ với hệ thống của mình thứ bản thân có thể tạo ra đúng là không cần chẳng qua điều này khiến liễu phàm hoàn toàn hiểu được chênh lệch giữa hắn và lý nguyên vớt cuộc lớn đến bao nhiêu hắn có thể tu luyện tới thiên đạo trí cao hoàn toàn dựa vào hệ thống trợ giúp mà lý nguyên lại có thể tạo ra hệ thống tranh lệch giữa hai bên quả thực còn lớn hơn khác biệt giữa trời và vực một tỷ lần lúc trước liễu phàm cảm giác mình chỉ cần yên lặng quét sân cả kinh nghiệm một ngày nào đó trong tương lai thực lực sẽ vượt qua lý nguyên nhưng bây giờ hắn lại không có lòng tin này lý tiền bối có thể sáng tạo hệ thống ta còn có thể dựa vào hệ thống vượt qua hắn sao đây căn bản không có khả năng nói đến đây trong lòng liễu phàm không khỏi sinh ra một cảm giác mất mát thật sâu lòng tự tin bị đả kích nghiêm trọng từ sau khi kích hoạt hệ thống lần đầu tiên hắn cảm thấy có người ưu tú hơn hắn tống tân dương lại không bị đả kích hắn chỉ là đắm chìm ở trong sự thần thông quảng đại của đại đạo trí cao lại có thể tạo ra hệ thống đại đạo trí cao thật sự là quá trâu bò nếu có thể may mắn nhìn thấy được đại đạo trí cao thì tốt rồi cho dù như thế nào ta cũng phải xin hắn một hệ thống vì thế mà phải gọi cha hắn cũng không tiếc hơn nữa gọi đại đạo trí cao là cha ta không thiệt thòi còn phát tài lớn cha đại đạo Chí cao ơi người ở nơi đâu tống tân dương lớn tiếng gào hò nói ở trong lòng đúng rồi lý nguyên lại biết bí mật bậc này không biết tu vi của hắn cao bao nhiêu có đến đại la kim tiên không liệu phàm lấy lại bình tĩnh hắn tò mò hỏi lý nguyên không ngờ ngoài lý tiền bối ra thì còn có những đại đạo trí cao khác tồn tại không biết trong vũ trụ hồng mông có bao nhiêu cường giả đại đạo trí cao mé nó vẻ mặt tống tân dương ngu ngơ suýt nữa nghĩ lỗ tài mình có vấn đề hắn hoàn toàn không nghĩ tới hòa thượng này lại nói lý nguyên là đại đạo trí cao trời ạ à, điều này có thật không vậy lý nguyên quá trâu bò đi hắn nhớ tới mới vừa rồi còn suy đoán tu vi lý nguyên có phải đại la kim tiên hay không không khỏi đỏ mặt điều ta đoán quá bảo thủ cách cục quá thấp chờ đã nếu như lý nguyên là đại đạo trí cao chẳng phải có nghĩa là hắn có thể tạo ra hệ thống amen ánh mắt tống tân dương nhìn lý nguyên lập tức trở nên lửa nóng hẳn lên mới vừa rồi còn gọi cha không nghĩ tới cha an vị ở trước mắt nếu không phải bây giờ có người ngoài ở đây tống tân dương suýt nữa sẽ quỳ xuống gọi lý nguyên là cha lý nguyên chú ý tới ánh mắt nóng bỏng của tống tân dương không khỏi lạnh lẽo chỉ cảm thấy thân thể lập tức nổi da gà ánh mắt đó sao giống gai quá thể hắn thấy liễu phàm còn tò mò nhìn bản thân đành phải nhịn xuống lạnh lùng đáp lại đại đạo trí cao rất ít rất ít trước mắt trong cả tinh vân hồng mông chỉ có một mình ta hai người liễu phàm và tống tân dương không khỏi mở to hai mắt nhìn có vẻ vô cùng xúc động chẳng phải hàm nghĩa phía sau những lời của lý nguyên là lý nguyên là sự tồn tại có thực lực mạnh nhất trong cả tinh vân hồng mông là người đứng cao nhất trong chuỗi thức ăn hơn nữa còn là người duy nhất điều này này cũng quá trâu bò đi thôi về sau cho ta đi theo ngươi luôn đi mời nhận lấy đầu gối của bọn ta đại lão cũng không biết qua bao lâu liễu phàm mới lấy lại tinh thần từ trong rung động vẻ mặt hắn dối dám hỏi lý nguyên không phải lý tiền bối nói hệ thống là do một đại đạo trí cao tạo ra đấy sao nhưng vì sao nói trong cả tinh vân hồng mông chỉ có tiền bối là đại đạo trí cao lý nguyên bởi vì thân thể của đại đạo trí cao kia đã hóa thành trăm nghìn tỷ hệ thống ý chí không tồn tại nữa thì ra có chuyện như vậy liễu phàm chợt gật đầu hiểu ra chẳng qua hệ thống có nhiều như vậy sao tăm nghìn tỷ thử nghĩ thôi mà ra đầu đã tê dại rồi thật ra tuy trăm nghìn tỷ là nhiều nhưng đối với tinh vân hồng mông vô biên vô hạn chút hệ thống lơ lửng ở hồng mông còn không bằng một giọt nước rơi vào biển rộng tiền bối cảm thấy tương lai của ta có thể tu luyện tới đại đạo trí cao không vẻ mặt liễu phàm mong đợi hỏi lý nguyên lý nguyên thản nhiên nói mọi chuyện không có tuyệt đối tất cả đều có khả năng trong lòng liễu phàm vui mừng nói như vậy bản thân có khả năng à thật tốt quá lý nguyên tiếp tục nói chẳng qua đại đạo trí cao ở trong cả đại dương vũ trụ hồng mông đang nguyên chỉ có thể tồn tại một người thế nên người vĩnh viễn không thể tu luyện tới đại đạo trí cao liễu phàm vẻ vui mừng trên mặt hắn lập tức ngưng lại độ vẻ vô cùng uể oải hắn không nghĩ tới lý nguyên lại nói chuyện ngắt quãng như vậy lý tiền bối muốn đùa chết ta à bỗng nhiên đại hỉ rồi lại đại bi ta còn quá trẻ tuổi chưa trải sự đời tống tân dương bên cạnh cũng lộ vẻ có phần thất vọng tuy bây giờ hắn còn chưa bắt đầu tu luyện nhưng điều đó không ngăn cản được việc hắn có một tâm nguyện trở thành người mạnh nhất nhưng bây giờ lại bị thông báo rõ ràng, hắn Vĩnh Viễn không thể trở thành người mạnh nhất, thất vọng trong lòng là điều có thể biết được, thu hồi mất mát, Liễu Phàm nhìn những chiếc lon trên quầy, cảm khái nói, từ sau khi xuyên qua thế giới này ta chưa từng được uống Coca, không ngờ hôm nay gặp được ở nơi của Lý Tiền Bối, đây là thứ Lý Tiền Bối lấy được từ thế giới khác sao? Lý Nguyên chỉ tống Tân Dương, những thứ Coca nổi lầu là hắn mang đến, Liễu Phàm liếc nhìn thoáng Tống Tân Dương, tò mò hỏi, người cũng là người xuyên không sao? Tống Tân Dương lập tức cảm thấy hoảng hốt, không biết nên trả lời như thế nào tuy hòa thượng trước mắt cũng là người xuyên không hơn nữa lý nguyên nói sẽ không làm gì người xuyên không nhưng để hắn thừa nhận bản thân là người xuyên không thì vẫn khiến hắn cảm thấy vô cùng chột dạ trung quy vẫn thấy không có cảm giác an toàn bạn đang xem ta thân phận đại đạo bị muội muội đắc kỷ công khai được thuyết minh tại kênh youtube di các phim suy cho cùng tuy lý nguyên sẽ không làm gì người xuyên không nhưng không có nghĩa là những người khác sẽ không làm gì người xuyên không chẳng qua tuy trong lòng sợ hãi một có điều tống tân dương cũng không bày ra ở trên mặt hắn vẫn cố duy trì sự bình tĩnh của mình nếu không không đánh đã khai rồi sao ngươi nói ta là người xuyên không tống tân dương ra vẻ bình tĩnh hỏi liễu phàm liễu phàm cười nhạt bởi vì ngươi có thể lấy những thứ như coca dương mật mã nổi lẩu tự sôi điều khiển ô tô những thứ này hoàn toàn không thuộc về hồng hoang hơn nữa dòng sông vận mệnh của ngươi bị một đạo văn đặc biệt che đậy ta không thể thấy rõ mấu chốt nhất chính là hắn dừng lại một chút hai mắt lướt qua tống tân dương ta có thể rõ ràng cảm nhận được sự sợ hãi trong lòng ngươi khóe miệng tống tân dương run lên không biết nên giải thích thế nào chỉ cảm thấy hòa thượng đặc biệt biến thái lại có thể nhìn thấy dòng sông vận mệnh của người khác không biết tu vi hòa thượng cao bao nhiêu tống tân dương lại len lén nhìn thoáng qua lý nguyên chỉ thấy mặt lý nguyên mỉm cười có vẻ vô cùng thong dong bình tĩnh cũng không bởi vì lời nói của liễu phàm mà lộ ra vẻ khiếp sợ hoặc kinh ngạc gì khiến người ta không đoán ra suy nghĩ chân thực trong lòng suy nghĩ một lúc tống tân dương vẫn không thể giải thích chuyện cô ca dương mật mã hắn chỉ đành gật đầu thừa nhận nói đúng vậy ta cũng là người xuyên không liễu phàm không lộ ra vẻ bất ngờ vẻ mặt lý nguyên cũng không thay đổi chút nào tống tân dương thấy thế lập tức hiểu được chỉ sợ lý nguyên đã sớm biết thân phận người xuyên không của hắn lúc trước hắn nghĩ lý nguyên cũng là người xuyên không nhưng bây giờ sau khi nghe liễu phàm và lý nguyên nói chuyện với nhau hắn bắt đầu hoài nghi suy đoán của mình suy cho cùng thực lực lý nguyên đã là đại đạo trí cao có thể lấy ra coca nổi lầu tự xôi, điều khiển ô tô điều này rất hợp tình hợp lý đi cũng không thể vì vậy chứng minh lý nguyên chính là người xuyên không chút tu vi của ngươi chỉ sợ mới xuyên tới thế giới này chưa được bao lâu liễu phàm tò mò hỏi tống tân dương nếu đều là thân phận người xuyên không tống tân dương cũng không có gì giấu giếm nữa hắn gật đầu nói mới xuyên đến vẫn chưa tới một tháng liễu phàm chẳng trách thực lực của ngươi yếu như vậy tống tân dương nghe vậy lập tức liếm mặt nói với liễu phàm nếu chúng ta đều là người xuyên không không biết ngươi có thể nể mặt người xuyên không cho ta mấy quyển công pháp tu luyện vài bình tiên đang linh dược hay không yêu cầu của ta cũng không cao có thể trường sinh bất tử là được rồi liễu phàm cười nhạt chuyện này đơn giản chẳng qua không có bữa trưa nào miễn phí liễu phàm không đồng ý hỗ trợ tống tân dương có vẻ vô cùng thất vọng hòa thượng này quá keo kiệt không phải nói rất đơn giản sao sao đơn giản lại không tình nguyện hỗ trợ hắn còn muốn nói cái gì nữa chẳng qua ngay vào lúc này chỉ thấy tống tân dương nói cáo từ với lý nguyên hôm nay đa tại lý tiền bối giải thích nghi ngờ tại hạ không quấy giày tiền bối nữa cáo từ lý nguyên gật đầu liễu phàm hành lễ với lý nguyên một cái rồi xoay người rời khỏi khách điếm không nói thêm một câu với tống tân dương tống tân dương thấy liễu phàm rời đi vẻ mặt càng thất vọng hắn vừa nhìn lý nguyên tò mò hỏi khi nào thì lý công tử biết ta là người xuyên không thế lý nguyên từ một khắc linh hồn của người thay thế linh hồn tống tân dương lại biết ngay từ giây phút đầu tiên đại đạo trí cao khủng bố như vậy sao trong lòng tống tân dương âm thầm cảm khái không thôi đột nhiên hắn nhớ tới một việc vẻ mặt cho dạ hỏi lý nguyên lúc trước ta đánh cờ với ngươi lý nguyên cười nói ý ngươi là mắt kính trí năng à trò chơi trí não bên trong thật ra thì không tính là rất mạnh trên căn bản chỉ cần tu luyện tới cảnh giới luyện thần phản hư khi chơi cờ vây năng lực vận chủ của họ có thể chiến thắng trò chơi trí não của ngươi tống tân dương nghe vậy lập tức đỏ mặt hắn không ngờ lý nguyên lại hoàn toàn biết hắn ăn gian thật sự là quá mất mặt ban đầu khi đánh cờ chỉ sợ lý nguyên sắp cười điên rồi hơn nữa bản thân còn muốn dùng coca nổi lầu tự xôi để dụ dỗ lý nguyên hiện tại nghĩ lại hành vi của mình đúng là quá ấu trĩ ở trước mặt lý nguyên ngây thơ đến mức khiến người ta xấu hổ tống tân dương ngượng ngùng đến mức sắp dùng ngón chân móc ra bộ thanh minh thượng hà đồ trên mặt đất đúng rồi không biết lý nguyên có biết ta có thể xuyên qua hai thế giới hay không nếu hắn đã biết liễu phàm có hệ thống chỉ sợ cũng biết bí mật này của ta đúng không nghĩ đến đây hắn trực tiếp tham dò lý nguyên lý công tử biết mấy thứ này của ta có được như thế nào không lý nguyên bình tĩnh nói bởi vì ngươi có thể tùy ý đi lại tinh cầu y vân và thế giới hồng hoang u là trời quả nhiên là lý nguyên biết tinh cầu y vân chính là mẫu tinh của tống tân dương tống tân dương thấy mình đã không còn bí mật gì ở trước mặt lý nguyên thì dứt khoát buông ra sau khi hắn hỏi lý nguyên về việc xuyên không thì vẫn luôn đặt nghi vấn trong lòng lý công tử người có biết tại sao ta lại xuyên đến hồng hoang không tại sao ta lại có thể tùy ý trở về tinh cầu y vân ta nhớ lúc đầu ta lái xe về nhà một thiên thạch đột nhiên đáp xuống đập chúng ta, sau đó ta đã xuyên không. Lý Nguyên, một trăm triệu năm trước ta đã nảy ra một ý nghĩ, phàm là người có được hệ thống, sau cùng đều xuyên đến thế giới hồng hoang. Tống Tân Dương nghi hoặc chớp mắt, không hiểu ý những lời này của Lý Nguyên. Một ý nghĩ của ngươi có thể khiến tất cả những người có hệ thống xuyên đến hồng hoang, lợi hại như vậy sao? Còn nữa, điều này có liên quan đến việc ta xuyên không sao? Ta cũng không có hệ thống mà. Lý Nguyên, ngươi có hệ thống? Đù, hắn biết ta nghĩ gì luôn. Có phải ta xuất hiện ảo giác hay không? Nhất định là ảo giác sao hắn biết ta nghĩ gì được lý nguyên người không xuất hiện ảo giác tống tân dương người có thể biết ta nghĩ gì sao hắn khiếp sợ hỏi lý nguyên lý nguyên điều này vốn không khó chỉ cần liễu phàm nguyện ý thật ra hắn cũng có thể làm được chỉ là liễu phàm thấy tống tân dương ở cùng chỗ với lý nguyên vì tránh lý nguyên hiểu lầm cho nên liễu phàm vốn không dò xét suy nghĩ của tống tân dương tống tân dương biết được liễu phàm cũng có thể dò xét suy nghĩ của hắn càng không biết nên nói cái gì mới ổn dám chắc ta đã hoàn toàn không còn bí mật gì ở trước mặt những tu sĩ này Muốn dò xét suy nghĩ của người khác, ít nhất cần tu vi cao bao nhiêu?" Tống Tân Dương ổn định lại tinh thần, hỏi Lý Nguyên. "Lý Nguyên, đối với ngươi, tu sĩ địa tiên kỳ trở lên có thể hiểu được suy nghĩ trong lòng người ngay tức khắc, tu sĩ dưới địa tiên kỳ phải thông qua pháp quyết nhất định mới có thể cảm ứng được suy nghĩ của người." Tống Tân Dương cười khổ, "Nói như vậy, thì sau này ta phải tránh xa tu sĩ địa tiên kỳ trở lên, nếu không bí mật gì cũng bị bại lộ." "Đúng rồi, hắn nghĩ đến gì đó. Vừa nãy ngươi nói ta có hệ thống, tại sao ta lại không biết mình có hệ thống?" Lý Nguyên giải thích, "Thật ra sở dĩ ngươi có thể xuyên đến hồng hoang và tinh cầu y vân chính là vì liên quan đến hệ thống chỉ có điều trước đây hệ thống của ngươi có chút vấn đề trở nên không hoàn chỉnh vì vậy chỉ giữ lại một chức năng là xuyên không gian thì ra là như vậy tống tân dương tỉnh ngộ ra sao ta lại xui xẻo như vậy đạt được một hệ thống lại còn không hoàn chỉnh lý nguyên có rất nhiều người ngay cả hệ thống không đầy đủ cũng không nhận được tống tân dương nghe vậy quả nhiên trong lòng dễ chịu hơn đôi chút hiện giờ cuối cùng hắn cũng hiểu nguyên nhân tại sao bản thân lại xuyên đến hồng hoang thì ra đây chỉ là một ý nghĩ của lý nguyên mà thôi một ý nghĩ đã có thể sinh ra ảnh hưởng cực lớn như vậy khiến tống tân dương càng ngưỡng mộ và kính sợ thực lực của lý nguyên đây mới là đãi ngộ thật sự của nhân vật chính hắn nhìn lý nguyên biểu cảm muốn nói lại thôi hiện giờ muốn dùng đồ của mẫu tinh để thu hút lý nguyên nhất định là điều không thể vậy nên làm thế nào mới có thể để lý nguyên truyền thụ tiên pháp cho ta đây có cần bái hắn làm sư không ta nhưng nếu hắn không nhận thì làm sao bỗng nhiên lý nguyên mở miệng nói giống như liễu phàm nói thiên hạ không có bữa trưa nào là miễn phí đặc biệt là người chẳng thân quen gì như chúng ta ta càng không thể giúp ngươi tống tân dương đột nhiên nhớ tới lý nguyên có thể nhìn thấu suy nghĩ của người khác nên chắc chắn lý nguyên cũng biết suy nghĩ của mình cho nên lúc này mới mở miệng từ chối điều này khiến tống tân dương vô cùng thất vọng lý nguyên không muốn giúp thì bản thân bước vào cánh cửa tu luyện như thế nào đây mãi đến khi rời khỏi khách điếm tống tân dương vẫn ngủ rũ hắn bước trên đường phố nhộn nhịp nhìn dòng người như nước chảy nghe thấy tiếng la hét tiếng da bán liên tục lúc này tâm trạng mới dễ chịu hơn đôi chút ít nhất thì ta cũng đã đến thế giới này hơn nữa còn biết bí mật mà vô số người không bao giờ biết được ta đã may mắn hơn rất nhiều người rồi mau nhìn kìa đó là cái gì vậy ngay lúc tống tân dương thầm cảm khái thì đột nhiên một tiếng kinh ngạc hét lớn đã hấp dẫn sự chú ý của hắn chỉ thấy đám người xung quanh bất kể là người mua bán hay là đi dạo đều mở to hai mắt nhìn chằm chằm vào cửa thành đông thị biểu cảm tràn ngập khiếp sợ giống như nhìn thấy chuyện gì đó rất khó tin vậy tống tân dương cũng nhìn về phía cửa đông biểu cảm cũng tràn ngập rung động chỉ thấy một tấm bia đá khổng lồ phá đất mà ra đột ngột mọc lên từ mặt đất, tấm bia đá này rộng 10 m, dày 1 m, toàn thân bóng loáng mượt mà, sáng bóng như ngọc, tấm bia đá cao đến 30 m thì ngừng lại, mà mặt đất vẫn nguyên vẹn không tổn hao gì, chỉ là có thêm bức tượng đá dị thú đầu rồng lưng rùa cóng lấy tấm bia đá, dị thú trông rất sống động, ngay cả râu trên đầu rồng cũng hiện ra, mọi người nhìn dị thú và tấm bia đá đột nhiên xuất hiện, đều có vẻ khó tin, mọi người chỉ vào dị thú và tấm bia đá nghị luận sôi nổi, tại sao dưới lòng đất lại mọc ra tấm bia đá vậy, đây không phải là dị bảo gì đó xuất thế đó chứ? nhìn chất liệu của rùa đá và bia đá này quả thật không tầm thường ê trên bia đá có chữ kìa đúng là có chữ tống tân dương vội vàng tiến đến dưới tấm bia đá quan sát chỉ thấy trên tấm bia đá quả thật viết không ít chữ tuy cách mấy chục mét nhưng vẫn có thể thấy rõ chữ viết có vẻ rất thần kỳ phía trên tấm bia đá viết hai chữ lớn địa bảng như dòng bay phượng múa huyền ảo khó lường giống như đại đạo minh văn vậy phía dưới địa bảng có một hàng chữ nhỏ địa bảng tiến hành bằng xếp hạng 100 tu sĩ mạnh nhất dưới địa tiên kỳ của nam đạm bộ châu bảng xếp hạng dùng thực lực tổng hợp của tu sĩ kết hợp với pháp bảo bí thuật tu sĩ có được xếp từ cao đến thấp sản phẩm của thiên cơ các người bên ngoài cũng nhìn thấy đoạn thuyết minh này có vẻ vô cùng khiếp sợ vậy mà lại tiến hành bằng xếp hạng tu sĩ dưới địa tiên kỳ của nam đạm bộ châu thật hay giả vậy tu sĩ dưới địa tiên kỳ nam đạm bộ châu làm thế nào cũng có hơn trăm tỷ ai có năng lực tiến hành xếp hạng nhiều người như vậy chứ đúng vậy chưa từng nghe nói đến thiên cơ các này không phải là thế lực thánh nhân lại không thuộc thiên đình tiên đường sao có năng lực sắp xếp bảng xếp hạng chứ cảm giác thiên cơ các này chính là đang lấy lòng mọi người cái gì cũng không có tuyệt đối phương thức xuất hiện của địa bảng quỷ dị như thế chỉ sợ thiên cơ các có mấy phần năng lực đứng thứ nhất địa bảng diệp vãn đường đệ tử lớp sơ cấp ly sơn học viện tiên đường cảnh giới luyện hư hợp đạo đại viên mãn xếp thứ nhất địa bảng đệ tử của ly sơn học viện tiên đường chúng ta lại xếp thứ nhất địa bảng lợi hại đệ tử tiên đường trên địa bảng nhiều quá điều này không có gì là kỳ lạ nam đạm bộ châu là phạm vi thế lực của tiên đường chúng ta nên đương nhiên cao thủ tiên đường là nhiều nhất giờ phút này tống tân dương cũng đang quan sát bảng xếp hạng xếp thứ nhất là diệp vãn đường đệ tử ly sơn học viện tiên đường người thứ hai tên là đặng nhất nặc cũng là đệ tử lớp sơ cấp của ly sơn học viện tiên đường có tu vi cảnh giới luyện hư hợp đạo đại viên mãn đứng thứ ba địa bảng là đàm mục bạch đệ tử lớp sơ cấp của ly sơn học viện có cảnh giới luyện hư hợp đạo đại viên mãn tống tân dương phát hiện mười thứ hạng đầu địa bảng ngoại trừ thôi mạt hoan đứng thứ 8 là con cháu gia tộc thôi thịnh ngũ tính thất vọng ra còn lại đều là đệ tử của học viện tiên đường sau mười thứ hạng đó những con cháu thế gia đệ tử danh môn đại phái của nam đạm bộ châu mới nhiều hơn đôi chút xem ra vương triều tiên đường mới là thế lực lớn tuyệt đối ở nam đạm bộ châu trong lòng tống tân dương thầm cảm khái nói đột nhiên ánh mắt của tống tân dương bị một cái tên trên địa bảng thu hút sự chú ý đứng thứ 98 địa bảng triệu thiên phàm tán tu cảnh giới luyện thần phản hư đại viên mãn nhìn thấy thứ hạng của triệu thiên phàm tống tân dương không khỏi hít sâu một hơi trên địa bảng ngoại trừ triệu thiên phàm này ra thì tu vi của những người trên bảng đều là cảnh giới luyện hư hợp đạo Đại đa số đều thiếu một bước là có thể đột phá thành tiên, vậy mà Triệu Thiên Phàm này có thể dùng cảnh giới luyện thần phản hư để lên bảng, thật sự không thể tưởng tượng nổi, điều này chứng tỏ Triệu Thiên Phàm có thể vượt cấp giết người, quan trọng nhất là người này chỉ là một tán tu, không thuộc bất kỳ thế lực nào, chỉ sợ người này từng đạt được kỳ ngộ lớn, mới có thể vượt cấp khiêu chiến, Tống Tân Dương suy đoán, người vây xem khác cũng nhìn thấy cái tên tán tu Triệu Thiên Phàm trên địa bảng, mọi người đều kinh ngạc khó hiểu, vậy mà có một tán tu lên bảng, mới luyện thần phản hư đã có thể đánh đồng với những thiên tài luyện hư hợp đạo đó không biết triệu thiên phàm này đã đạt được kỳ ngộ gì chỉ sợ sau này triệu thiên phàm này là phiền phức lớn xoa 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 ngay lúc mọi người nghị luận với nhau thì vô số lưu quang đáp xuống cửa thành lưu quang biến mất lộ ra vẻ vốn có trong lưu quang là mấy bộ khoái tiên đường mặc trang phục cá chuồn mà nam tử trung niên dẫn đầu lại mặc trang phục quan phủ tam phẩm đây là vệ thành kinh triệu y đồn rằng có được tu vi thái ất kim tiên bạn đang xem ta thân phận đại đạo bị muội muội đắc kỷ công khai được thuyết minh tại kênh youtube di các phim người của triều đình tới rồi có người nhào giọng thì thầm vốn tiếng nghị luận sôi nổi cũng trở nên yên tĩnh hơn nhiều vệ thành đánh giá tấm bia đá bên cạnh cửa thành ánh mắt hiện lên nghi ngờ chất liệu của tấm bia đá này không phải vàng cũng không phải gỗ không phải đá cũng không phải đồng vậy mà hắn lại không rõ tấm bia đá được chế tạo từ gì còn nữa thông qua thần thức hắn phát hiện tấm bia đá dưới đất vốn không có lỗ trống không biết tấm bia đá mọc lên như thế nào thiên cơ các đây là thế lực mọc ra ở đâu lại dám giả thần giả quỷ ở tiên đường trong lòng vệ thành đào qua vô số ý niệm nhưng trên mặt lại không chút thay đổi vẻ mặt vẫn uy nghiêm hắn dặn dò với bộ khoái bên cạnh nâng tấm bia đá này lên nâng đến phủ nha để bệ hạ định đoạt vâng bộ khoái xung quanh đáp lại một tiếng có hai người bay ra đi tới dưới tấm bia đá mỗi người nâng một bên vận chuyển pháp lực chuẩn bị nâng tấm bia đá này lên nhưng chỉ thấy hai bộ khoái đỏ mặt minh văn trên cánh tay tản ra hào quang còn trói mắt hơn cả mặt trời lại không thể lay động tấm bia đá được chút nào tấm bia đá vẫn dựng thẳng tại chỗ vệ thành nhìn đến mức rất kinh ngạc phải biết rằng hai bộ khoái này đều là tu sĩ địa tiên kỳ đều có thể cong núi cao vạn trượng nhưng tại sao không nhấc nổi tấm bia đá cao mấy chục mét chứ? Vệ Thành phất tay với bộ khoái bên cạnh nói, các ngươi đều đi giúp đỡ đi. Đại khái có hơn 20 bộ khoái địa tiên kỳ, thiên tiên kỳ bay đến bốn phía của tấm bia đá, mỗi người đều vận chuyển pháp lực, có ý đồ cùng nâng tấm bia đá lên, nhưng cho dù tăng thêm nhiều người, tấm bia đá vẫn không chút nhúc nhích, người xung quanh nhìn đến mức trợn mắt há mồm, mà trên mặt Vệ Thành cũng tràn ngập vẻ kinh ngạc, tấm bia đá này được tạo ra như thế nào vậy, sao lại nặng như vậy? Các ngươi tránh ra, để ta thử xem. Vệ Thành chuẩn bị đích thân ra tay nhưng đúng lúc này lại có mấy lưu quang từ phương hướng hoàng thành bay tới vị trí cửa thành đông thành tốc độ của lưu quang không nhanh nhưng một giây sau đã thấy mấy bóng dáng xuất hiện trên bầu trời cửa thành trong mấy bóng dáng này ở giữa là người mặc trường bào long phượng màu vàng tươi sáng đầu đội vương miện uy áp lay động trời đất chính là nữ hoàng tiên đường bên cạnh nữ hoàng tiên đường là đám người võ chiếu lý tú ninh lý lệ chất thượng quan uyển nhi và mấy đại quan nhất phẩm triều đình mỗi người đều tản ra khí chất xem thường thiên hạ người xung quanh nhìn thấy đều run sợ vô cùng rung động đây là nữ hoàng bệ hạ vậy mà nữ hoàng bệ hạ lại đích thân đến đây trời ạ à, vậy mà ta lại nhìn thấy nữ hoàng bệ hạ bái kiến nữ hoàng bệ hạ bệ hạ thọ cái chư thiên tiên phúc vĩnh hưởng dân chúng yêu tộc vây xem đều quỳ trên mặt đất trong miệng chúc phúc tiểu tê tử trong nháy mắt người dân gần cổng thành không có ai đứng lên tống tân dương cũng quỳ xuống đất theo đám người nhưng tâm trạng của hắn giờ phút này còn khiếp sợ hơn bất kỳ người nào kích động bởi vì hắn phát hiện dáng vẻ của nữ hoàng tiên đường giống y hệt tiểu tê tử con gái của lý công tử Ô my God, con gái của Lý Công Tử lại là nữ hoàng tiên đường. Tống Tân Dương chỉ cảm thấy cả người sắp nứt ra. Hắn nhớ đến bình thường thường xuyên gọi Lý Nguyên về nấu cơm. Cô bé ngốc nghếch đó so sánh với nữ hoàng kinh thường thiên hạ trước mắt này. Chỉ cảm thấy không chân thật. Nếu như nói chuyện này cho ra ra, chỉ sợ cảm của Tống lão đầu bọn họ đều rớt mất. Tiểu Tê Tử vốn không để ý tới con dân quỳ lại phía dưới. Sự chú ý của nàng luôn đặt trên tấm bia đá. Thật ra, lúc tấm bia đá đột nhiên xuất hiện, nàng cũng đã chú ý cũng dùng thần thức dò xét tấm bia đá một lượt Tấm bia đá này thoạt nhìn mọc lên từ dưới đất, nhưng thật ra là bay ra từ trong dòng sông thời không. Hơn nữa, trong tam giới hồng hoang tổng cộng có 20 tấm bia đá đồng thời xuất hiện, hai tấm bia đá ở thiên giới, hai tấm bia đá ở địa phủ, bốn tấm bia đá ở tứ đại bộ châu của nhân giới, còn có bốn tấm bia đá nằm trong tứ đại hải dương nhân giới. Trên mỗi tấm bia đá đều liệt kê 100 tu sĩ địa bảng dựa theo thực lực từ cao đến thấp. Thật ra, giờ phút này chẳng những thành trường an bàn tán sôi nổi bởi vì sự xuất hiện của địa bảng bằng thạch bia đó, mà thiên giới, địa phủ, Bắc Minh, huyết Hà, sinh linh của Tam Đại Bộ Châu, tứ đại hải dương cũng bởi vì sự xuất hiện đột ngột của địa bảng thạch bia mà dẫn tới chấn động cực lớn. Tất cả mọi người đều suy đoán lai lịch của địa bảng, thiên cơ các đó rốt cuộc là thần thánh phương nào? Đáng tiếc, ngay cả thánh nhân đều không thể suy đoán ra lai lịch của thiên cơ các. Còn tấm bia đá địa bảng cũng là đột nhiên xuất hiện ở trong dòng sông thời không, không chút điểm báo. Tiểu Tê Tử phát hiện bên trong tấm bia đá ẩn chứa một tầng đạo văn cực kỳ bất phàm. Tầng đạo văn này do vô số pháp tắc diệt thành, ẩn chứa lực lượng, sinh mệnh, hủy diệt luân hồi và các lực lượng khác cường độ vượt qua tiên thiên trí bảo có thể sánh với hỗn độn linh bảo bệ hạ phi thần phát hiện bằng xếp hạng được ghi lại trên tấm bia đá này vốn không phải bịa đặt lung tung chỉ sợ là thật phó chiếu lộ vẻ khiếp sợ nói với tiểu tây tử mấy người đứng đầu địa bảng ta từng xem qua hồ sơ học tịch của ly sơn học viện diệp vãn đường đứng thứ nhất là đệ tử thân truyền 20 năm trước chấn nguyên đại tiên mới nhận nghe nói thiên phú cực cao nền móng cực tốt chấn nguyên đại tiên còn ban cho hắn mấy món linh bảo hắn có thể xếp hạng nhất địa bảng có lẽ danh xứng với thực còn có đặng nhất nặc xếp thứ hai đàm mục bạch xếp thứ ba đều có chỗ bất phàm là thiên tài siêu cấp có thể đánh tu sĩ cùng cấp bậc lý tú ninh nghi hoặc nói những chuyện này có lẽ là cơ mật thuộc về tiên đường chúng ta sao thiên cơ các này lại rõ ràng như vậy tại sao hắn muốn thành lập địa bảng xếp hạng những tu sĩ này lý lệ chất nói cái khác không nói một khi có bảng xếp hạng này nhất định sẽ gây ra một trận gió tanh mưa máu ở nam đạm bộ châu những người trên địa bảng chỉ sợ khó có thể an bình dù sao thì sẽ không ai thừa nhận người khác lợi hại hơn mình những tu sĩ trên địa bảng nhất định sẽ nhận được vô số khiêu chiến tiểu tê tử không mở miệng chỉ thấy nàng vươn cánh tay trắng nõn mở bàn tay thon dài vận chuyển pháp lực về phía tấm bia đá có ý đồ hút tấm bia đá vào trong tay nàng pháp tắc không gian và lực lượng pháp tắc đồng thời trồng lên trên tấm bia đá vu lần này tấm bia đá thoáng dung chuyển phát ra ánh sáng xanh óng ánh chỉ là tấm bia đá vẫn không vào trong tay của tiểu tê tử tiểu tê tử nhớ mày bắt đầu gia tăng lực pháp tắc trong bàn tay hai đạo ấn hiện lên từ trong lòng bàn tay nàng phát ra ánh sáng chói mắt tấm bia đá phát ra ánh sáng xanh bắt đầu run rẩy nhưng rất nhanh ánh sáng xanh bắt đầu trở nên chói mắt độ cong run rẩy của tấm bia đá cũng bởi vậy mà dần ổn định lại tiểu tê tử phát hiện đạo văn mà tấm bia đá phát ra đã liên kết với đại đạo hồng hoang pháp tắc thời gian và pháp tắc không gian của tấm bia đá đã giao hòa với pháp tắc thời gian và pháp tắc không gian của hồng hoang nếu nào muốn thu tấm bia đá vào trong tay nhất định phải có được lực lượng kéo toàn bộ hồng hoang lên đồng thời chém đứt pháp tắc thời không của tấm bia đá và hồng hoang mới được mà muốn kéo hồng hoang thì cần thiên đạo cự phách mới có thể làm được thánh nhân cũng không thể thực lực của tiểu tây tử tuy có thể áp đảo tu sĩ cùng cấp bậc nhưng vẫn không cách nào kéo tấm bia đá điều này khiến tiểu tây tử vô cùng khó chịu trên ngọn núi cao vạn trượng nào đó ở nam đạm bộ châu bên cạnh hồ nước phía trước một đại điện có một nam từ trẻ tuổi đang nhìn chăm chăm vào hồ nước khóe miệng nở nụ cười nam từ trẻ tuổi thoạt nhìn khoảng 25 26 dáng người tròn vo khuôn mặt tròn trịa ánh mắt vốn không lớn bị thịt chèn ép ngày càng nhỏ trong hồ nước lại hiển hiện 12 hình ảnh mỗi một hình ảnh đều hướng về phía tấm bia đá được rùa đá nâng có hình dáng giống nhau như đúc xuất hiện rất nhiều nhân vật nổi danh đỉnh cao ở hồng hoang ví dụ như minh hà lão tổ hạo thiên giao trì côn bằng như lai mà một trong những hình ảnh đang chiếu cảnh tiểu tê tử cố gắng nhổ tấm bia đá ánh mắt của nam tử mập mạp giờ phút này cũng nhìn chằm chằm vào ống kính này hì hì hệ thống đã nói thiên cơ thành này ngay cả thánh nhân cũng không thể phá và di chuyển ngươi đừng ôn phí sức lực nữa vô dụng thôi nam tử trẻ tuổi đắc ý cười to nói ha ha Chú ý ta dùng thiên cơ thạch để thiết lập địa bằng đúng là quá anh minh, hành động nhẹ mà dễ đã đạt được tỷ điểm kinh ngạc, hơn nữa điểm kinh ngạc còn không ngừng gia tăng. Sau khi sử dụng những điểm kinh ngạc này, tu vi của ta có thể vượt qua mấy lại cảnh giới, khả năng tính toán của hệ thống cũng sẽ được nâng cao rất nhiều. Ngay tức khắc, ta có thể đẩy ra thiên bảng, đại la bảng cùng với thánh bảng, đến lúc đó tạo thành chấn động, điểm kinh ngạc thu được không phải địa bảng là có thể so sánh, cứ tiếp tục phát triển như vậy, không qua bao lâu, ta sẽ có thể trở thành tồn tại mạnh nhất trên thế giới này, thánh nhân thần phục dưới chân ta người đẹp mặc cho ta định đoạt, ta cũng không khỏi bội phục tài năng của mình rồi. Qua ha 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 ha, ha. nói xong, hắn không kìm lòng được mà cười to, vui sướng nói không nên lời, tràn đầy đắc ý, nhưng cứ cười cứ cười, tiếng cười của hắn đột nhiên ngày càng thấp, biểu cảm trên mặt hắn cũng từ đắc ý biến thành nghi ngờ và khiếp sợ, chỉ thấy nữ hoàng tiên đường đột nhiên nhẹ nhàng phun ra mấy chữ trong hình ảnh đang chiếu thành trường ăn, nhân danh phụ thân, lên, sang ngọc của tiểu tây tử khẽ mở, thiên cơ thạch vốn không chút nhúc nhích lại thoát ly mặt đất, bay lên, bị tiểu tây tử nắm trong tay, sau đó tiểu tê tử còn sóc sóc tấm bia đá giống như quả bóng ra nhìn qua tấm bia đá nằm trong tay tiểu tê tử nhẹ như không có gì vu tiểu ngư nhìn thấy cảnh tượng này trên mặt tràn ngập khó tin trong mắt suýt chút nữa thì trừng ra ngoài vì khiếp sợ không phải hệ thống đã nói ngay cả thánh nhân cũng không thể lay động thiên cơ thạch sao tại sao nữ hoàng tiên đường lại có thể cầm lên còn thoải mái như vậy tu vi của nữ hoàng tiên đường không phải chỉ có chuẩn thánh đại viên mãn thôi sao rốt cuộc xảy ra vấn đề ở đâu rồi hệ thống người cút ra đây cho ca ngươi giải thích cho ca một chút tại sao nữ hoàng tiên đường có thể cầm lấy thiên cơ thạch một âm thanh máy móc nằm ở trong đầu Vu tiểu ngư trả lời chuyện này đã vượt ra khỏi tính toán của hệ thống không cách nào giải thích tại sao nữ hoàng tiên đường có thể cầm thiên cơ thạch chỉ biết lực lượng của đối phương lúc này đã vượt qua thế giới hồng hoang vẻ mặt Vu tiểu ngư xoắn suýt sao ngươi lại không thể suy đoán chẳng phải ngươi đã nói thế giới hồng hoang chỉ có thiên đạo cự phách mới có thể lai động sao hệ thống quả thật chỉ có thiên đạo cự phách mới có thể lai động thế giới hồng hoang tuy thánh nhân có thể phá hồng hoang nhưng không thể cầm lên vu tiểu ngư chỉ vào tiểu tê tử vậy thì ngươi giải thích cho ca chút đi hệ thống không thể giải thích được vu tiểu ngư lần đầu tiên hắn phát hiện trên thế giới này còn có chuyện mà hệ thống không giải thích được phải biết rằng sở dĩ hắn có thể xếp hạng tu sĩ dưới địa tiên kỳ của hồng hoang cũng là bởi vì hệ thống trợ giúp điều này cho thấy khả năng của hệ thống mạnh như thế nào trên người của nữ hoàng tiên điều này rốt cuộc ẩn giấu bí mật gì chẳng phải ngươi được xưng là hệ thống thiên cơ sao đều có thể suy đoán tất cả mọi chuyện sao còn có chuyện ngươi không thể giải thích được ngươi không thấy có lỗi với tên của ngươi sao rác rưởi vu tiểu ngư rất khó chịu nói với hệ thống giọng điệu cũng không chút khách sáo hệ thống không trả lời nó vốn không có dao động cảm xúc đây cũng là nguyên nhân tại sao vu tiểu ngư dám chửi với hệ thống đúng rồi vu tiểu ngư đột nhiên nhớ tới cái gì đó hắn hỏi hệ thống lấy danh nghĩa phụ thân đây là chú ngữ gì sao hệ thống không tra ra được bất kỳ dao động pháp lực đạo văn nào từ trong mấy chữ này vu tiểu ngư suy nghĩ một lúc rồi dặn dò hệ thống điều tra thông tin của phụ thân nữ hoàng tiên đường cho ta rất nhanh trước mặt vu tiểu ngư lập tức xuất hiện một màn hình ảo trong màn hình có một bức ảnh cùng với thông tin của lý nhị lý nhị thái thượng hoàng triều nhà đường phụ thân của nữ hoàng tiên đường thê tử chính cung trưởng tôn vô cấu tu vi địa tiên hậu kỳ sở thích người đẹp rượu thơm ăn ngon ca múa đù vậy mà lại có sở thích lại giống ca vu tiểu ngư chửi bới một câu đọc xong thông tin của lý nhị hắn phát hiện lý nhị này hoàn toàn không có bất kỳ chỗ nào đặc biệt thực lực chỉ địa tiên hậu kỳ quá gà rồi bởi vậy thiên cơ thạch bị cầm lên một cách khác thường không thể là phụ thân của nữ hoàng tiên đường giờ trò quỷ được vậy rốt cuộc là nguyên nhân gì tại sao nữ hoàng tiên đường lại nói câu nhân danh phụ thân vẻ mặt của vu tiểu ngư xoắn suýt hắn phát hiện thế giới hồng hoang này dường như không đơn giản như hắn tưởng tượng cũng không biết hành vi của mình đã bị người ta theo dõi vừa rồi nàng không di chuyển được tấm bia đá nghĩ đến xung quanh có nhiều dân chúng đang nhìn mình nàng không muốn mất mặt vì thế chỉ đành nhờ phụ thân giúp đỡ cũng may phụ thân cho lực để nàng không mất mặt dưới mí mắt của vô số con dân trên mặt tiểu tê tử không có phản ứng mặt không biểu cảm có vẻ vô cùng lạnh lão nàng tùy ý nâng tấm bia đá sau đó bay đến hoàng cung đặt tấm bia đá ở vị trí phía trước lạnh cung nàng lại đánh ra mấy pháp quyết xung quanh tấm bia đá bố trí một đại trận bao trùm tấm bia đá lại thông tin trên tấm bia đá vẫn là ít người biết thì tốt hơn nếu không dễ dàng náo động không nói trái lại còn có thể tạo ra uy hiếp cho tu sĩ trên bảng dù sao thì phần lớn tu sĩ trên địa bảng của nam đạm bộ châu đều là đệ tử của học viện tiên đường tiểu tê tử đặt tấm bia đá xong thì vội vàng bay ra khỏi hoàng cung về phía khách điếm mà giây phút đàng bay ra khỏi hoàng cung hoàng bào trên người đã biến thành bộ váy công chúa màu đen hoa lệ khí chất của nàng cũng từ xem thường thiên hạ chuyển hóa thành em gái nhà bên lãnh diễm quay lại khách điếm tiểu tê tử lập tức nhìn thấy cô ca lầu tự sôi xe đồ chơi điều khiển từ xa và các vật dụng khác được đặt trên quầy khiến nàng không khỏi tò mò mấy thứ này là phụ thân tạo ra sao trong lúc nói chuyện nàng đã tò mò cầm cuốn tiểu thuyết trinh thám trong tay kết quả lộ ra tạp chí playboy ở bên dưới tiểu tê tử nhìn bìa tạp chí biểu cảm không khỏi ngây người chỉ cảm thấy đầu óc trống rỗng có vẻ rất bối rối luống cuống lý nguyên thấy thế trong lòng không khỏi hét lớn toang rồi hắn dùng một ý niệm lập tức xóa tạp chí thành hư vô hắn vội vàng làm rõ nói mấy thứ này đều là tống tân dương đưa cho ta không liên quan đến ta bạn đang xem ta thân phận đại đạo bị muội muội đắc kỷ công khai được thuyết minh tại kênh youtube di các phim thấy tạp chí biến mất lúc này tiểu tê tử mới thở phào nhẹ nhõm ta biết đây không phải là của phụ thân nàng hơi tức giận nói tống tân dương đó cũng quá đáng ghét rồi vậy mà lại dùng đồ vật thu tục này đến làm dơ bẩn ánh mắt của phụ thân tiểu tê tử vẫn là có ấn tượng về tống tân dương một người ở rể không ngờ tư tưởng lại xấu đến vậy tống tân dương tiểu tê tử dặn dò phụ thân sau này phụ thân đừng kết giao với loại người này nữa tránh làm hòng ngươi biểu cảm của lý nguyên ta không phải là đứa trẻ có thể bị người khác làm hỏng sao nhưng hắn suy nghĩ đôi chút vẫn là không nên phản bác trực tiếp gật đầu đồng ý là được được sau này ta sẽ tránh xa loại người thô tục này tống tân dương tiểu tê tử thấy phụ thân đồng ý lúc này mới hài lòng gật đầu trong lòng nàng phụ thân chính là hoàn mỹ không tì vết sao có thể xem thứ thô tục như vậy loại đồ vật này chỉ có lý nhị mới thích lý nhị tiểu tê tử lại nói cho dù phụ thân muốn xem thì xem trực tiếp hai vị nương nương nữ qua hậu thổ chẳng phải là tốt hơn sao hoặc là thực dược tỉ tỉ bọn họ đẹp hơn tạp chí thô tục này mấy trăm triệu lần phụt đột nhiên nghe thấy lời nói kinh thế hãi tục của tiểu tê tử lý nguyên suýt chút nữa thì phun ra ba lít máu già trực tiếp nhìn nữ oa hậu thổ xem ta là ai vậy ta không thèm nhìn lý nguyên thẳng thắn nói nữ oa và hậu thổ nương nương tốt lắm tiểu tây tử khuyên nhủ nàng cũng không muốn phụ thân độc thân cả đời lý nguyên bất đắc dĩ nói có thể đừng thảo luận chuyện này được không thảo luận chuyện này với con gái kỳ lạ quá đi tiểu tây tử nghe vậy nhún bờ vai nhỏ của nàng từ bỏ suy nghĩ tiếp tục khuyên bảo phụ thân nàng chỉ vào cô ca lẩu tự sôi trên quầy khó hiểu hỏi phụ thân đúng rồi phụ thân sao tống tân dương đó lại có mấy thứ này lý nguyên giải thích hắn có thể tùy ý xuyên qua một thế giới đô thị những thứ này đều là vật phẩm hắn lấy về từ thế giới đó tiểu tê tử kinh ngạc nói không phải hắn là người phàm sao sao có thể tùy ý xuyên qua thế giới khác phải biết rằng ngay cả tiểu tê tử cũng không thể tùy ý xuyên qua thế giới khác bởi vì hồng mông thật sự quá lớn hồng hoang lại nhỏ bé giống như một hạt bụi trong toàn bộ hồng mông thế giới khác và hồng hoang đã không còn là vấn đề khoảng cách ở giữa còn cách thời gian không gian mưa tuyết lôi điện thủy triều pháp tắc phong thủy địa hòa ngay cả thánh nhân cũng không nhất định có thể phát hiện ra thế giới khác chứ đừng nói là tùy ý xuyên qua thần niệm lúc trước cũng là mượn vạn giới tháp hỗn độn linh bảo lúc này mới mở được bình chướng của hồng hoang và mãng hoang tiểu tê tử nghĩ không ra tại sao tống tân dương có thể tùy ý xuyên qua thế giới khác điều này không phù hợp với lẽ thường lý nguyên bởi vì trong cơ thể hắn dung hợp một hệ thống không trọn vẹn có thể tùy ý kết nối hai vị diện tiểu tê tử bất ngờ nói không ngờ người này cũng có hệ thống chỉ là thực lực của hắn rất mạnh nhưng tư tưởng lại lệch lạc tống tân dương hắn vĩnh viễn cũng không ngờ đến nhân phẩm của hắn trong mắt của nữ hoàng tiên đường đã thành số âm như vậy bỏ qua sự việc nhỏ ở giữa này tiểu tê tử hỏi phụ thân chuyện chính phụ thân tấm bia đá đột nhiên xuất hiện ở hồng hoang là có chuyện gì vậy thiên cơ các đó là thế lực nào bọn họ tạo ra động tĩnh lớn như vậy là có mục đích gì lý nguyên thiên cơ các thật ra là do một người xuyên không làm ra lại là người xuyên không sao gần đây người xuyên không nhiều như vậy cảm giác hồng hoang giống nhà vệ sinh công cộng dù là người nào muốn đến thì cứ đến vẻ mặt của tiểu tây tử cảm khái nói lý nguyên thật ra những người xuyên không này là ta cố ý dẫn tới tăng thêm chút vui vẻ cho hồng hoang tiểu tây tử cuối cùng nàng cũng hiểu tại sao người xuyên không của hồng hoang lại nhiều như vậy thì ra phụ thân mới là phản động ở phía sau tại sao người xuyên không này lại đưa ra địa bảng tạo ra động tính lớn như vậy tiểu tây tử tiếp tục hỏi lý nguyên hắn có một hệ thống chỉ cần đạt được điểm kinh ngạc là có thể tăng tu vi đạt được phần thưởng cho nên hắn thiết kế địa bảng là vì để cho người đời kinh ngạc từ đó đạt được điểm kinh ngạc tiểu tây tử tỉnh ngộ thì ra là như vậy tinh 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 đúng lúc này một tiếng chuông gió đột nhiên vang lên từ cửa chỉ thấy nữ oa hậu thổ tam thanh cùng mấy thánh nhân hồng hoang vội vàng đi vào khách điếm nhìn thấy nữ oa và hậu thổ Biểu cảm của Lý Nguyên không khỏi có chút quái lạ, hắn lập tức nhớ đến đề nghị vừa rồi của tiểu Tê Tử, nhìn thấy Lý Nguyên, Lữ Oa vội vàng cao giọng hỏi, "Lý Nguyên, ngươi thấy không, Hồng Hoang đột nhiên xuất hiện 12 tấm bia đá quái dị, thánh nhân bọn ta ra tay cũng không thể phá hồng những tấm bia đá đó." Phu Tiểu Ngư suy nghĩ một lúc, vẫn không nghĩ ra tiểu Tê Tử nâng tấm bia đá lên như thế nào, nếu đã nghĩ không thông thì hắn cũng không muốn nghĩ nữa, mà kiểm tra thu hoạch ngày hôm nay, một hành động đưa ra 12 địa bảng ở Tam giới, tạo thành vô số chấn động, Phu Tiểu Ngư tổng cộng thu hoạch được 5 tỷ điểm kinh ngạc đồng thời hệ thống của hắn cũng từ sơ cấp bước qua trung cấp một hành động tăng lên cao cấp trước kia hệ thống của hắn chỉ có thể dò xét thông tin về sinh linh dưới địa tiên kỳ hiện giờ sau khi tăng lên cao cấp hệ thống có thể dò xét tất cả thông tin của sinh linh dưới thái ất kim tiên kỳ trong phạm vi hồng hoang có thể nói là có bước nhảy vọt về chất hơn nữa bởi vì hắn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ hệ thống còn thưởng cho hắn ba món quà xa hoa bên trong mỗi một món quà thấp nhất cũng có thể mở ra một món tiên thiên linh bảo trung phẩm còn có tỷ lệ một phần trăm mở ra tiên thiên chí bảo tỷ lệ một phần vạn mở ra hỗn độn linh bảo tỷ lệ một phần triệu mở ra hỗn độn trí bảo nhìn thấy những phần thưởng này tâm trạng của vu tiểu ngư vô cùng vui vẻ hắn trực tiếp dùng 5 tỷ điểm kinh ngạc đổi 5 tỷ điểm công đức sau đó trực tiếp đưa tu vi của hắn từ địa tiên kỳ thoáng cái tăng lên tới đại la kim tiên sơ kỳ vui đến nỗi khiến vu tiểu ngư không khép miệng lại được dựa theo tốc độ tăng tu vi thì không bao lâu nữa hắn đã có thể thành thánh không quá một năm hắn đã có thể bá chiếm hồng hoang một chữ đã sau khi ổn định lại tâm trạng kích động hắn lại bắt đầu mở túi quà kết quả số mệnh của hắn nghịch thiên không ngờ lại mở ra được hai món tiên thiên trí bảo một món hỗn độn trí bảo từ trong ba món quà lớn xa hoa khiến vu tiểu ngư vui mừng đến mức đỉnh đầu sắp nổi bọt hắn cảm thấy bản thân chính là vận mệnh tri tử thiên mệnh tri nhân sau khi vu tiểu ngư đánh giá ba món trí bảo một lừa thì chuẩn bị tiếp tục cố gắng cập nhật nội dung trên thiên cơ thạch thành lập thiên bảng mới trong thiên bảng sẽ thu thập xếp hạng thực lực tu sĩ thái ất kim tiên đến địa tiên kỳ trong các bộ châu hồng hoang tam giới để chọn ra một trăm tu sĩ có thực lực mạnh nhất các nơi lên bảng vu tiểu ngư tin rằng chỉ cần thiên bảng xuất hiện chấn động tạo thành hoàn toàn không phải địa bảng có thể so sánh dù sao thì phân lượng của tu sĩ thái ất kim tiên đến địa tiên kỳ nặng hơn những tu sĩ vẫn chưa thành tiên nhiều ngay lúc vu tiểu ngư chuẩn bị cập nhật bảng xếp hạng làm tăng điểm kinh ngạc thì đột nhiên hắn cảm thấy một tia sáng từ ngoài trời bắn tới vị trí của hắn vu tiểu ngư thấy thế không khỏi ngừng cập nhật bảng xếp hạng hai mắt không chớp nhìn chằm chằm ánh sáng tu vi hiện tại của hắn đã đạt tới đại la kim tiên bởi vậy có thể thấy rõ động tĩnh bên trong ánh sáng bên trong ánh sáng đó là một đám tường vân bảy màu trên tường vân có một ông già với dáng người thon dài tướng mạo thanh tú đứng chắp tay sau lưng ông già với chòm râu trắng mái tóc bồng bềnh tinh thần phấn chấn mặc bộ đạo bào màu trắng rộng thùng thình đạp mây mà đi y quyết phiêu phiêu trông cốt cách thần tiên siêu nhiên thế ngoại không nói nên lời nhưng điều khiến vu tiểu ngư hơi kinh ngạc là hắn lại không nhìn thấu tu vi của ông già này cứ như đã hợp thành một thể với thế giới xung quanh dường như hắn chính là thế giới mà thế giới chính là hắn nhưng dù vu tiểu ngư hơi kinh ngạc tu vi thật của ông già này thì trên mặt vốn không bởi vậy mà lộ ra chút kinh hoàng nào có vẻ rất thong dong bình tĩnh, bởi vì mặc kệ ông già này là thật sự bất phàm hay chỉ là vẻ hào nhoáng bên ngoài thì Vu Tiểu Ngư đều có cách ứng phó, tuy hiện tại Vu Tiểu Ngư chỉ có tu vi đại la kim tiên, nhưng chỉ cần hắn ở trong phạm vi Thiên Cơ Sơn thì hắn chính là tồn tại vô địch, không ai có thể đánh bại hắn trong Thiên Cơ Sơn, một ý niệm là có thể xóa bỏ thánh nhân, một ánh mắt là có thể khiến cho thiên đạo thần phục, bởi vậy, ông già này tuy khí chất bất phàm, nhưng Vu Tiểu Ngư cũng không cảm thấy có gì phải sợ hãi, cho dù người đến là thánh nhân, là thiên đạo thì có sao? đều phải cúi đầu phục tùng trước mặt bổn công tử rất nhanh ông già này lập tức bay tới trước mặt vu tiểu ngư mà vu tiểu ngư cũng lập tức biết được tất cả thông tin về ông già này chỉ thấy một màn hình ảo mà người ngoài không nhìn thấy xuất hiện trước mặt vu tiểu ngư hồng quân hỗn độn ma thần từng là người đại diện thiên đạo tu vi thiên đạo đại viên mãn tâm nguyện đột phá thiên đạo tiến vào cảnh giới đại đạo pháp bảo tạo hóa ngọc điệp vạn giới tháp bàn cờ linh lung trải nghiệm nhấp vào để xem chi tiết nhìn thấy những thông tin này Vu Tiểu Ngư không khỏi lộ ra tia tươi cười nhàn nhạt, nhạt, có vẻ càng thong dong tự tin. Cho dù ngươi là thiên đạo đại viên mãn thì đã sao? Trước mặt ta, chẳng phải là không còn bí mật gì sao? Hắn bình tĩnh, chủ động ôm quyền chào hỏi Hồng Quân. Thì ra là Hồng Quân đạo hữu đại giá Quang Lâm. Thất kính thất kính. Hồng Quân vốn đang thăm dò Vu Tiểu Ngư, hắn nghe thấy Vu Tiểu Ngư chào hỏi, trên mặt không khỏi lộ ra chút kinh ngạc. Hắn không ngờ nam tử trước mắt lại biết thân phận của hắn. Không phải người này chỉ có tu vi đại la kim tin thôi sao? Tại sao có thể biết được thân phận của ta? khó trách hắn có thể dựng địa bảng ở hồng hoang một cách im hơi lặng tiếng quả nhiên là có chỗ đặc thù trước đó hồng quân cũng cảm nhận được động tĩnh của hồng hoang vì thế đã sử dụng thần thông dò xét lai lịch của thiên cơ thạch bạn đang xem ta thân phận đại đạo bị muội muội đắc kỷ công khai được thuyết minh tại kênh youtube di các phim thực lực của hắn tất nhiên không phải là tiểu tê tử tam thanh bọn họ có thể so sánh trải qua một phen cố gắng đã thật sự để hồng quân dò xét ra chút thông tin hắn phát hiện thiên cơ thạch loáng thoáng có quan hệ nhàn nhạt với nơi nào đó ở nhân giới nếu không phải tu vi của hồng quân những năm tháng này tăng lên rất lớn thì hắn sẽ không phát hiện được chút quan hệ này điều này khiến hắn rất tò mò vì thế hồng quân đã rời khỏi tử tiêu cung đến xem xét tình hình chỉ là hắn không ngờ bản thân vừa mới tới nơi này đã bị một tiểu tu sĩ đại la kim tên nói ra thân phận phải biết rằng trong hồng hoang người có thể nhận ra hắn không quá ba ngàn tuy giật mình nhưng trên mặt hồng quân vốn không biểu hiện ra hắn không kiêu ngạo hỏi vũ tiểu ngư bần đạo hồng quân bái kiến đạo hữu vẫn chưa thỉnh giáo đại hiệu của đạo hữu vu tiểu ngư ta họ vu hắn vốn không có đạo hiệu, chỉ là nếu nói thật bản thân không có đạo hiệu, hình như không đủ khí phách cho lắm, vì thế, hắn linh động, thuận miệng lấy cho mình một đạo hiệu khí phách bên ngoài, đạo hiệu Già Thiên, Hồng Quân không nghĩ ngợi nhiều, thì ra là Già Thiên đạo hữu, không biết Già Thiên đạo hữu làm sao biết ta là Hồng Quân, Vu Tiểu Ngư không lập tức trả lời, mà chỉ về phía câu đối được viết hai bên đại điện phía sau, phía trên là quá khứ tương lai, càn khôn âm dương, không gì không biết, phía dưới là vũ trụ hồng mông, vận mệnh luân hồi, tất cả đều biết, tái bút đồng vương nhìn thấy câu đối này khóe miệng của hồng quân không khỏi run rẩy điệu bộ này khiến hắn không nói nên lời còn đồng vương ngươi cho rằng ngươi là lý tiền bối sao hơn nữa chỉ là một đại la kim tiên sao dám nói bản thân hiểu hết tương lai biết hết hồng mông ta thiên đạo đại viên mãn cũng không dám nói khoác là biết hết hồng mông đúng là người không biết thì không sợ hồng quân vốn không nói ra lời chửi bới trong lòng hắn hỏi vũ tiểu ngư không biết đạo hữu đắc đạo từ lúc nào tại sao trước đây bần đạo chưa từng nghe qua đạo hữu vũ tiểu ngư bắt đầu nói dối không chút đỏ mặt Ta luôn bế quan ở nơi này, trước đây chưa từng quan tâm đến thế sự, cho nên đạo hữu không biết." Hồng Quân gật đầu nói, "Thì ra là như thế, còn trong lòng hắn có tin hay không thì chỉ có hắn biết." Sau một hồi hàn huyên, cuối cùng Hồng Quân cũng hỏi chuyện chính, "Già Thiên Đạo hữu, Hồng Hoang đột nhiên xuất hiện địa bảng, là đạo hữu lập nên sao?" phu Tiểu Ngư không ngờ Hồng Quân lại biết địa bảng có liên quan đến hắn, không hổ là người đại diện của Thiên Đạo trước đây, quả thật có chút bản lĩnh, hắn không giấu giếm, sảng khoái thừa nhận, "Không sai, địa bảng đúng là ta lập nên." Hồng Quân khó hiểu nói, đạo hữu thành lập bảng xếp hạng này không biết có dụng ý gì đương nhiên vu tiểu ngư sẽ không nói ra mục đích thật sự của mình hắn tùy ý tìm một cái cớ nói không có gì chỉ là ta thích xếp hạng cho tu sĩ ngoại trừ địa bảng ra tương lai ta còn chuẩn bị thành lập thiên bảng đại la bảng bảng thánh nhân bảng soái ca bảng mỹ nữ bảng linh bảo để làm phong phú thêm các hoạt động giải trí của quân chúng hùng hoang hồng quân nghe thấy những bảng xếp hạng phong phú này trên trán không khỏi hiện ra ba đường màu đen hắn cực kỳ cạn lời với cái cớ của vu tiểu ngư theo hắn thấy đây đơn thuần là ăn no không có việc gì làm rảnh rỗi đến sợ hơn nữa vu tiểu ngư lại mưu toan bảng xếp hạng đại la kim tiên thánh nhân hắn có thực lực này sao hồng quân trực tiếp hỏi ra nghi hoặc của mình đạo hữu chỉ có tu vi đại la kim tiên tại sao có thể hiểu tình hình của tu sĩ hồng hoang như lòng bàn tay đến thế vu tiểu ngư không trả lời vẫn lấy tay chỉ về phía câu đối đồng vương ở phía sau chuyện này vẫn là ít giải thích thì tốt hơn nói nhiều ngược lại sẽ dễ lộ sơ hở mọi chuyện cứ để hồng quân tự đoán dù sao thì hắn vĩnh viễn cũng không thể đoán được nguyên nhân sự thật trong lòng vu tiểu ngư thầm suy nghĩ hồng quân thấy vu tiểu ngư tiếp tục giả vờ trong mắt hắn đảo qua lập tức nghĩ đến một cách thăm dò vu tiểu ngư hắn bình tĩnh hỏi vu tiểu ngư nếu đạo hữu biết suy đoán như vậy vậy đạo hữu có thể đoán ra người có thực lực mạnh nhất hồng hoang là ai không vu tiểu ngư nghe vậy không khỏi cười nói việc này hoàn toàn không cần suy đoán người có thực lực mạnh nhất hồng hoang tất nhiên là ta hồng quân lập tức nở nụ cười nếu hắn là người lợi hại nhất thì lý tiền bối đặt ở đâu ngay cả lý tiền bối cũng không biết đúng là kiến thức nông cạn ếch ngồi đáy giếng hắn lập tức hiểu rõ vu tiểu ngư nhất định là có nguyên nhân đặc thù gì đó mới có thể vượt cấp suy đoán ra một ít chuyện rốt cuộc là nguyên nhân gì hồng quân đột nhiên nhớ đến một câu lý nguyên từng nói ban đầu lúc người luân hồi giáng lâm hồng hoang lý nguyên đã nói trước mặt mọi người trong hồng hoang ẩn giấu không ít sinh linh vực ngoại còn có một phần sinh linh may mắn đạt được hệ thống huyễn hóa bản nguyên hồng mông từ đó có năng lực đáng kinh ngạc lại kết hợp với đạo văn thần bí bao phủ nguyên thần trong tử phủ của vu tiểu ngư vu tiểu ngư này rõ ràng tu vi chỉ có đại la kim tiên nhưng dòng sông vận mệnh lại bị từng đạo văn bao phủ khiến hồng quân hoàn toàn không cách nào dò xét vậy ý có phải hắn cũng là sinh linh vực ngoại hay không hoặc là có bàn tay vàng đặc thù có được loại hệ thống nào đó trong lòng hồng quân thầm suy đoán các loại khả năng vu tiểu ngư chú ý đến nụ cười trên mặt hồng quân có chút khó chịu chỉ cảm thấy mình bị khinh thường hắn không khỏi hỏi ngược lại sao vậy ngươi không tin sao tuy trong lòng hồng quân đảo qua vô số ý niệm nhưng trên mặt hắn vốn không biểu hiện ra hắn nghe vu tiểu ngư hỏi thì gật đầu nói quả thật là ta không tin vu tiểu ngư bóp bóp khớp ngón tay của mình phát ra tiếng rắc rắc giống như mấy anh giang hồ cạch 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 hắn vừa bẻ khớp ngón tay vừa nóng lòng muốn khiêu khích Hồng Quân hay là chúng ta thử xem quả thật hắn rất muốn thử năng lực vô địch của mình ở trong Thiên Cơ Sơn mà Hồng Quân lại là đối tượng thử nghiệm tốt nhất Hồng Quân bình tĩnh nói thử thì không cần ta có thể hỏi ngươi một vấn đề không thấy Hồng Quân từ chối trên mặt Vu Tiểu Ngư không khỏi hiện lên tia tức nuối hắn thuận miệng nói vấn đề gì Hồng Quân nhìn chăm chăm vào ánh mắt của Vu Tiểu Ngư nói ngươi là người ngoài Hồng Hoang sao ngươi biết hệ thống không âm um, Vu Tiểu Ngư chỉ cảm thấy có tiếng sét nổ tung trong đầu hắn, chấn động khiến đầu óc hắn vù vù, rất lâu sau vẫn không thể lấy lại tinh thần, hắn không rõ, sao Hồng Quân có thể hoài nghi hắn không phải người của Hồng Hoang, đậu mé, sao Hồng Quân lại biết hệ thống, lần đầu tiên Vu Tiểu Ngư cảm thấy hoảng hốt, hắn cảm thấy bí mật của mình bại lộ rồi, hắn không hiểu, sao Hồng Quân có thể nhìn ra được, rốt cuộc đã xảy ra vấn đề ở đâu, hệ thống, đừng giả chết nữa, mau trả lời đi, trong lòng Vu Tiểu Ngư gào thét với hệ thống, nhưng câu trả lời của hệ thống lại khiến Vu Tiểu Ngư rất thất vọng. Hệ thống cũng không biết đối phương phát hiện sơ hở như thế nào, tuy Vu Tiểu Ngư không nói gì, nhưng thông qua quan sát biểu cảm cùng với tốc độ tim đập của Vu Tiểu Ngư, Hồng Quân lập tức hiểu được, chỉ sợ bản thân đã thật sự đoán đúng, giả thiên đạo nhân này không phải là sinh linh ngoại vực, mà chỉ là có được hệ thống, nụ cười của Hồng Quân không khỏi trở nên sáng lạn mấy phần, Lý Tiên Bối từng nói hệ thống chính là chiếc chìa khóa có thể mở ra bản nguyên hồng mông, nếu ta có thể đạt được hệ thống, nghiên cứu một phen, nói không chừng có thể đột phá thiên đạo, thăng cấp thành đại đạo, nghĩ đến đây trái tim hàng tỷ năm đều không gợn sóng của Hồng Quân không khỏi đập nhanh mấy phần. ầm, um, Hồng Quân đang muốn nói cái gì đó, nhưng đúng lúc này hắn đột nhiên cảm thấy cơ thể căng thẳng, chỉ thấy một sợi xích sắt to bằng cánh tay không hề báo trước hiện ra xung quanh cơ thể hắn, vững vàng quấn hắn thành cái bánh trưng. Xích sắt này vốn không phải xích sắt bình thường, mặt trên bao trùm ba ngàn đại đạo minh văn, khóa thời gian, khóa không gian, khóa sinh mệnh và luân hồi, khóa quá khứ và tương lai. Hồng Quân muốn phá vỡ thời không chạy trốn, nhưng hoàn toàn không làm được. Cơ thể hắn cấp tốc lớn lên xích sắt cũng theo đó mà lớn hơn cơ thể hắn cấp tốc nhỏ lại xích sắt cũng nhỏ theo cho dù hắn muốn vứt bỏ cơ thể để nguyên thần bỏ chạy nhưng lại phát hiện nguyên thần cũng bị đại đạo thiết liệm khóa chặt hoàn toàn không trốn ra khỏi cơ thể được vô số huyền quang bắn ra từ trên người hồng quân muốn phá vỡ công cùng của đại đạo thiết liệm tránh thoát khỏi sự trói buộc của pháp tắc thiết liệm nhưng tuy đại đạo thiết liệm bị đụng chạm đến mức rung động linh quang vang khắp nơi lại không có chất dấu hiệu bị phá vỡ hơn nữa tuy hồng quân vận chuyển pháp lực nhưng hắn lại phát hiện pháp lực của mình đang bị đại đạo thiết liệm điên cuồng cắn nuốt ngay cả sinh mệnh cũng nhanh chóng khô héo, Hồng Quân thấy tình hình này thì vừa sợ vừa giận, hắn không ngờ Đại La Kim tiên trước mắt còn có thực lực này, phải biết rằng, Hồng Quân trước kia cũng chỉ trải qua cảm giác không có sức phản kháng này ở trước mặt Lý Nguyên, lẽ nào tu vi thật của nam tử này thật ra là đại đạo? Hồng Quân nhớ đến trước đó có suy nghĩ đoạt hệ thống của Vu Tiểu Ngư thì không khỏi xấu hổ, ta vô lễ nhiều rồi, hu hu hu, tại sao những đại lão này luôn thích che giấu tu vi thật của mình, giả bộ rất yếu vậy, đây không phải là chất pháp câu cá sao? Hồng Quân nhẫn nhịn sự khiếp sợ, vội vàng hỏi Vu Tiểu Ngư: giả thiên đạo hữu người có ý gì tại sao đột nhiên đánh lén ta vu tiểu ngư thấy hồng quân bị giữ chặt không thể phản kháng trong lòng không khỏi thở phào nhẹ nhõm cũng may hệ thống đáng tin cậy quả nhiên ta là tồn tại vô địch trong phạm vi thiên cơ sơn dù là thiên đạo đại viên mãn trí tôn cũng chỉ cần một ý niệm là có thể khiến hắn không có sức phản kháng sở dĩ vu tiểu ngư đột nhiên ra tay trói chặt hồng quân tất nhiên là bởi vì hồng quân có khả năng phát hiện ra bí mật của hắn mà người biết bí mật của hắn thì chỉ có chết chỉ là hồng quân có thể sống lại sau khi chết Vậy thì vĩnh viễn phong ấn, tóm lại, hắn tuyệt đối không thể để Hồng Quân tiết lộ bí mật này ra ngoài, trong lòng Vu Tiểu Ngư đảo qua vô số ý niệm, trên mặt lại không chút thay đổi, hắn lạnh lùng hỏi Hồng Quân, hệ thống vừa rồi ngươi nói là sao? Hồng Quân nghe vậy thì lập tức phản ứng lại, là vì ta nói hệ thống nên ngươi mới ra tay với ta sao? Vu Tiểu Ngư thản nhiên nói, chỉ cần ngươi trả lời câu hỏi của ta đạt được, tuy Vu Tiểu Ngư không trả lời chính diện, nhưng nếu hắn không phủ nhận thì chính là ngầm thừa nhận rồi, Hồng Quân an ủi Vu Tiểu Ngư, thật ra ngươi không cần khẩn trương như thế đây không phải là chuyện không thể nói cho ai hơn nữa với thực lực của ngươi hiện tại cho dù người khác biết ngươi có hệ thống cũng không sao cả một Vu tiểu ngư búng tay ao 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 đại đạo thiết liệm trên người hồng quân cấp tốc siết chặt a à, hồng quân lập tức phát ra tiếng kêu thảm thiết hắn chỉ cảm thấy linh hồn của mình sắp bị chèn ép đến mức khó chịu không thôi đau 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 hồng quân vội vàng hét lớn Vu tiểu ngư dạy dỗ hồng quân một lúc lúc này mới thản nhiên mở miệng nói tại sao ngươi biết hệ thống ta không muốn hỏi lại câu này lần nữa đâu hồng quân không dám trần chờ vội vàng giải thích Ta không chỉ biết hệ thống, thật ra có rất nhiều người biết hệ thống, bởi vì ta từng gặp mấy người có hệ thống." Vu Tiểu Ngư nghe vậy, không khỏi mở to hai mắt, có vẻ đặc biệt khiếp sợ, hắn không ngờ Hồng Quân từng gặp mấy người có hệ thống, hệ thống không phải là duy nhất, chỉ có ta mới có sao? Sao người khác còn có vậy? Trong lòng Vu Tiểu Ngư không khỏi hiện lên tia thất vọng, những người có hệ thống này giờ phút này đang ở nơi nào, kết cục ra sao? Một lát sau, Vu Tiểu Ngư nhẫn nhịn khiếp sợ, tiếp tục thẩm vấn Hồng Quân, Hồng Quân thành thật trả lời: có người tiếp tục sống ở hồng hoang, có người đã rời khỏi hồng hoang đến thế giới vực ngoại. Thật ra, theo như Hồng Quân được biết, ngoại trừ Lý Trường Sinh còn sống ra thì những người khác có hệ thống hoặc là chết thẳng cẳng, hoặc là bị phong ấn mãi mãi, hoàn toàn không đến thế giới vực ngoại gì đó. Nhưng vì không kích thích Vu Tiểu Ngư, Hồng Quân chỉ đánh nói dối. Vu Tiểu Ngư nhíu mày nói: "Sao ngươi biết những người này có hệ thống? Chẳng lẽ bọn họ còn tuyên dương khắp nơi hay sao?" Hồng Quân cũng không dám bán đứng thông tin của Lý Nguyên cho Vu Tiểu Ngư, tránh chọc Lý Nguyên không vui. Hắn bình tĩnh nói: những người này đều có hành vi cao ngạo một thời gian giống như người sáng lập địa bảng vậy bởi vì tò mò cho nên ta đặc biệt tìm hiểu một lượt từ từ thì biết chuyện hệ thống phu tiểu ngư không hoài nghi lời của hồng quân hắn nghĩ đến bản thân muốn đạt được điểm kinh ngạc người có hệ thống khác chắc chắn cũng sẽ đạt được thứ tương tự như điểm kinh ngạc để trao đổi phần thưởng với hệ thống cho nên hành sự kiêu ngạo để hồng quân phát hiện sơ hở cũng không khó hiểu phu tiểu ngư nhìn hồng quân hỏi ngươi biết sự tồn tại của hệ thống mà không sinh ra lòng tham sao bốc gân lột ra ngư đoạt hệ thống của những người có hệ thống đó Hồng Quân vội vàng lắc đầu nói, tuyệt đối không có, thực lực của những người có hệ thống này đều không thấp, ta muốn bắt bọn họ, rồi rút gân lột ra, hoàn toàn là không làm được, giọng điệu của Vu Tiểu Ngư sâu xa, thì ra là không làm được, chứ không phải không muốn. Hồng Quân cười khổ, thừa nhận, hệ thống có chút thần kỳ, đương nhiên ta cũng muốn nghiên cứu một phen, đáng tiếc vẫn chưa có cơ hội. Vu Tiểu Ngư, coi như ngươi thành thật, Hồng Quân, người quen ta đều biết khuyết điểm lớn nhất con người ta chính là quá thành thật, không biết nói dối. Vu Tiểu Ngư, trong hệ thống, thông tin về hồng quân rõ ràng nói hồng quân là một lão già khôn ngoan thích nhất là núp ở phía sau tính kế người ta loại người này cũng không biết xấu hổ nói mình thành thật đúng là không biết liêm sỉ kết thúc tập này ở đây nha mọi người nếu không tìm thấy tập cần nghe các bạn vào danh sách phát để xem nhé linh tiểu muội để ở bên dưới phần mô tả đừng quên ấn like và đăng ký kênh gì các phim để cập nhật những video mới nhất nhé cảm ơn mọi người